chương 880, Chu Lâm, người nào, dám đến ta huyền thiên kiếm tông làm càn. Này hai cái huyền thiên kiếm tông đệ tử ngã xuống, tức khắc khiến cho bốn phía mặt khác huyền thiên kiếm tông đệ tử chú ý. Bá bá bá, từng đạo thần hồng bay tới, đem Yến Trường Phong vây quanh, bãi thành kiếm trận. Huyền thiên kiếm trận, Yến Trường Phong liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Ngươi là người nào, thúc thủ chịu trói, nếu không giết không tha. Có mấy cái đệ tử quát lạnh, ôn ào, Yến Trường Phong sắc mặt trầm xuống, tay áo một quyển, tức khắc chi gian, từng luồng bàng bạc mạnh mẽ trào ra. a à, phốc phốc phốc, này đó huyền thiên kiếm tông đệ tử tức khắc kêu thảm thiết, sôi nổi nổ tung, cái gì kiếm trận, trực tiếp diệt phong. Giữa không trung trực tiếp hạ khởi một hồi huyết vũ, nơi xa mặt khác huyền thiên kiếm tông đệ tử thấy thế, tất cả đều sắc mặt đại biến. Địch tập, địch tập, mau đi thông chi trưởng lão, nơi xa có đệ tử kinh hô, suy lạp, một bó huyết sắc ánh mắt trực tiếp chiếu xạ đi ra ngoài, một đám huyền thiên kiếm tông đệ tử chảm đến phi hôi yên diệt. Hắn ánh mắt nhìn quét bốn phía, vô hình sắc nhọn chi khí cắt bát phương, vô số huyền thiên kiếm tông đệ tử kêu thảm mai một. Yến Trường Phong không có chút nào trong lòng từ nương tay, ra tay vô tình. Hắn đạp không mà đi, như sân vắng tản bộ, quanh thân lao ra từng luồng sắc nhọn kiếm khí, chém giết tứ phương chúng. Vô số huyền thiên kiếm tông đệ tử bị kiếm khí chém chúng, trực tiếp nổ thành một phủng phủng huyết vụ, huyết nhiễm trời cao, hóa thành huyết vũ, rớt xuống mặt đất lớn mật cuồng đồ an giám phạm ta huyền thiên kiếm tông nơi xa có một đám trưởng lão bay tới nhìn thấy một màn này giận tím mặt đều là kiếp dương cảnh cao thủ hướng tới yến trường phong hung hăng chấn giết qua tới nhưng là còn không có tới gần yến trường phong quanh thân lao ra kiếm khí liền đưa bọn họ giết được rơi rất tan tác cái gì sao có thể hắn mới kiếp dương cảnh một kiếp cảnh tu vi tại sao lại như vậy cường người rốt cuộc là ai thế nhưng dám can đảm như thế làm bậy phạm ta huyền thiên kiếm tông có một ít trưởng lão vẫn chưa tới gần, thấy như vậy một màn, tất cả đều sắc mặt đại biến, kinh giận không thôi. Bên cạnh có trưởng lão chăm chú nhìn Yến Trường Phong, theo sau kinh hô ra tiếng, kiếp dương cảnh một kiếp cảnh tu vi, như vậy đáng sợ thực lực, Phong vô trần. Hắn là Phong vô trần, cái gì, này đó tới rồi trưởng lão tức khắc sắc mặt đại biến. Yến Trường Phong một đường nghiền sát, liên tiếp hủy diệt hơn 20 cái huyền thiên kiếm tông phụ thuộc thế lực, này đó trưởng lão tự nhiên biết hắn khủng bố, mau đi thông chi nội môn trưởng lão, thông chi chu lâm đại trưởng lão cùng lương binh đại trưởng lão. Có trưởng lão mí mắt nhảy lên, vội vàng phân phó. Phốc, nhưng mà vừa dứt lời, một đạo kiếm khí bay tới, đương trường đem hắn chém thành hai nửa. Huyền thiên kiếm tông, ước chừng có 50 nhiều vạn ngoại môn đệ tử, cùng với 3.000 nhiều danh ngoại môn trưởng lão. Yến trường phong không có chút nào thủ hạ lưu tình, mỗi một bước bán ra, đều có vô số người ngã xuống. Chỉ ngắn ngủn trong chốc lát, huyền thiên kiếm tông toàn bộ ngoại môn, máu chảy thành sông, tất cả ngã xuống. Chờ đến nội môn mọi người cảm giác được nơi này động tính, cùng với tận trời huyết khí tới rồi, đã vì khi đã muộn. Một đám nội môn đệ tử bay ra tới, nhìn đến trước mắt cảnh tượng, tất cả đều ra đầu tê dại. Phụt, Yến Trường Phong bấm tay bắn ra, một đạo vài trăm thước khoan kiếm khí quét ngang mà ra, đem một đám nội môn đệ tử đương trường nghiền sát. Hắn đạp không mà đi, trực tiếp sát nhập nội môn bên trong, ven đường phục thi khắp nơi, máu tươi giàn rụa. Thực mau, toàn bộ nội môn đều loạn cả lên. Huyền Thiên kiếm tông nghị sự đại đường, Chu Lâm đám người mới vừa rồi đang ở thảo luận trương thuật ngã xuống sự tình, đột nhiên có người phá cửa mà vào. Không hảo, chư vị trưởng lão, phong, phong vô trần sát vào được. Một cái Huyền Thiên kiếm tông hạch tâm đệ tử sắc mặt trắng bệch, cả người là huyết. Cái gì? Đại đường chung mọi người tức khắc sắc mặt đại biến, từ trên chỗ ngồi đứng lên bọn họ mới vừa rồi còn ở thảo luận yến trường phong, Huyền Thiên Kiếm Tông 10 đại cao thủ bên trong xếp hạng thứ 6 Chu Lâm vừa mới hạ quyết định, tính toán tự mình ra mặt đi bắt sát Yến Trường Phong. Lại không nghĩ rằng, đối phương thế nhưng đã sát tới cửa tới. Thật to gan, Chu Lâm giận dữ, một cái nho nhỏ kiếp dương cảnh một kiếp cảnh con kiến, thế nhưng dám can đảm sát thượng ta Huyền Thiên Kiếm Tông sơn môn tới, thật sự tìm chết. Hắn thân hình chợt lóe, trực tiếp biến mất không thấy lương bân cùng với mặt khác chư vị trưởng lão cũng tất cả đều theo đi ra ngoài t tới rồi bên ngoài nhìn đến trên mặt đất kia khắp nơi tàn thi cùng với trong không khí nồng đậm mùi máu tươi mọi người tất cả đều sắc mặt đại biến đảo hút khẩu khí lạnh tặc tử thật can đảm dám can đảm phạm ta huyền thiên kiếm tông tìm chết chu lâm sắc mặt âm trầm như nước trực tiếp ra tay không có chút nào dư thừa ngôn ngữ yến trường phong trường thân mà đứng đang ở giữa không trung vạt áo phiêu diêu sợi tóc phi dương quanh thân vần quanh từng luồng nồng đầm huyết tinh khí, đều thực chất có thể thấy được. Nơi xa, còn có không ít huyền thiên kiếm tông nội môn đệ tử cùng trưởng lão, tất cả đều nhìn Yến Trường Phong, tất cả đều vong hồn toàn mạo, trong lòng sợ hãi. Yến Trường Phong quét Chu Lâm liếc mắt một cái, thân sắc đạm nhiên, thấy thứ nhất trưởng hoành đánh mà đến, đáng sợ lực lượng dao động bột rửa, Yến Trường Phong ánh mắt hơi ngưng. Bá, hắn quanh thân huyết sắc thần hoa chợt lóe, thi triển ra tu la đạo, quanh thân tu la hơi thở vần quanh, một bộ bạch y trở nên màu đỏ tươi, đầy đầu đen nhánh như thác nước tóc dài, biến thành huyết sắc. Hắn giơ tay đón đánh, một trường đánh tới, thì triển ra Phật ma diệt thế cửa này cấm pháp. ầm vang, tức khắc chi gian, một cổ đáng sợ lực lượng bùng nổ, thổi quét bát phương. Yến trường phong sắc mặt hơi hơi dùng mình, cảm giác được một cổ bàng bạc mạnh mẽ, theo sau kia Phật ma đại thủ ấn thế nhưng tán loạn, đáng sợ lực đạo đem Yến trường phong chấn đến lùi lại. Kiếp dương cảnh bầy kiếp cảnh đỉnh đại viên mãn. Ngươi là 10 đại cao thủ trung vị nào? Yến Trường Phong huyết sắc ánh mắt chăm chú nhìn Chu Lâm, thực lực của đối phương xa xa vượt qua Trương Thuật cùng Trương Nghị hai người. Không chỉ là bình thường kiếp dương cảnh bảy kiếp cảnh cao thủ, so với ngày đó ngã xuống ở Yến Trường Phong trên tay hồn giáo cường giả Minh La cũng muốn cường đại đến nhiều. Kia Minh La đồng dạng cũng là kiếp dương cảnh bảy kiếp cảnh tu vi, nhưng là cùng trước mắt người so sánh với, lại là chênh lệch thật lớn. Yến Trường Phong trong lòng âm thầm cân nhắc, thực lực của đối phương bằng nhau vì thế thánh tử cấp trung đảng thiên thượng tầng thứ vô thượng thiên kiêu, tu luyện đến kiếp dương cảnh bảy kiếp cảnh, hơn nữa khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo sau chiến lực. Huyền Thiên Kiếm Tông 10 đại cao thủ bảng thứ 6, Chu Lâm. Ở Yến Trường Phong trong lòng khiếp sợ hết sức, kia Chu Lâm đồng dạng trong lòng hơi kinh, nhìn Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe Cứ việc hắn biết, Trương Thuật cùng Trương Nghị hai người đã lần lượt ngã xuống ở Yến Trường Phong trên tay, biết Yến Trường Phong thực lực phi phàm. Bất quá lại cũng không nghĩ tới lấy thực lực của hắn một trưởng dưới thế nhưng không có thương tổn đến yến trường phong mảy may chỉ là đem hắn đẩy lui tuy rằng mới vừa rồi hắn vẫn chưa vận dụng toàn lực nhưng là kia một trưởng uy lực cũng không phải người bình thường có thể tiếp được tới xếp hạng thứ 6, yến trường phong ánh mắt hơi ngưng không nghĩ tới chỉ là xếp hạng thứ 6 mà thôi thế nhưng liền có như vậy cường đại thực lực hư phong vô trần người thiên phú cùng tiềm lực đích xác kinh người bất quá người cho rằng chỉ dựa vào điểm này là có thể như thế tùy ý làm bậy, cùng ta huyền thiên kiếm tông đối nghịch sao. chương 881, Giao thủ, ta huyền thiên kiếm tông, cũng không từng trêu chọc quá ngươi, ngươi lại như vậy khiêu khích ta huyền thiên kiếm tông, chém giết ta huyền thiên kiếm tông 10 đại cao thủ trương nghị, hơn nữa hủy diệt ta huyền thiên kiếm tông dưới chướng hơn 20 cái phụ thuộc thế lực, mà nay càng là sát nhập ta huyền thiên kiếm tông, diệt sát ta huyền thiên kiếm tông nhiều như vậy môn chúng, hôm nay lão. Phu nhất định kêu ngươi chết không có chỗ chôn Sát, Chu Lâm đại sất một tiếng, cả người khí thế nở rộ, tóc dài chấn động. Hắn lại lần nữa ra tay, hướng tới Yến Trường Phong hung hăng chấn giết qua tới, uy thế so với lúc trước còn mạnh hơn thịnh đến nhiều, một trường đè xuống, thiên băng địa liệt, quỷ khóc thần gào. Từng đạo bảo hộ đại trận cùng bảo hộ cấm chế lập lè, định trụ thời không, nếu không chỉ là này cổ khí thế, liền đủ để mai một phía dưới đại địa. Yến Trường Phong ánh mắt một ngưng, vẫn chưa giữ lại, Hoàng Kim Tiên Trung cùng U Lam Chiến Mâu này hai kiện tuyệt phẩm thượng đẳng đỉnh đạo khí bay ra. Yến Trường Phong bắt lấy U Lam Chiến Mâu, hung hăng mà ám sát qua đi. Sắc nhọn chi khí cùng giết chóc chi lực thêm vào, khiến cho U Lam Trường Mâu ẩn ẩn lộ ra vài phần đỏ như máu, mặt trên sắc nhọn chi khí ngưng tụ ở mâu tiêm phía trên, hóa thành một chút hàn mang. Oanh, kia U Lam Chiến Mâu đã chịu Yến Trường Phong sắc nhọn chi khí thêm vào, sắc nhọn vô biên, dị thường sắc bén, trực tiếp đinh xuyên thời không, cùng chu lâm đánh tới trưởng ấn hung hăng trang ở bên nhau kia một chút hàn mang bùng nổ sắc nhọn chi khí phát ra mà ra có một loại bẻ gãy nhìn nát tư thái thế nhưng sinh sôi đem chu lâm đánh ra trưởng ấn đinh xuyên tuyệt phẩm thượng đẳng đỉnh đạo khí hảo sắc nhọn hơi thở chu lâm trong lòng cả kinh ánh mắt lập loè nhưng là lại chưa hoảng loạn há mồm nhẹ đốt trong miệng bay ra một ngụm thanh đồng kiếm cùng kia u lam chiến mâu đánh ở bên nhau tức khắc chi gian từng luồng sắc nhọn chi khí phát ra mở ra vô biên kiếm khí thổi quét tứ phương. Một tầng tầng đáng sợ lực lượng dao động cuồn cuộn, nơi xa những cái đó huyền thiên kiếm tông môn nhân đệ tử tất cả đều sắc mặt tái nhợt, ở cái này lực lượng hạ, sinh không ra nửa điểm sức phản kháng. Thậm chí liền trốn tránh đều khó có thể làm được, lương binh thấy thế biến sắc, đại đạo chi lực mãnh liệt, đem những cái đó lực lượng dư ba hóa giải. Đều lui ra phía sau, hắn há mồm đại sất, trên thực tế, không cần hắn nói, những cái đó huyền thiên kiếm tông nội môn đệ tử, cùng với một ít tu vi hơi yếu trưởng lão đều sôi nổi lui ra phía sau rời xa nơi này nơi này chiến đấu giao động thật sự quá mãnh liệt nhắc lên lực lượng dư ba đều không phải bọn họ có thể thừa nhận lương binh nhìn chằm chằm phía trước kích đấu hai người chăm chú nhìn yến trường phong ánh mắt sơn tay hiển nhiên không nghĩ tới yến trường phong thế nhưng có như vậy đáng sợ thực lực keng 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 thanh đồng kiếm cùng u lam chiến mâu va chạm phát ra ra đáng sợ kiếm khí gió lốc hai người giống như đối chọi gay gắt rằng co một lát. Theo sau kia Chu Lâm đột nhiên phát lực, nhẹ nhàng chấn động, một cổ đáng sợ lực lượng tức khắc theo thanh đồng kiếm truyền ra, chấn động ở U Lam chiến mâu thượng. Yến Trường Phong chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, kia đáng sợ lực đạo tức khắc đem hắn đánh bay đi ra ngoài, làm hắn trong lòng khiếp sợ. Hắn ở nơi xa định trụ thân hình, trong tay U Lam chiến mâu thượng lôi hỏa lượn lờ, Yến Trường Phong trường thân mà đứng, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Hắn chăm chú nhìn Chu Lâm, ánh mắt hơi lóe, thực lực của đối phương vượt qua hắn đoán trước. Đồng thời, càng làm cho Yến Trường Phong động dung chính là, đối phương trong tay chuôi này thanh đồng kiếm, thình linh cũng là một kiện tuyệt phẩm thượng đẳng đỉnh đạo khí. Kiếm này một chỗ, Yến Trường Phong chiếm cứ cường đại pháp bảo ưu thế, lập tức biến mất vô chung. Người thế nhưng có hai kiện tuyệt phẩm thượng đẳng đỉnh đạo khí, hơn nữa người thiên phú cùng thực lực, khó trách trương nghị cùng trương thuật hai người, lần lượt ngã xuống ở người trên tay. Bất quá, người nếu chỉ dựa vào điểm này bản lĩnh, liền dám can đảm sát thượng ta huyền thiên kiếm tông không thể nghi ngờ là tìm chết. chu lâm còn người lạnh băng trong tay thanh đồng kiếm quang trơ trọi mặt trên không có chút nào hoa văn chỉ có chảy xuôi mũi nhọn còn có kia kỳ dị ánh sáng này thế nhưng là một thanh hoàn toàn từ tiên linh canh kim đúc luyện mà thành pháp bảo. tiên linh canh kim chính là đúc kiếm khí tốt nhất tài liệu đúc luyện mà thành kiếm khí sắc nhọn vô cùng. cứ việc chuôi này thanh đồng kiếm mũi nhọn cùng hiện giờ tiên thiên kiếm thể tứ giai đoạn đại thành yến trường phong so sánh với còn muốn kém cỏi một bậc bất quá tranh lệch lại cũng rất có hạn lấy chu lâm cường đại tu vi hoàn toàn có thể đền bù điểm này tranh lệch yến trường phong ánh mắt lập lè nhìn chằm chằm kia khẩu thanh đồng kiếm ánh mắt cực nóng hoàn toàn từ tiên linh canh kim đúc luyện mà thành kiếm khí loại pháp bảo vốn dĩ liền ít đi huống chi này vẫn là một ngụm tuyệt phẩm thượng đẳng đỉnh đạo khí sát chu lâm không có nhiều lời trực tiếp rút kiếm phách xiết qua tới hắn nhất kiếm vẽ ra, thanh đồng kiếm phun ra nuốt vào mũi nhọn, trực tiếp bắn nhanh lại đây, dễ dàng cắt qua hư không, sắc nhọn kiếm khí, hướng tới Yến Trường Phong hung hăng sung phong liều chết lại đây. Còn không có tới gần, khiến cho Yến Trường Phong cảm giác được làn da đau đớn. Đây là hắn trọng sinh tới nay, thức tỉnh tiên thiên kiếm thể lúc sau, lần đầu tiên gặp phải có thể cùng chính mình sắc nhọn chi khí so sánh với vai người. Cứ việc, đối phương chính là xính pháp bảo chi lực. Tu la, Yến Trường Phong huyết phát phi dương, đến lúc này không thể không vận dụng tu la dị tượng nếu không chỉ dựa vào trong tay hai kiện tuyệt phẩm thượng đẳng đỉnh đạo khí căn bản không có khả năng là chu lâm đối thủ. Dầm, tu la dị tượng lao ra nháy mắt bao phủ thiên địa thổi quét bát phương đem ở đây mọi người tất cả đều bao phủ đi vào tận trời sát khí phổ biên huyết sắc thế giới còn có trong hư không không chỗ không ở tu la chi khí cùng với kích động tu la chi lực nơi xa những cái đó huyền thiên kiếm tông nội môn đệ tử tại đây tu la dị tượng nghiền áp hạ sôi nổi nổ mạnh mở ra, từng luồng huyết chi tinh khí, dũng mãnh vào yến trường phong thân thể giữa. Đồng thời, ngay cả huyền thiên kiếm tông những cái đó thực lực hơi yếu trưởng lão, cũng đều sắc mặt đại biến, trong cơ thể pháp lực bị áp chế, tâm thần bị xâm nhập, có trưởng lão đương trường tổ hỏa nhập ma. Oanh, a à, lưu trưởng lão ngươi, có trưởng lão trực tiếp bị xâm chiếm tâm thần, hai mắt màu đỏ tươi, giống như hóa thành thị huyết mãnh thú, thế nhưng đối bên người mặt khác trưởng lão động thủ. Hiện trường tức khắc hỗn loạn lên, không ít trưởng lão bị Yến Trường Phong tu La dị tượng ảnh hưởng, không có thể bảo hộ trụ tâm thần, bị kia tu La chi khí xâm nhập, tẩu hỏa nhập ma, hóa thành hình người mãnh thú, trong mắt chỉ có giết chóc. Một ít trưởng lão lẫn nhau tàn sát lên, mặt khác thực lực hơi cường đại trưởng lão, cũng đều sắc mặt tái nhợt, toàn lực chống cự tu La chi khí rõ ràng, đồng thời còn muốn thi triển thần thông, chống cự kích động tu La chi lực. Đây là tu La dị tượng, Lương binh cùng Chu Lâm hai người cùng với số ít mấy cái trưởng lão khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo, thực lực mạnh hơn những người khác, còn có thể bảo trì lý trí, thấy như vậy một màn, tất cả đều sắc mặt biến hóa. Người như thế nào sẽ có tu la dị tưởng? Chu Lâm kinh hô, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Sát, Yến Trường Phong huyết phát loạn vũ, vẫn chưa đáp lại, há mồm đại sất một tiếng, dẫn theo U Lam chiến mâu, hóa thành một đạo huyết sắc điện quang, hướng tới Chu Lâm xung phong liều chết qua đi. Hừ, một khi đã như vậy, vậy trấn áp ngươi, tìm tòi ngươi thần hồn. Thấy Yến Trường Phong không có trả lời, ngược lại chiều hắn sung phong liều chết lại đây, Chu Lâm ánh mắt chợt lóe, thu hồi tâm tư, hướng tới Yến Trường Phong đón đánh đi lên. Chương 882, vây sát, Chu Lâm thực lực khủng bố vô cùng, liền tính lại Yến Trường Phong vận dụng tu la dị tượng, trong lúc nhất thời thế nhưng cũng khó có thể chiếm được thượng phong. Hắn cầm trong tay thanh đồng cổ kiếm, kiếm phong sắc bén vô biên, cùng Yến Trường Phong kịch liệt đối chiến từng đạo sắc nhọn kiếm khí, thổi quét mở ra, cắt qua vòng trời. Yến Trường Phong đỉnh đầu Hoàng Kim Tiên Trung, cầm trong tay U Lam Chiến Mâu, bên hông cửu khúc huyết hà vần quanh, dưới chân đất chết vô ngần, phía sau Tu La hư ảnh đỉnh thiên lập địa, đem Yến Trường Phong làm nổi bật đến giống như viễn cổ ma thần. Trong thân thể hắn Tu La chi lực mãnh liệt minh mông, đồng thời giết chóc chi đạo nở rộ, huyết sắc giết chóc đại đạo chi lực, giống như thủy triều mãnh liệt, cùng Tu La chi lực dung hợp, quán chú đến U Lam Chiến Mâu bên trong cùng Chu Lâm hung hăng đánh vào cùng nhau. Giống như đối chọi gay gắt, U Lam chiến mâu cùng thanh đồng cổ kiếm phát ra ra kịch liệt kiếm khí gió lốc, sắc nhọn vô biên, xé nát thời không. Từng luồng sắc nhọn chi khí thổi quét tứ phương, nơi xa những cái đó đã chịu yến trường phong tu la chi lực ảnh hưởng, Huyền Thiên kiếm tông trưởng lão cùng đệ tử, sôi nổi bị mai một thân thể, hóa thành một phủng phủng huyết vụ. Này tuyệt đối là Huyền Thiên kiếm tông tổn thất thật lớn. Ở đây, chỉ có số ít mấy cái khống chế đại đạo chi lực cường giả, mới có thể không chịu ảnh hưởng quá lớn giờ phút này tất cả đều sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm giữa không trung yến trường phong cùng chu lâm hai người đại chiến tu la dị tượng hắn như thế nào sẽ có tu la dị tượng lương bân sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm yến trường phong ánh mắt lập lè oanh keng 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 ken, hai người kịch liệt va chạm chu lâm cùng yến trường phong hai người đấu đến hừng hực khí thế bốn phía hư không không ngừng nổ vang không ngừng hỏng mất kiếm động cử thiên viên mãn cảnh kiêm ý kiếm đạo lĩnh vực, Yến Trường Phong gào to, tuy rằng giờ phút này vẫn chưa thi triển kiếm đạo, nhưng là này tam đại thủ đoạn, như cô có thể cho hắn mang đến cường đại thêm vào tác dụng, có thể cho hắn mũi nhọn càng sâu, công kích càng thêm sắc bén sắc nhọn. Đương, U Lam Chiến mâu lại lần nữa cùng thanh đồng cổ kiếm đánh vào cùng nhau, phát ra ra một mảnh sáng lạn hỏa tinh, mỗi một chút hỏa tinh, đều xuyên thủng thời không, cắt bát phương. Yến Trường Phong trên tay tê dại, một cổ đáng sợ mũi nhọn từ thổi quét lại đây, cùng hắn quanh thân vần quanh kiếm khí cùng liền kiếm quang va chạm đan chéo ra từng luồng cơn lốc theo sau một đạo thanh hồng bay vụt uy thế vô biên hướng tới yến trường phong phách chém xuống tới yến trường phong sắc mặt khẽ biến lập tức đem trong tay trường mâu hoành trong người trước thật lớn lực đạo oanh ở u lam chiến mâu thượng đem yến trường phong đánh bay đi ra ngoài đồng thời có từng luồng sắc nhọn kiếm khí phát ra mở ra nhằm phía yến trường phong lại bị hoàng kim tiên trung ngăn cản sát chu lâm đại sất một tiếng dẫn theo thanh đồng cổ kiếm truy kích đi lên. Tu la duy nhất, Yến Trường Phong con người giữa huyết quang một ngưng, Chu Lâm cường đại, ra ngoài hắn đoán trước. Hắn một tiếng đại sất, phía sau Tu la hư ảnh một bước bán ra, hóa thành một đạo huyết quang, nhảy vào hắn thân thể giữa. Tức khắc chi gian, Yến Trường Phong cả người khí thế lại lần nữa bạo trướng. Cửu khúc huyết hà, Yến Trường Phong hét lớn, phía sau huyết phát loạn vũ, đã ổn định trụ thân hình, huyết sắc trường bào ở kia kịch liệt gió lốc trung bay phất phới hắn trên tay trái ngàn một chảo, quấn quanh ở bên hông cửu khúc huyết hà lập tức hướng tới Chu Lâm sông ra ngoài, giống như một đầu huyết long. Huyết vũ ngập trời, Yến Trường Phong khẽ quát, cửu khúc huyết hà sôi trào, cuốn hướng Chu Lâm, giữa máu loãng ngưng tụ, hóa thành một đầu huyết long. Ngao, đây là Yến Trường Phong lần đầu tiên toàn lực thúc giục cửu khúc huyết hà. Kia huyết long rít gào, thế nhưng phát ra lảnh lót rồng ngâm thanh. Ở kia máu loãng ngưng tụ mà thành huyết long thân thượng, có từng khối thi thể chìm nổi, giống như từng mảnh long lân, cua dị vô cùng. Nó mở ra miệng rộng, bay thẳng đến sông tới Chu Lâm một ngụm nuốt qua đi. Chu Lâm tức khắc sắc mặt đại biến, cửu khúc huyết hà máu loáng, tràn ngập nguyên rủa cùng ô trọc chi lực, nhìn xuống hết thảy, lây dính lúc sau, liền như giỏi trong xương, khó có thể loại bỏ, liền tính là hắn cũng không dám lây dính mảy may. Giờ phút này thấy kia cửu khúc huyết hà chung máu loáng, thế nhưng ngưng tụ ra một đầu huyết long, chiều hắn cắn xé lại đây, sao không làm hắn kinh ngạc trái tim đột nhiên vừa kéo chu lâm không dám đại ý lập tức thi triển thần thông một cái lướt ngang trở tay nhất kiếm bổ ra sắc nhọn kiếm khí hóa thành một đạo thanh hồng giống như một cái màu xanh lá thất luyện cuốn hướng huyết long muốn đem này phách trảm mở ra kia kiếm hồng hóa lạc sắc nhọn vô biên không thể soi yến trường phong hiện giờ mũi nhọn kém cỏi nhất kiếm bổ ra kia huyết long đương trường bị chảm thành hai đoạn nhưng mà yến trường phong lại không thèm để ý khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh bị chảm thành hai đoạn huyết long đột nhiên hóa thành hai cái thật lớn huyết sắc lốc xoáy giữa cuốn suốt huyết sắc gió lốc vô số dày đặc máu loáng giống như huyết vũ nhằm phía chu lâm chân chính tinh phong huyết vũ giữa mang theo đáng sợ nguyền rủa cùng ô chọc chi lực ăn mòn hết thảy pháp lực đều nhưng bị ăn mòn chu lâm tức khắc nhíu mắt vội vàng trưng bày dày đặc kiếm cương lấy sắc nhọn kiếm khí ngăn cản trận này tinh phong huyết vũ đúng lúc này kia cửu khúc huyết hà lại như linh xà giống nhau hướng tới chu lâm quấn quanh qua đi yến trường phong đạp huyết hà thân thể theo huyết hà nhanh chóng kéo dài mà di động nháy mắt tới gần chu lâm trong tay u lam chiến mâu lôi hưng thịnh thịnh hung hăng hướng tới chu lâm đinh giết qua đi chu lâm thấy thế sắc mặt đại biến trở tay nhất kiếm bổ tới thanh đồng kiếm cùng u lam chiến mâu kịch liệt pha chạc nhưng lúc này đây lại không thể đem yến trường phong đánh lui xung hợp tu la hư ảnh lúc sau yến trường phong thực lực lại lần nữa tăng lên mới đưa tu la dị tượng uy lực chân chính phát huy ra tới Hai người liên tục giao kích, nhưng đỉnh đầu tinh phong huyết vũ xoắn tới, lệnh Chu Lâm khó có thể phân thân hắn cố. Cùng Yến Trường Phong giao thủ đến tận đây, Chu Lâm lúc trước đối Yến Trường Phong coi khinh cùng khinh thường, sớm đã không biết tung tích. Càng là giao thủ, liền càng là cảm giác được Yến Trường Phong khủng bố, phảng phất có vô số át chủ bài. Chu Sư Huynh, ta tới chợ ngươi, nơi xa lương binh thấy thế cũng sắc mặt động dung, thấy Chu Lâm thế nhưng phản bị Yến Trường Phong áp chế, Lâm vào bị động, tức khắc biểu tình một ngưng, vội vàng tiến lên tương trợ. Hắn thi triển ra một môn cường đại thượng cổ thần thuật, vừa ra tay đó là đại sát chiêu, tập kích Yến Trường Phong phía sau. Yến Trường Phong thực lực, làm hắn không thể không toàn lực ứng phó, liền 10 đại cao thủ trung xếp hạng thứ 6 Chu Lâm, đều ẩn ẩn gian bị Yến Trường Phong áp chế, Trương Nghị cùng Trương Thuật hai người, lần lượt ngã xuống ở Yến Trường Phong trong tay. Hắn tự nhiên không dám có nửa điểm khinh thường, ở hắn quanh thân, bốc cháy lên hừng hực lửa cháy, đối với Yến Trường Phong bỗng nhiên một trường đánh ra, biển lửa vô biên. Một trường này đánh tới, hư không đều bị đốt cháy thành không, thời không pháp tắc đều phảng phất bốc cháy lên, đáng sợ lực đạo dũng hướng Yến Trường Phong. Yến Trường Phong sắc mặt khẽ biến, cứ việc lương binh thực lực không bằng Chu Lâm, lại như cũng không dám khinh thường. Phật ma diệt thế, trường duyên sinh diệt, Yến Trường Phong tay trái trở tay đánh ra một trường, nổ vang lương binh, tay phải cầm trong tay U Lam chiến mâu cùng Chu Lâm thanh đồng cổ kiếm kịch liệt tranh phong. Hư, thế nhưng lấy một địch hai, tìm chết. Chu Lâm hừ lạnh, tay phải thanh đồng của kiếm phun ra nuốt vào sắc nhọn kiếm quang, tay trái đánh ra một môn cường đại thần thông, oanh kích Yến Trường Phong. Ta chờ cũng chờ hai vị đại trưởng lão giúp một tay. Nơi xa có bốn cái khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo cao thủ cũng bay lại đây, muốn nhân cơ hội đem Yến Trường Phong chân sát. chương 883, Triệu chân tuy rằng này bốn gã trưởng lão thực lực, so ra kém đứng hàng 10 đại cao thủ Chu Lâm cùng lương binh hai người, nhưng là khống chế đại đạo chi lực, trung quy không phải phàm tục hạng người, mấy người bay vút mà đến, thừa dịp Yến Trường Phong cùng Chu Lâm cùng Lương Binh hai vị đại trưởng lão giao thủ, cùng nhau vây công Yến Trường Phong. Tạc tử, nạp mệnh tới, mấy cái trưởng lão đại sất, sát ý nghiêm nghị, nắm chắc thắng lợi. Ở bọn họ xem ra, Yến Trường Phong liền tính thủ đoạn thông thiên, giờ phút này cũng mơ tưởng nghịch chuyển thế cục. Mấy người liên thủ oanh kích Yến Trường Phong đầu, đại đạo chi lực mãnh liệt minh mông, tất cả đều không có lưu thủ. Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia châm biếm, một đám gà vườn chó xóm, muốn giết ta, các ngươi còn kém xa. Bá bá bá, đúng lúc này, Yến Trường Phong thân thể giữa đột nhiên lao ra lưỡng đạo huyết quang. Yến Trường cung cùng Yến Trường ca đồng thời hiện thân, bày ra tu la đạo cùng tu la dị tượng. Cường đại hơi thở bỗng nhiên nở rộ, Yến Trường cung bắt lấy thôn thiên ma lô một đủ, hung hăng hướng tới Chu Lâm đánh tới thần thông sao qua đi. Đồng thời Yến Trường ca phóng lên cao, một đạo màu đen ánh đao tung hoành thiên hạ, phách trảm những cái đó nhân cơ hội tập giết qua tới trưởng lão. Cái gì? Tức khắc chi gian, mọi người sắc mặt đại biến, da mặt run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc. Oanh, Yến Trường Phong Phật Ma đại thủ ấn, đã cùng Lương binh thi triển thượng cổ thần thuật, lửa cháy thần trưởng oanh ở bên nhau, lập tức chi gian, lửa cháy cao cuốn, thổi quét trời cao. Đồng thời, Phật Ma diệt thế đáng sợ lực lượng bùng nổ, đem Lương binh đánh bay đi ra ngoài, ở trên hư không trung lảo đảo lùi lại. Đông mà bên kia yến trường cung cầm trong tay thôn thiên ma lô cũng cùng chu lâm đánh ra đáng sợ thần thông oanh ở bên nhau bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại cuộn sóng thổi quét bát phương khu vực này hoàn toàn sôi trào linh cơ mãnh liệt một mảnh hỗn độn chu lâm đồng dạng bị chấn đến lùi lại hai bước các ngươi mấy cái phế vật cũng dám tập giết ta đỉnh đầu yến trường ca cười lạnh một vòng màu đen ánh đao tung hoành phốc 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 kia bốn gã khống chế một cái đại đạo tri lực trưởng lão tức khắc sắc mặt đại biến đương trường bị chảm đến phi hôi yên diệt. Cửu ma phân thân thuật, Chu Lâm cùng Lương Binh hai người vẻ mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, Yến Trường cung cùng với Yến Trường ca ba người, trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi chi sắc. Sao có thể, ngươi chẳng những có được ngàn năm trước Yến Trường Phong sở nắm giữ tu la dị tượng, thế nhưng còn luyện thành huyền cửu u cửu ma phân thân thuật. Ngươi rốt cuộc là ai? Chu Lâm không khỏi trái tim nhảy lên, ở nhìn thấy Yến Trường Phong thi triển ra cửu ma phân thân thuật, triệu hồi ra Yến Trường Cung cùng Yến Trường ca hai đại phân thân sau, tức khắc cảm giác được áp lực cực lớn. Hắn trong lòng kinh hãi muốn chết, này quá không thể tưởng tượng. Bất luận là tu la dị tượng, vẫn là cửu ma phân thân thuật, đều là vô cùng thần bí mà đáng sợ truyền thừa. Ngàn năm trước, nắm giữ tu la dị tượng Yến Trường Phong, bị dự vì là thiên thần đại lục nhất kinh diễm thiên tài. Mà tu luyện cửu ma phân thân thuật huyền cửu U, cùng Yến Trường Phong giống nhau đồng dạng kinh diễm nếu không có huyền cửu u ở huyết luyện chi lộ phạm phải đại sát nghiệt, tế luyện một thành ba nghìn vạn dân cư vô tội người, xúc phạm thiên đạo, chọc hạ thiên đạo truy sát lệch, gặp đến vô số huyết luyện chi lộ trung thiên tài vây sát, bị chém chết số cụ phân thân, cuối cùng cùng yến trường phong giao thủ khi, cũng là nguyên khí đại thương, thực lực. Xa không bằng đỉnh, lúc này mới thua ở yến trường phong trên tay. Ngàn năm trước, hai đại nhất kinh diễm thiên tài truyền thừa, thế nhưng ở cùng cá nhân trên người bày ra, làm chu lâm cùng lương binh hai người, như thế nào có thể không kinh hãi. Giết các ngươi người, Yến Trường Phong ánh mắt như máu, hai đại phân thân cùng hắn sóng vai mà đứng, coi thường Chu Lâm cùng lương binh hai người. Sát, hắn đại sất một tiếng, ba người đồng thời ra tay, sát hướng Chu Lâm cùng lương binh hai người. Yến Trường Phong cùng Yến Trường Cung đồng thời hướng tới Chu Lâm sát đi, mà Yến Trường ca còn lại là đơn độc hướng tới lương binh sát đi. Kia lương binh thực lực, so với trường thuật hơi kém hơn một chút, hoàn toàn không phải Yến Trường ca đối thủ, ở yến trường ca toàn lực ra tay hạ giao thủ không đủ nửa khắc liền bị đánh kế tiếp bại lui mà bên kia yến trường phong cùng yến trường cung liên thủ công sát chu lâm đem này hoàn toàn áp chế tại hạ phong oanh trong tay u làm chiến mâu hung hăng ám sát qua đi đồng thời cử khúc huyết hào uốn lượn hướng tới chu lâm quấy giày qua đi chu lâm trong tay thanh đồng cổ kiếm điên cuồng hoa động huyền thiên kiếm pháp hắn nổi giận gầm lên một tiếng thi triển ra huyền thiên kiếm tông trung tâm kiếm pháp sát phạt sắc bén. Cùng Yến Trường Phong oanh ở bên nhau. Thôn Thiên Phệ Địa, Yến Trường cung thần tình lạnh lùng, đem Thôn Thiên Ma Lô tế ra, từng luồng màu đen gió lốc mãnh liệt, giữa truyền đến cường đại thôn phệ chi lực, điên cuồng thôn phệ chu lâm pháp lực. Chu Lâm sắc mặt đại biến, há mồm phun ra một cái pháp cầu, đó là hắn tế luyện thế giới, giữa thế nhưng đã dựng sinh ra một tia căn nguyên chi lực, có sinh cơ ở giữa hiện lên. Bất quá dù vậy, Chu Lâm đối chiến Yến Trường Phong một người còn vô pháp áp chế mà nay đồng thời đối chiến yến trường phong cùng yến trường cung căn bản vô pháp ngăn cản trụ hai người sắc bén thế công kia thôn thiên ma lô bỗng nhiên trầm xuống lò khẩu đột nhiên bạo trướng hiện ra một cái màu đen lốc xoáy thế nhưng trực tiếp đem chu lâm tế ra thế giới tôn vệ theo sau hung hăng hướng tới chu lâm vào đầu trấn áp đi xuống một bên là yến trường phong sắc bén thế công một bên lại đối mặt yến trường cung cuồng bạo chân áp chu lâm bị đánh liên tục lùi lại trấn yến trường cung hét lớn một tiếng thôn thiên ma lô xoay tròn bỗng nhiên chấn áp xuống dưới chu lâm đang cùng yến trường phong giao thủ không rảnh phân thân bị thôn thiên ma lô vào đầu chấn hạ đương trường bị chấn đến hướng tới mặt đất tạp rơi xuống đi lực lượng cường đại thậm chí đánh bại nơi này bảo hộ trận pháp cùng bảo hộ cấm chế đem mặt đất tạp ra một cái thật lớn hố sâu giống như vực sâu cùng lạch trời sát yến trường phong huyết phát bay múa thấy thế cầm trong tay u lam chiến mâu ẩm ẩm hướng tới ngầm chu lâm đinh sát đi xuống người nào dám can đảm với ta huyền thiên kiếm tông làm càn liền ở ngay lúc này cách đó không xa đột nhiên thời không dung chuyển có một đạo nặng nề thanh âm vang lên mang theo đại đạo tri âm đáng sợ vô biên ngôn ngữ tri gian thế nhưng có đại đạo phù văn sái lạc yến trường phong tức khắc sắc mặt đại biến lão ngũ bên kia bị yến trường cung một đao phách bay ra đi lương binh khóe miệng đẫm máu nghe được thanh âm đột nhiên cả người chấn động kích động hô ngay sau đó một đạo đầu tóc hoa dâm lão giả xuất hiện thân hình khô khốc nhưng là một đôi ánh mắt lại là vô cùng sắc bén cùng sắc nhọn hắn thần tình lạnh lùng nhẹ nhàng nâng tay yến trường phong bên người thời không nhắc lên quyển quyển gợn sóng một con khô gầy bàn tay trực tiếp từ yến trường phong bên người thời không chui ra đánh ra yến trường phong ngăn cản yến trường phong đuổi giết chu lâm yến trường phong trong lòng tức khắc sinh ra một cổ nguy cơ cảm hóa thành một đạo huyết sắc điện quang vội vàng lập lòe đi ra ngoài ầm vang yến trường phong mới vừa rồi nơi không gian tức khắc mai một một cổ đáng sợ lực lượng ngưng mà không tiêu tan, ở kia phiến không gian xoay tròn, kéo dài không tiêu tan. Kia nhìn như khinh phiêu phiêu một trường, thế nhưng có được như thế đáng sợ lực đạo. Yến trường phong ánh mắt hơi ngưng, Yến trường cung bá một tiếng rừng ở hắn bên người, nhìn về phía cái kia khô gầy lão giả. chương 884, tam trọng tu la dị tượng tái hiện. Yến trường phong ánh mắt hơi ngưng, đánh giá khô gầy lão giả, có thể rõ ràng cảm giác được, này khô gầy lão giả trên người đáng sợ lực lượng dao động, So với Chu Lâm đều phải cường ra một đường. Không hề nghi ngờ, cái này khô gầy lão giả cũng là Huyền Thiên Kiếm Tông 10 đại cao thủ chi nhất, hơn nữa xếp hạng thứ 5, gọi là Triệu Chân. Một đạo thanh hồng từ phía dưới trong hố sâu lao ra, Chu Lâm khóe miệng mang theo một tia vết máu, sợi tóc hỗn độn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Yến Trường Phong. Một cái nho nhỏ kiếp dương cảnh một kiếp cảnh tu vi, thế nhưng giết đến chúng ta Huyền Thiên Kiếm Tông bên trong, hừ. Triệu Chân hừ lạnh, thanh âm trầm thấp nhìn mắt Chu Lâm cùng Lương Binh hai người, trong mắt mang theo bất mãn. Triệu chân sư huynh, ngươi không phải đang bế quan sao? Như thế nào ra tới? Chu Lâm ngượng ngùng nói, đều làm người sát tới cửa tới, ta có thể không xuất quan sao? Triệu chân nổi giận nói, thở sâu, không hề để ý tới Chu Lâm cùng Lương Binh hai người, đem ánh mắt rơi xuống yến trường phong trên người, trong mắt sát ý nghiêm nghị. Tu la dị tưởng, cửu ma phân thân thuật, ngươi là người nào, vì sao phạm ta huyền thiên kiếm tông? triệu chân lạnh giọng hỏi không có gì thật nhiều nói chiến đi yến trường phong lãnh sất tuy rằng triệu chân thực lực làm hắn rất là giật mình bất quá lại cũng hoàn toàn không kiêng kỵ sát chưa từng có nhiều vô nghĩa hắn trực tiếp ra tay hướng tới triệu chân đám người giết qua đi lần này sát nhập huyền thiên kiếm tông vốn chính là vì giết người mà đến không có gì nhưng nhiều lời chỉ có một trận chiến đủ gan triệu chân hoa dâm đầu tóc phi dương con người giữa hàn quang nổ bắn ra hiển nhiên là bị yến trường phong chọc giận hắn khô gầy bàn tay hướng tới yến trường phong đánh tới xuyên qua thời không trực tiếp xuất hiện ở yến trường phong trước người giữa ẩn chứa đáng sợ lực đạo yến trường phong lần này có chuẩn bị cũng không sợ hãi trong tay u lam chiến mâu hung hăng đâm tới oanh nơi này tức khắc nổ tung sắc nhọn chi khí tàn sát bừa bãi mở ra triệu chân sắc mặt khẽ biến bị yến trường phong chấn đến lùi lại nửa bước ta xem thường ngươi hắn hai mắt nhíu lại mới vừa rồi chỉ là tùy ý ra tay, vẫn chưa vận dụng toàn lực, không nghĩ tới Yến Trường Phong thực lực thế nhưng cường đại như vậy, thế nhưng có thể đem hắn đánh lui. Yến Trường Phong không có cùng hắn vô nghĩa, hóa thành một đạo huyết sắc tia chớp, dẫn theo U Lam chiến mâu, hướng tới Triệu Chân Sung Phong liều chết qua đi. Triệu Chân sư huynh cẩn thận, người này thủ đoạn không đơn giản. Chu Lâm cùng Lương Binh hai người nhắc nhở, đồng thời hướng tới Yến Trường Phong ra tay giết tới. Yến Trường cung cùng Yến Trường ca phân biệt đón đánh hai người ba người phát sinh kịch liệt va chạm. Nơi này vòng trời tạc nứt, mấy người thân hình không ngừng lập lè, giống như một vòng luân đại nhật, không ngừng va chạm. Oanh, Yến Trường Phong cùng Triệu chân giao thủ, thủ đoạn tẫn thi dưới, thế nhưng bị thứ nhất trưởng đẩy lui. Kia Triệu chân thực lực đáng sợ vô cùng, chiêu thức ngắn gọn, nhưng là nhất chiêu nhất thức chi gian, ẩn chứa một loại đáng sợ vận luật, liên tục số trưởng đánh tới, lực lượng tầng tầng trồng lên, đem Yến Trường Phong đánh bay tứ tung đi ra ngoài. hư Người trẻ tuổi, người thật sự có vài phần bản lĩnh, đáng tiếc tu vi quá thấp, dám đến ta huyền thiên kiếm tông làm càn, hôm nay nhất định phải kêu ngươi diệt phong. Triệu chân hừ lạnh, một bước bán ra, đuổi giết xuống dưới. Hắn bỗng nhiên một trường đánh ra, phảng phất màn trời cái áp xuống tới, hung hăng áp hướng Yến Trường Phong. Yến Trường Phong tức khắc sắc mặt khẽ biến, thí thần kiếm xuất hiện ở trong tay. Tu la kiếm pháp, bạt kiếm thức, bay ngược trên đường, một vòng huyết sắc kiếm quang đột nhiên bùng nổ mở ra, sắc nhọn chi khí thổi quét bát phương, cùng kia kia đại thủ đánh vào hết thảy, bộc phát ra đáng sợ lực lượng gió lốc, rằng qua một lát, Yến Trường Phong mượn lực lùi lại, kéo ra khoảng cách, ổn định thân hình. Tu La kiếm pháp, Triệu Chân hai mắt hơi ngưng, xem ra trên người của ngươi bí mật không ít, đãi ta trấn áp ngươi, lục soát ngươi hồn phách. Hắn trầm uống, lại lần nữa ra tay, một bước bán ra, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, nháy mắt xuất hiện ở Yến Trường Phong trước mặt, hóa trưởng vì chảo, chụp vào Yến Trường Phong, hắn năm ngón tay thành câu, sắc nhọn vô cùng, như thần thiết luyện chế mà thành, lưu động thần quang, một chảo chộp tới, yến trường phong phía trước hư không trực tiếp bị chảo dập nát, ngay cả yến trường phong đều cảm giác được một cổ đến xương mũi nhọn. Tam trọng tu la dị tưởng, yến trường phong thấy thế không dám lại có nửa điểm chân chờ, biết gặp đối thủ. Triệu chân thực lực, quá mức đáng sợ, hắn cùng hai đại phân thân tâm niệm tương thông, đại sất một tiếng, ba người tu la dị tưởng, lập tức trọng điệp dung hợp, hình thành tam trọng tu la dị tưởng, khiến cho ba người lực lượng, tất cả đều thăng hoa. Cái gì, thế nhưng còn có thể kéo lên. Chu Lâm cùng Lương Binh hai người tất cả đều kinh hãi, đặc biệt là Chu Lâm, lúc trước cùng Yến Trường Phong giao thủ thời điểm, Yến Trường Phong đó là át chủ bài ùn ùn không dứt, mỗi lần ở vào nhược thế lúc sau, liền sẽ bộc phát ra càng cường đại hơn thủ đoạn, lực lượng đại trướng. Vốn tưởng rằng Yến Trường Phong thi triển ra cửu ma phân thân thuật, liền đã là cuối cùng át chủ bài, lại không nghĩ rằng, Giờ phút này Yến Trường Phong thế nhưng đem ba người tu la dị tượng dung hợp, khiến cho ba người thực lực, tất cả đều thăng hoa, ở thượng một cấp bậc. Loại này thủ đoạn, cũng là Yến Trường Phong này một đời, tu luyện thành cửu ma phân thân thuật sau, mới ngoài ý muốn cân nhắc ra tới, là hắn hiện giờ mạnh nhất thủ đoạn chi nhất. Mặt khác một môn thủ đoạn, đó là phân thân cùng chủ thân dung hợp quy nhất. Sát, Yến Trường Phong đại sất một tiếng, thi triển ra tam trọng tu la dị tượng lúc sau, lực lượng đại trướng, trong tay U Lam Chiến Mâu hướng tới Triệu Chân hung hăng đâm tới. Phụt, U Lam Chiến Mâu sắc nhọn vô biên, ở yến trường phong toàn lực ứng phó dưới, cùng kia tay chảo hung hăng đánh vào cùng nhau, sắc nhọn chi khí ngưng tụ thành một đường, đem kia tay chảo xuyên thủng. Triệu Chân kêu lên một tiếng, vội vàng lùi về tay chảo, lòng bàn tay một cái huyết động, máu tươi đầm đìa. Đồng thời mặt trên có một cổ sắc nhọn chi khí thổi quét, muốn xé rách hắn bàn tay, nếu không có hắn pháp lực kinh người, lực lượng khủng bố, thật sâu định trụ kia cổ mũi nhọn toàn bộ cánh tay đều phải bị xé nát. Hắn hừ lạnh một tiếng, nhìn Yến Trường Phong ánh mắt càng thêm lạnh băng, sát ý lan tràn. Lòng bàn tay đột nhiên một mảnh đại đạo phù văn ngưng tụ, thế nhưng đem kia sắc nhọn chi khí mạt diệt, theo sau trong cơ thể pháp lực mãnh liệt, trên tay hiện lên một đạo ánh sáng, đem trên tay thương thế nháy mắt vuốt phẳng. Tam trọng tu la dị tưởng, có chút môn đạo, xem ra, muốn chân áp ngươi, ta phải động chút thật bản lĩnh mới được. Triệu chân ánh mắt lạnh lẽo, cả người khí thế bỗng nhiên chấn động, thế nhưng so lúc trước còn muốn đáng sợ hư không yên sát đại pháp hắn há mồm chầm uống theo sau đôi tay bỗng nhiên tham nhập hư không hai điều cánh tay thế nhưng biến mất không thấy ngay sau đó yến trường phong tức khắc cảm giác được một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm hắn sắc mặt một lần hóa thành một đạo huyết sắc tia chớp nháy mắt dịch chuyển dịch chuyển đi ra ngoài ở hắn nguyên bản nơi không gian hư không bỗng nhiên yên lặng bị một mảnh xương đen bao phủ ngay sau đó kia phiến hư không vỡ ra hóa thành vô số không gian mảnh nhỏ giữa tràn ngập ra đáng sợ lực lượng hơi thở. Yến Trường Phong sắc mặt khẽ biến, cả người lông tơ tạc lập, kia một kích nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế tuyệt đối khủng bố. Mai một hư không, giữa hết thảy đều đem hủy diệt. Nếu không có Yến Trường Phong mới vừa rồi nháy mắt dịch chuyển đi ra ngoài, bằng không nếu như bị giam cầm ở kia phiến màu đen trong hư không, tất nhiên muốn cùng kia vỡ vụn không gian mảnh nhỏ giống nhau, đi theo mai một. chương 885, Liên Trảm, hư không yên sát đại pháp, này đồng dạng là một môn cường đại thượng cổ thần thuật, thậm chí bất đồng với tầm thường thượng cổ thần thuật, chính là một môn đế thuật, chính là trí tôn cảnh cường giả sáng chế thần thông. Mới vừa rồi nếu lại Yến Trường Phong không đủ cảnh giác, muộn thượng nửa bước, tất nhiên muốn lâm vào cực đại nguy hiểm bên trong. Oanh, a, à, lúc này, nơi xa truyền đến hết thảm một tiếng, lương binh bị Yến Trường ca một đao phách bay ra đi, há mồm ho ra máu, thân thể đều vết dạn đạo đạo, mấy dục băng diệt. Thi triển ra tam trọng tu la dị tượng sau, hai đại phân thân thực lực, đồng dạng thăng hoa, lương binh thực lực nguyên bản liền phi yến trường ca đối thủ, mà nay yến trường ca được đến tam trọng tu la dị tượng thêm vào, thực lực ở thượng một tầng lâu, tự nhiên không phải đối thủ, đương trường bị yến trường ca một đao phách bay ra đi. Yến trường ca sắc mặt lạnh nhạt, màu đỏ tươi ánh mắt tỏa định bay ngược lương binh, hóa thành một đạo huyết quang, nhằm phía lương binh, dục đem này hoàn toàn diệt sát. tặc tử giám ngươi, triệu chân thấy thế tức khắc biến sắc, vội vàng ra tay chặn lại yến trường ca. Lan, Yến Trường ca trong tay vô thương đao phiếm ra ô quang, trở tay đó là một đao bổ tới, màu đen ánh đao tung hoành thiên địa, chém về phía Triệu chân Triệu chân không dám đại ý, một trường đánh ra, lập tức ánh đao, nhưng lại Yến Trường ca lại không cùng hắn dây dưa, đuổi theo lương binh, bỗng nhiên một đao chém xuống đi xuống. Phốc, lương binh kêu thảm thiết một tiếng, thân thể trực tiếp nổ tung. Yến Trường ca tay trái một chảo, tu la chi lực cùng giết chóc đại đạo chi lực đồng thời kích động, cách không chộp vào lương binh đầu thượng dừng tay, triệu chân tức khắc hét lớn, tha mạng, lương bân cảm giác được tử vong nguy cơ, ánh mắt lộ ra hoảng sợ chi sắc, triệu yến trường ca xin tha. Yến trường ca màu đỏ tươi con người giữa tràn đầy vô tình chi sắc, nơi nào sẽ có nửa điểm nhân từ đáng nói. Lần này sát thượng huyền thiên kiếm tông, vốn chính là vì giết người mà đến, như thế nào sẽ lưu tình. Đại thủ ở trên hư không trung nhéo, lương binh đầu trực tiếp nổ tung. Tức khắc chi gian, lại là một cổ tinh thuần huyết chi tinh khí, dũng mãnh vào yến trường ca cùng với yến trường phong còn có yến trường cung thân thể giữa lương binh lão cửu triệu chân giống giận trong mắt hàn mang nổ bắn ra nhưng mà lúc này yến trường phong cũng đã giết lại đây trong tay hàn u làm chiến mâu sắc bén vô biên cùng chi kịch liệt giao thủ bất quá kia triệu chân thực lực đáng sợ vô cùng mặc dù yến trường phong được đến tam trọng tu la dị tượng thêm vào trong lúc nhất thời lại cũng chỉ là miễn cưỡng có thể cùng triệu chân ngang hàng muốn chân áp trụ hắn lại là gian nan vô cùng Hoàng Kim Tiên Trung, Trần áp, hắn đem Hoàng Kim Tiên Trung cũng tế đi ra ngoài, không ở chỉ là bảo hộ mình thân. Hoàng Kim Tiên Trung xoay tròn, bay về phía triệu chân, bỗng nhiên chân áp. Đồng thời Yến Trường Phong cầm trong tay U Lam Chiến Mâu, nhân cơ hội tập giết qua tới. Triệu chân sắc mặt âm trầm như nước, sát ý nghiêm nghị. Trên trời dưới đất, không ai có thể cứu ngươi. Chính mắt thấy Yến Trường Phong một khối phân thân chảm sát lương binh, triệu chân sát ý lạnh thấu xương tới rồi cơ chế, quanh thân cổ tạo nên từng luồng đáng sợ gió lốc. Nhìn chân áp lại đây hoàng kim tiên trung, cùng với cầm trong tay u lam chiến mâu sung phong liều chết lại đây yến trường phong, triệu chân sắc mặt lạnh nhạt, đôi tay ở trên hư không trung điên cuồng kết ấn. Hư không yên sát đại pháp, vây thú sát, hắn thanh âm lạnh băng, há mồm đại sất, trường chỉ gian đại đạo phù văn lưu chuyển, đột nhiên gian hư không yên lặng, kia chân áp lại đây hoàng kim tiên trung cùng với sung phong liều chết lại đây yến trường phong tức khắc cảm giác được một cổ đáng sợ lực lượng vọt tới, đem hắn đóng cửa. Trung quanh hư không, như là thời gian dừng hình ảnh, từng miếng màu đen đại đạo phù văn xái lạc, chìm nổi. Trong hư không tràn ngập khởi từng sợi màu đen sương mù, ngay sau đó, Yến Trường Phong cảm giác được một cổ đáng sợ nguy cơ. Phật ma diệt thế, kiếm động cử thiên, viên mãn cảnh kiếm ý, kiếm đạo lĩnh vực, cửu khúc huyết hà, Yến Trường Phong trong lòng nguy cơ cảm mãnh liệt, không dám có chút đại ý, vội vàng thi triển các loại thủ đoạn đồng thời đem hoàng kim tiên trung triệu trở về chấn thủ mình thân cửu khúc huyết hà cũng vần quanh ở hắn bên người giang giác ngay sau đó yến trường phong quanh thân hư không vỡ vụn giống như lúc trước giống nhau vỡ ra từng đạo cái khe có một cổ đáng sợ lực lượng ở xé rách thân thể hắn ầm vang hắn sở thi triển ra tới kiếm động cửu thiên dị tượng trực tiếp bị mai một hóa thành hư vô thi triển ra tới kiếm đạo lĩnh vực cũng đường trường hỏng mất còn có kia viên mãn cảnh kiếm ý cũng mai một ở trên hư không trung ngay cả cửu khúc huyết hà cùng với hoàng kim tiên trung đều kịch liệt chấn động cửu khúc huyết hà muốn vỡ vụn mở ra phải biết rằng đây chính là tam trọng tu la dị tượng trung cửu khúc huyết hà ngưng thật cùng cường đại vô cùng giờ phút này thế nhưng đều có hỏng mất xu thế còn có hắn đỉnh đầu hoàng kim tiên trung đều lung lay có một cổ lực lượng cường đại đánh sâu vào ở mặt trên đem nó vặn vẹo phát ra từng tiếng tiếng vang thanh thúy đúng lúc này yến trường ca dẫn theo vô thương đao bỗng nhiên sung phong liều chết lại đây, chém về phía triệu chân. triệu chân sợi tóc phi dương, điên cuồng duỗi thân, hóa thành vô số đại thủ hoành đánh ánh đao. oanh, đáng sợ lực lượng phát ra, từng cây sợi tóc bị vô thương đao chặt đứt, yến trường ca sung phong liều chết tới, triệu chân sắc mặt khẽ biến, không thể không ra tay đón đánh. sát, yến trường phong nhân cơ hội sung phong liều chết ra tới, nắm lên u lam chiến mâu, hóa thành một đạo huyết sắc điện quang, bỗng nhiên sung phong liều chết qua đi cùng Yến Trường Ca liên thủ công sát. Mà hắn đỉnh đầu Hoàng Kim Tiên Trung, vạn vẹo bản thể không ngừng khôi phục, một lần nữa trở nên quang hoa. Hắn tâm niệm vừa động, Hoàng Kim Tiên Trung lại lần nữa bay ra, chấn áp hướng Triệu chân Triệu chân đồng thời đón đánh Yến Trường Ca cùng Yến Trường Cung hai người, thế nhưng như cũng chưa từng rơi vào hạ phong. Hắn một trường đánh lui Yến Trường Ca, theo sau lại trở tay một trường đánh về phía chân áp lại đây Hoàng Kim Tiên Trung. Đông, Hoàng Kim Tiên Trung tức khắc kịch liệt chấn động, phát ra to lớn vang dội tiếng vang, bị đánh chúng bay tứ tung đi ra ngoài, mặt trên hiện ra một cái thật sâu bàn tay ấn. Yến Trường Phong mí mắt hơi nhảy, này Hoàng Kim Tiên Trung có bao nhiêu lợi hại, có bao nhiêu kiên cố, hắn chính là phi thường rõ ràng. Lúc trước bị Hoàng Kim Tiên Trung trấn áp đi vào, mặc hắn dùng hết thủ đoạn, bằng hắn kiếm đạo mũi nhọn, đều khó có thể phá hư khởi vách tường, hơn nữa kia vẫn là ở không ai lấy pháp lực thêm vào dưới tình huống. Mà giờ phút này, Yến Trường Phong tự mình thêm vào, triệu chân một trường đánh ra, thế nhưng đem hoàng kim tiên trung đánh chúng ao hãm, lưu lại một thật sâu bàn tay ấn. Cái này làm cho Yến Trường Phong rất là kinh tâm, không nghĩ tới triệu chân thực lực, thế nhưng đáng sợ tới rồi này một bước. Hắn thi triển ra tam trọng tu la dị tưởng, giờ phút này cùng Yến Trường ca hai người liên thủ công sát triệu chân, thế nhưng đều khó có thể chiếm được tiện nghi. Oanh, đúng lúc này, bên kia Yến Trường cung lại là nhất cử trấn áp Chu Lâm. Chu Lâm thực lực tuy rằng cũng rất mạnh, Bất quá ở Yến Trường Cung được đến tam trọng tu la dị tượng thêm vào, thực lực lại lần nữa cất cao dưới tình huống, trung quy không địch lại, bị Yến Trường Cung cầm trong tay thôn thiên ma lô tạp bay ra đi. Theo sau thôn thiên ma lô hóa thành núi cao lớn nhỏ, bay thẳng đến Chu Lâm hung hăng chấn áp xuống dưới. Chu Lâm sắc mặt đại biến, bay ngược hết sức hấp tấp thi triển thần thông ngăn cản, lại bị thôn thiên ma lô trực tiếp nghiền diệt thần thông, chiều hắn thân thể đè xuống. Chu Lâm, Triệu chân chú ý tới Chu Lâm tình huống, tức khắc ra mặt run lên, nếu là Chu Lâm cũng ngã xuống, đến lúc đó Yến Trường Phong tính cả hai đại phân thân vây công hắn, hắn đem nguy hiểm vô cùng. Hiện tại lấy một địch hai, còn nhưng rằng có bất bại, nếu này đây một địch tam, mặc dù là hắn cũng không có nắm chắc. Chương 886, Đại sát tứ phương. Triệu Chân sắc mặt đại biến, xoay người liền hướng tới Chu Lâm bay qua đi, bỗng nhiên một trường đánh về phía hướng tới Chu Lâm trấn áp quá khứ thôn thiên ma lô. Cửu khúc huyết hà, Yến Trường Phong thấy thế đại sát một tiếng cửu khúc huyết hà tức khắc uốn lượn mà ra hướng tới triệu chân kéo dài qua đi đồng thời yến trường phong cùng yến trường ca đồng thời ra tay hóa thành lưỡng đạo huyết sắc tia chớp đuổi giết đi lên tìm chết yến trường cùng con người giữa sát khí lập lòe thấy triệu chân đánh úp lại kia nguyên bản chấn áp hướng chu lâm thôn thiên ma lô bay thẳng đến triệu chân chấn áp lại đây núi cao thôn thiên ma lô ma khí cuồn cuộn trầm trọng vô cùng mang theo một loại đáng sợ uy thế hướng tới triệu chân hung hăng đè xuống mà triệu chân phía sau, Yến Trường Phong cùng Yến Trường ca đồng thời đuổi theo, triển khai sắc bén mà bá đạo sát phạt. Triệu chân tức khắc biến sắc, ra sức một trường đánh về phía thôn thiên ma lô. Ông, thôn thiên ma lô bỗng nhiên chấn động, nhưng lại kiên cố bất hủ, bốn phía hư không nổ tung, nhấc lên từng luồng đáng sợ lực lượng dao động. Mà lúc này, Yến Trường Phong cùng Yến Trường ca đã truy kích đi lên. Hoàng Kim Tiên Trung bỗng nhiên chấn áp qua đi, Yến Trường Phong cùng Yến Trường ca phân biệt dẫn theo U Lam Chiến mơ cùng vô thương đao, hướng tới triệu chân tập giết qua tới, sắc nhọn chi khí, không thể ngăn cản. Triệu chân tức khắc sắc mặt đại biến, trở tay đánh ra một trường, oanh hướng Yến Trường Phong cùng Yến Trường ca hai người, bị chấn đến lảo đảo lùi lại, còn không có tới kịp phản ứng, Hoàng Kim Tiên chung lại là đã vào đầu chân áp xuống dưới. Triệu chân tức khắc trong lòng kinh hoàng, hấp tấp dưới đánh ra một trường, Hoàng Kim Tiên Trung vù vù không ngừng, nhưng lại như cú hung hăng chấn áp xuống dưới, đem triệu chân bao phủ. Triệu chân sư huynh, Chu Lâm thấy Triệu Chân thế nhưng vì cứu hắn, lâm vào hiểm cảnh, tức khắc đồng tử co rụt lại. Hiện giờ Huyền Thiên kiếm tông 10 đại cao thủ, Triệu Chân thực lực hơn xa cùng hắn, nếu là giờ phút này Triệu Chân đều bị trấn áp, đến lúc đó hắn một người đối mặt Yến Trường Phong cùng với Yến Trường Phong hai đại phân thân, hắn căn bản không có nửa điểm phần thắng. Trên thực tế, chỉ là đối mặt Yến Trường Phong một khối được đến tam trọng tu la dị tượng thêm vào phân thân, hắn liền đã hiển lộ xu hướng suy tàn. Hắn cầm trong tay thanh đồng cổ kiếm hướng tới hoàng kim tiên trung lực phách mà đến tìm chết yến trường cung bắt lấy thôn thiên ma lô xoay người liền hướng tới chu lâm hung hăng tạp lạc lại đây chu lâm thấy thế thức khác biến sắc vội vàng giơ kiếm ngăn cản đương thôn thiên ma lô hung hăng nện ở thanh đồng cổ kiếm thượng đem chu lâm liền người mang kiếm tạp bay ngược đi ra ngoài đáng sợ lực lượng đem hắn thân thể đều chấn đến vỡ ra yến trường cung đuổi giết đi lên thừa thắng xông lên thôn thiên ma lô hung hăng chấn áp đi xuống đương trường đem chu lâm chấn áp lên phanh, hắn thân thể đương trường bị tạp thành một phủng huyết vụ, đầu phóng lên cao, muốn đào tẩu. Chết, Yến Trường Cung không có chút nào lưu tình, đại thủ làm trò hư không nhấn một cái, chu lâm đầu tức khắc nổ tung, như vậy mai một. Hưu, thanh đồng cổ kiếm xé rách hư không, muốn bỏ chạy, bị Yến Trường Cung trực tiếp chảo nhiếp tới tay trung, trực tiếp chân áp lên. Cùng lúc đó, Triệu chân cũng bị Hoàng Kim Tiên Trung áp chế, Yến Trường Cung thấy thế thân hình chợt lóe cùng Yến Trường Phong cùng Yến Trường ca đồng loạt ra tay, đem triệu chân hoàn toàn trấn áp, thu vào hoàng kim tiên trung giữa. Người dám chân áp ta, huyền thiên kiếm tông cùng người không chết không ngừng. Sang giác, ở bị thu vào hoàng kim tiên trung nháy mắt, triệu chân trong tay đột nhiên xuất hiện một quả ôn nhuận cổ ngọc, bị hắn một phen niết dập nát. Tức khắc chi gian, có một cổ cường đại hơi thở từ cổ ngọc trung lao ra, hóa thành ba đạo hư ảnh. Này ba đạo hư ảnh ngồi xếp bằng ở nào đó an tĩnh mật thất giữa, tìm hiểu đại đạo, giờ phút này đột nhiên mở to đôi mắt, nhìn thẳng yến trường phong cùng với hắn hai đại phân thân tu la dị tượng cửu ma phân thân thuật này ba đạo hư ảnh mở miệng phun ra mấy chữ báo thù cho ta triệu chân thanh âm từ hoàng kim tiên trung giữa truyền đến kia trong hư không ngồi xếp bằng vài đạo hư ảnh tức khắc sắc mặt trầm xuống trong mắt hiện lên sát ý yến trường phong tức khắc biến sắc bỗng nhiên giơ tay đem này vài đạo hư ảnh đánh chúng dập nát đi yến trường phong vội vàng cuốn lên hoàng kim tiên trung xé rách thời không một đầu nhảy vào trong đó hoàng kim tiên trung thu nhỏ lại thành bàn tay đại không ngừng chấn động phát ra trong trẻo tiếng vang triệu chân ở trong đó điên cuồng công kích hoàng kim tiên trung bất quá thực mau động tĩnh liền yếu đi xuống dưới hoàng kim tiên trung giữa thần hỏa không giống bình thường có thể thiêu đốt pháp lực triệu chân pháp lực ở bị nhanh chóng tiêu hao mấy phút lúc sau một cổ tinh thuần huyết chi tinh khí dũng mãnh vào yến trường phong cùng với hai đại phân thân giữa ầm vang tức khắc chi gian yến trường phong tính cả hai đại phân thân trong cơ thể pháp lực hải đồng thời chấn động, giữa nhấc lên giận hải sóng to, lôi điện đan chéo, cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi, thanh thế to lớn. Ba người tu vi, tại đây đoạn thời gian, liên tiếp hủy diệt hơn 20 cái nhất lưu thế lực, lại chém giết số tôn khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo kiếp dương cảnh cường giả, hơn nữa mới vừa rồi nhất cử diệt sát huyền thiên kiếm tông vô số cao thủ, thôn vệ vô số huyết chi tinh khí, ba người tu vi cũng rốt cuộc nước chảy thành sông, tùy thời nhưng lấy đột phá đến kiếp dương cảnh nhị trọng. Mà liền ở Yến Trường Phong rời đi huyền thiên kiếm tông nháy mắt, ba đạo thân ảnh đột nhiên từ nào đó thời không chỗ sâu trong bước ra, nhìn huyền thiên kiếm tông một mảnh hỗn độn, máu chảy thành sông, ba người thân thể run rẩy cả người sát y nồng đậm tới rồi cực hạn. Bọn họ vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến, thế nhưng có người dám can đảm như vậy lớn mật, sát nhập hắn huyền thiên kiếm tông, trừ bỏ bọn họ này đó mới vừa rồi đang bế quan tu hành người ở ngoài, thế nhưng chó gà không tha. Ba người thở sâu, trong mắt có vô biên lửa giận. Huyền Thiên Kiếm Tông, chính là có thể so với thượng cổ thế lực tồn tại, gần nhất mấy trăm năm tới, nổi bật cường thịnh, nhất thời vô hai, liền những cái đó thượng cổ thế lực cũng không dám dễ dàng đắc tội bọn họ. Nhưng hiện tại, thừa dịp bọn họ bế quan trong lúc, thế nhưng bị người sát tới cửa tới, môn nhân đệ tử, tử thương hầu như không còn. Sát sát sát, ba người giống giận, ngập trời phẫn nộ, ba người ánh mắt rộng mở bắn về phía Yến Trường Phong thoát đi phương hướng, nơi đó hư không còn còn ở ngăn cản. Trong đó một cái lão giả khép hờ đôi mắt, xong chỉ bấm đốt ngón tay, theo sau bỗng nhiên mở con ngươi, cảm nhận được Yến Trường Phong trên người giết chóc hơi thở. Dầm, hắn xé rách thời không, một bước bước vào trong đó, mặt khác hai gã lão giả đồng dạng sắc mặt âm trầm, đuổi theo. Tất, một bó ánh mắt, xuyên thủng thời không, chuẩn xác dừng ở đang ở bất đồng thời gian tiết điểm nhanh chóng nhảy lên xuyên qua Yến Trường Phong. Tức khắc chi gian, Yến Trường Phong lông tơ dựng ngược, ngoái đầu nhìn lại xem ra, liền nhìn đến một đôi lãnh mắt con người ở thời không trung hiện lên chính lạnh nhạt nhìn chằm chằm hắn yến trường phong tức khác trong lòng dùng mình cảm giác được vô cùng hơi thở nguy hiểm bất quá lần này nếu quyết định sát thượng huyền thiên kiếm tông đối với tình huống như vậy đã sớm đã có điều đoán trước hắn hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang ở thời không trung cấp tốc xuyên qua đến lúc này nếu đã bị đối phương phát hiện hành tích hắn cũng không có lại cố tình xuyên qua mặt khác thời không tiết điểm tới thoát khỏi đối phương tất yếu Lập tức toàn lực bôn tẩu, hướng tới Đế đô huyết luyện các chạy đến. Chỉ cần tiến vào huyết luyện các, Huyền Thiên kiếm tông cao thủ mặc dù lại lợi hại, cũng nề hà hắn không được. Toàn bộ Thiên Thần đại lục, 72 lục địa, vô số đế quốc, mỗi cái đế quốc đều thiết lập có một cái huyết luyện các, này đó huyết luyện các chính là tương thông, liên hợp lại, liền tính là thượng cổ cấp thế lực, đều khó có thể sánh vai. Chương 887, đuổi giết, thời không trong thông đạo, yến trường phong hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, một đường chạy nhanh cặp kia lạnh băng con ngươi trước sau hiện lên ở hắn phía sau ba đạo cường đại hơi thở dần dần tới gần này ba người thực lực yến trường phong có thể cảm giác đến tuyệt đối có thể nói khủng bố mỗi người hơi thở so với triệu chân đều phải cường đại vài phần ba người phân biệt là huyền thiên kiếm tông mười đại cao thủ chung xếp hạng đệ nhị lâm phóng đệ tam mặc nhạc cùng với xếp hạng đệ tứ vương trùng ba người chung bất luận cái gì một người thực lực đều cường đại vô cùng cùng nhau đuổi giết lại đây lấy yến trường phong hiện tại thực lực mặc dù là dung hợp hai đại phân thân đều không thể là này đối thủ hơn nữa hắn huyền thiên kiếm tông hành trình đã viên mãn huyền thiên kiếm tông trừ bỏ phía sau này ba cái lúc trước đang bế quan cao thủ cùng với tông chủ cổ lạc còn có du lịch hư không kia hai cái cao thủ ở ngoài mọi người tất cả ngã xuống mà nay huyền thiên kiếm tông cơ hồ thành một cái vỏ rỗng phía sau đuổi giết đi lên mấy người yến trường phong cũng không tính toán cùng bọn họ liều mạng tạm gác lại về sau từ huyết luyện chi lộ trở về lại chậm rãi thu thập. bất quá yến trường phong không muốn cùng bọn họ liều mạng nhưng ba người lại là đã dần dần đuổi theo yến trường phong tốc độ tuy rằng nhanh chóng nhưng là lâm phóng mặc nhạc cùng với vương trùng ba người tốc độ lại là chút nào không thua kém gì hắn ba người tu vi cao thâm đặc biệt là mười đại cao thủ chung xếp hạng đệ nhị lâm phóng chẳng những khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo lại còn có có kiếp xương cảnh tám kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh tu vi. Đến nỗi xếp hạng đệ tam cùng đệ tứ mặc nhạc cùng với vương trùng hai người, cũng đều có kiếp dương cảnh tám kiếp cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ tu vi, thực lực xa xa vượt qua yến trường phong. Nửa ngày sau, thời không trong thông đạo truyền đến một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh, ba người đuổi theo yến trường phong, trực tiếp thi triển thần thông, mai một thời không, yến trường phong cùng với hai đại phân thân toàn sắc mặt khẽ biến, bị chấn ra thời không trong thông đạo. Hừ, thế nhưng là kiếp dương cảnh một kiếp cảnh con kiến. Lâm phòng ánh mắt lạnh lẽo, Nhìn chằm chằm Yến Trường Phong cùng với hắn hai đại phân thân, giết ta Huyền Thiên kiếm tông nhiều như vậy môn chúng, liền tưởng như vậy đi luôn sao? Mạc Nhạc cũng lạnh giọng nói, không có gì hảo thuyết, giết hắn. Vương Trùng con ngươi giữa sát ý nghiêm nghị, ba đạo cường đại hơi thở, tỏa định Yến Trường Phong, đáng sợ uy thế, hướng tới Yến Trường Phong áp bách lại đây. Yến Trường Phong quanh thân sắc nhọn chi khí vần quanh, đem kia cảm giác áp bách chém chết. Ngươi là chính mình thúc thủ chịu trói, vẫn là muốn chúng ta tự mình ra tay? Lâm Phóng nhìn xuống Yến Trường Phong, mở miệng nói, muốn giết ta, bằng các ngươi còn làm không được. Yến Trường Phong ánh mắt hơi lóe, miệng nhưng thật ra rất ngạnh, bất quá ngươi nếu có thể chém giết ta huyền thiên kiếm tông như vậy nhiều cao thủ, nghĩ đến cũng đích xác có vài phần thủ đoạn, ta liền đến xem, ngươi rốt cuộc có gì bản lĩnh. Vương Trùng hai mắt nhíu lại, tiến lên một bước, giơ tay liền hướng tới Yến Trường Phong, Yến Trường cung cùng với Yến Trường ca bắt lại đây. Trong hư không, hiện ra một con đại thủ, trưởng chỉ chi gian, đáng sợ pháp lực mãnh liệt, còn có một đạo nói cường đại phù văn lập lòe, mang theo đáng sợ khí thế, áp hướng Yến Trường Phong ba người. Yến Trường Phong ba người sắc mặt biến đổi, trước tiên thi triển ra tam trọng tu la dị tượng, ba người đồng thời đánh ra một trường. Phật ma diệt thế, oanh, tam trưởng Phật ma diệt thế điệp ở bên nhau, cùng đánh ở kia trong hư không đại thủ phía trên, tức khắc bộc phát ra đáng sợ lực lượng dao động. Thời không mai một, nhật nguyệt ảm đạm, Yến Trường Phong cùng hai đại phân thân đồng thời sắc mặt khẽ biến, một cổ đáng sợ lực lượng vọt tới, đưa bọn họ tất cả đều chấn đến lảo đảo mà lui. Kia vương trùng chỉ là tùy tay một trường, thế nhưng liền có như vậy uy lực, ba người thi triển ra tam trọng tu la dị tược, ở hơn nữa Phật ma diệt thế cửa này cấm pháp, thế nhưng bị thứ nhất trưởng chấn đến lùi lại. Nga, thế nhưng ngăn cản xuống dưới, có chút bản lĩnh, vương trùng nhướng mày, sâu kín nói, đừng nói nhảm nữa, bắt lấy hắn, lâm phóng mở miệng, lạnh nhạt nhìn chằm chằm yến trường phong, yến trường cung cùng với yến trường ca ba người, ngôn ngữ bên trong mang theo một cổ lớn lao uy nghiêm, chọc sấm xét cuồn cuộn, đáng sợ vô biên. Vương trùng cũng không ở nhiều lời, đang muốn toàn lực ra tay, đem yến trường phong ba người chân áp. Đột nhiên, một cổ kiếp nạn hơi thở che trời lấp đất, tràn ngập lại đây. Yến trường phong, yến trường cung cùng với yến trường ca ba người đồng thời buông ra tu vi, cầu thông thiên địa, đánh sâu vào kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh. Tức khắc chi gian, dẫn động kiếp dương cảnh lần thứ hai đại kiếp nạn. Kia đại kiếp nạn hơi thở, đáng sợ vô biên, nhiếp nhân tâm hồn, khắp hư không đều phát sinh biến hóa, không ngừng rách nát, trên đỉnh đầu không đen nhánh một mảnh, hư không không ngừng băng diệt, vỡ ra. Hư không đại sát kiếp, lâm phóng, mặc nhạc cùng với vương trùng ba người đồng thời biến sắc, điên cuồng lùi lại, nhìn Yến Trường Phong cùng với hai đại phân thân trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi chi sắc. Này hư không đại sát kiếp, đồng dạng là cửu phẩm hoàng kiếp chi nhất. Kiếp xương cảnh đại kiếp nạn, mạnh yếu không đợi, chưa làm phàm kiếp, vương kiếp cùng với hoàng kiếp tam đẳng, mỗi nhất đẳng lại tế phân cửu phẩm, lấy một vì thứ, chín vì cao. Cửu phẩm hoàng kiếp, chính là kiếp dương cảnh mạnh nhất đại kiếp nạn chi nhất. Tầm thường kiếp dương cảnh tu sĩ, thông thường là phàm kiếp, mặc dù là cửu phẩm phàm kiếp, đều là cực nhỏ. Thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu, có lẽ có thể dẫn phát phương kiếp, nhưng là phẩm cấp giống nhau đều không cao. Mà hoàng kiếp, toàn bộ thiên thần đại lục, đều rất ít có người kích phát mặc dù là thánh tử cấp đỉnh thiên kiêu, cũng phần lớn chỉ có thể kích phát cao phẩm vương kiếp. Như Yến Trường Phong như vậy kích phát cửu phẩm hoàng kiếp, cơ hồ không có. Hoàng kiếp, lại xưng sát kiếp, phải giết chi kiếp. Xưa nay xuất hiện quá vài lần hoàng kiếp, cơ hồ không ai có thể đủ thành công vượt qua. Yến Trường Phong ngày đó ở huyết luyện các bí cảnh chung, tấn chức kiếp xương cảnh một kiếp cảnh thời điểm, sở dẫn phát đại kiếp nạn, đồng dạng là cửu phẩm hoàng kiếp một loại, liền kia vô thiên ma tôn lúc ấy đều trong lòng kinh dị không dám dễ dàng can thiệp yến trường phong độ kiếp, lo lắng lây dính yến trường phong cửu phẩm hoàng kiếp, dẫn phát tự thân tu vi tầng. Thứ cửu phẩm hoàng kiếp, mà giờ phút này, lâm phóng, mặc nhạc, thậm chí vương trùng ba người, ở nhìn thấy yến trường phong sở dẫn phát đại kiếp nạn, thế nhưng là trong truyền thuyết cửu phẩm hoàng kiếp lúc sau, tức khắc tất cả đều sắc mặt đại biến, không có chút nào trần chờ tất cả đều tránh lui. Nếu là lây dính thượng yến trường phong đại kiếp nạn hơi thở, đến lúc đó dẫn phát tự thân trình tự cửu phẩm hoàng kiếp, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mặc dù là Yến Trường Phong, ở không có ách kiếp chi châu dưới tình huống, đối mặt này cửu phẩm hoàng kiếp, cũng nhiều nhất chỉ có ba tầng nắm chắc có thể vượt qua. Cửu phẩm hoàng kiếp vô thanh vô tức, chỉ có cuồn cuộn kiếp nạn chi khí, giống như nước lũ giống nhau mãnh liệt mà đến, đem Yến Trường Phong cùng với hai đại phân thân bao phủ. Chỉ là này một cổ kiếp nạn chi khí, liền ép tới Yến Trường Phong ba người có chút không thở nổi. Linh hồn không tự chủ được rung động, trái tim điên cuồng nhảy lên, một cổ tử vong khói mù trực tiếp bao phủ trong lòng. Giang giác, đỉnh đầu hư không không ngừng nứt toạc, từng đạo vết dạn hiện lên. Này phiến không gian, cùng tứ phương không gian bất đồng, giống như bị định trụ giống nhau, chỉ là không ngừng băng toái. Chiến thương phía trên, có từng luồng màu đen sương mù kích động, cuồn cuộn mà đến, mai một hết thảy. Yến trường phong cùng với hai đại phân thân, hoàn toàn bị giam cầm ở này cửu phẩm hoàng kiếp phạm vi giữa, hắn vốn muốn mang theo này cửu phẩm hoàng kiếp, đem này cửu phẩm hoàng kiếp hơi thở, mang cho lâm phóng ba người, ý đồ dẫn phát ba người tương ứng tu vi trình tự cử phẩm hoàng kiếp tính toán lại là thất bại. chương 888, đột phá, màu đen sương mù mãnh liệt xuống dưới sao, che trời lấp đất, nghiền áp hết thảy. Hư không không ngừng băng diệt, Yến Trường Phong không dám khinh thường, tam trọng tu la dị tượng bao phủ mình thân, từng luồng tu la chi khí tràn ngập, càng thêm nồng đập ngăn cản lâm phóng, mặc nhạc cùng với vương trùng ba người nhìn trộm. Hắn thúc giục thức hải trung ách kiếp chi châu, kia ách kiếp chi châu đong đưa, hiện ra tới, nguyên bản màu đỏ sậm ách kiếp chi châu, bởi vì lúc trước thôn phệ kia nói từ vũ trụ chỗ sâu trong bắn ra khủng bố tái nhiệt quang mang, giờ phút này mặt trên bạch quang lượn lờ, kia nói đáng sợ màu trắng ánh sáng, đến bây giờ đều còn không có bị ách. Kiếp chi châu hoàn toàn luyện hóa, bất quá mấy ngày này, kia ách kiếp chi châu giữa, lại không ngừng có từng luồng tinh thuần lực lượng tinh hoa, chảy xuôi ra tới, bị yến trường phong hấp thu, hơn nữa dẫn đường cấp hai đại phân thân. Giờ phút này, ách kiếp chi châu hiện lên, mặt trên tái nhợt ánh sáng màu hoa lập lòe, một đợt tiếp một đợt đỏ như máu lực lượng, từ ách kiếp chi châu giữa lưu chuyển ra tới, điên cuồng thôn phệ kia đầy trời màu đen sương mù. Sau một lúc lâu lúc sau, kia ách kiếp chi châu thế nhưng trở nên so dĩ vãng ước chừng béo một vòng, đem kia toàn bộ màu đen sương mù thôn phệ lúc sau, ách kiếp chi châu ở trên hư không trung hơi hơi đong đưa, theo sau một lần nữa hoàn toàn đi vào yến trường phong thức hải bên trong, lâm vào yên lặng, tựa hồ là ở toàn lực luyện hóa kia tái nhợt ánh sáng cùng với mới vừa rồi hút. Thu cửu phẩm hoàng kiếp, cửu phẩm hoàng kiếp tiêu tán, hư không dần dần khôi phục bình tĩnh. Yến Trường Phong cùng hai đại phân thân cũng sôi nổi bước vào kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh. Lực lượng cường đại, ở ba người trong cơ thể chảy xuôi. Nơi xa, Lâm Phóng, Mặc Nhạc cùng với Vương Trùng ba người tất cả đều đồng tử co rút lại, nhìn Yến Trường Phong ba người trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Cửu phẩm hoàng kiếp, hắn thế nhưng vượt qua cửu phẩm hoàng kiếp, ba người giống như gặp quỷ giống nhau, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Cần thiết muốn giết hắn, người này quyết không thể lưu. Ba người trong lòng tất cả đều sinh ra như vậy ý niệm. Giống nhau hoàng kiếp, đều rất ít có người có thể đủ vượt qua, mà cửu phẩm hoàng kiếp, càng là thập tử vô sinh, còn không có nghe nói qua có ai thành công vượt qua cửu phẩm hoàng kiếp. Mà hiện tại, bọn họ thế nhưng chính mắt nhìn thấy Yến Trường Phong cùng với hắn hai đại phân thân cùng nhau vượt qua cửu phẩm hoàng kiếp. Đây là kiểu gì yêu nghiệt, đã không thể dùng tiềm lực vô cùng tới hình dung. Người này nếu là bất tử, sau này nhất định phải xưng bá một phương. Ba người thở sâu, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt kinh diễm biến mất, chuyển biến thành kiên định sát ý. Ta đi chấn giết hắn, vương trùng con ngươi nhíu lại, thấy cửu phẩm hoàng kiếp hoàn toàn tan đi, vương trùng đi lên trước tới, tính toán chấn sát Yến Trường Phong cùng với hắn hai đại phân thân. Tuy rằng Yến Trường Phong cùng với hắn hai đại phân thân đều tấn trước tới rồi kiếp xương cảnh nhị kiếp cảnh, hơn nữa vượt qua cửu trọng hoàng kiếp, Bất Quá Vương Trùng cũng không cảm thấy lúc này Yến Trường Phong là đối thủ của hắn. Yến Trường Phong tuy rằng tiềm lực cường đại, nhưng là tu vi trung quy quá mức thấp kém, cùng hắn so sánh với ước chừng kém 6 cái tiểu cảnh giới. Cửu phẩm hoàng kiếp cũng chưa có thể diệt sát ngươi, nhưng thật ra gọi người ngoài ý muốn, bất quá hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vương Trùng thần sắc lạnh nhạt, nếu là bình thường nhìn thấy có người thế nhưng vượt qua cửu phẩm hoàng kiếp, có lẽ hắn sẽ dâng lên tích tải ý niệm, đem này thu vào tông môn nhưng hiện tại yến trường phong sát nhập hắn huyền thiên kiếm tông chém hết môn trung trưởng lão cùng đệ tử đây là không chết không ngừng đại thù yến trường phong càng là kinh diễm liền càng là cần thiết muốn chết để cho ta tới nhìn xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu đại bản lĩnh dám can đảm cùng ta huyền thiên kiếm tông là địch sát vương trùng lãnh sắt nhìn thấy yến trường phong cùng với hắn hai đại phân thân sôi nổi tấn trước đến kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh hơn nữa thành công vượt qua cửu phẩm hoàng kiếp vương trùng cũng không dám quá mức khinh thường hắn duỗi tay ở trên hư không chung một chảo, trong tay xuất hiện một cây đại kích, toàn thân xanh tươi, mặt trên mang theo vô cùng hung hãn hơi thở. Hắn cầm trong tay thanh thiên bích nguyệt kích, hướng tới yến trường phong ngang nhiên tạp lạc, dễ dàng mai một một mảnh hư không. Lúc này đây, hắn vẫn chưa lưu thủ, vừa lên tới đó là toàn lực ứng phó. Đáng sợ lực lượng tức khắc mãnh liệt ra tới, giống như hồng thủy đào đào, yến trường phong không dám khinh thường, cùng hai đại phân thân đồng thời ra tay, toàn lực đón đánh hoàng kim tiên trung bay vọt, u lam chiến mâu bỗng nhiên đâm ra. Thôn thiên ma lô vào đầu tạp lạc, vô thường đao chém ra đen nhánh ánh đao, tung hoành thiên địa. Oanh, các đại pháp bảo cùng nhau oanh kích qua đi, cùng thanh thiên bích nguyệt kích hung hăng đánh ở bên nhau, phát ra ra khủng bố lực lượng gió lốc, thổi quét bốn phương tám hướng. Hư không vỡ ra, này một kích, thế nhưng trực tiếp đánh xuyên qua dị độ không gian, đem mấy người cuốn vào đi vào, ở giữa kịch liệt giao thủ. Đông, kia vương trùng cường thế vô cùng, trong tay thanh thiên bích nguyệt kích uy thế vô biên, bỗng nhiên lập phách mà đến, thế nhưng đem hoàng kim tiên trung trực tiếp tạp bay đi ra ngoài. Sát, Yến Trường phong quát lên một tiếng lớn, cầm trong tay U Lam chiến mâu xuyên thủng thời không, thừa dịp vương trùng đánh bay hoàng kim tiên trung trục bánh xe biến tốc, ngang nhiên tập giết qua tới. Kiến càng hám thụ, không biết tự lượng sức mình, cút cho ta. Vương trùng tóc dài phi dương, nhìn như già nua, nhưng là cầm trong tay thanh thiên bích nguyệt kích, lại là giống như thanh niên. Thấy Yến Trường Phong cầm trong tay U Lam chiến mâu tập giết qua tới, đằng ra một tay, bỗng nhiên một trường chụp tới. Kinh Đào chụp ngạn, cửu trọng lãng tấn, hắn một trường đánh ra, cường đại pháp lực đáng sợ vô biên, chấn đến dị độ không gian đều không ngừng nứt toạc, từng luồng lực lượng gió lốc thổi quét bốn phương tám hướng. Một đạo màu xanh lá ấn ký hung hăng đánh vào U Lam chiến mâu thượng. Yến Trường Phong thi triển ra Tam trọng tu la dị tượng, được đến Tam trọng tu la dị tượng thêm vào, Sắc nhọn chi khí ngưng tụ ở U Lam chiến mâu phía trên, một cái chớp mắt bùng nổ, cùng kia màu xanh lá ấn ký hung hăng đánh ở bên nhau, bộc phát ra một mảnh sáng lạn pháp quang. Sắc nhọn chi khí phát ra, hóa thành vô biên kiếm khí, cắt bốn phương tám hướng. Phốc, Yến Trường Phong há mồm ho ra máu, thế nhưng bị sinh sôi đánh bay đi ra ngoài. Kia U Lam chiến mâu, ngưng tụ hắn toàn bộ mũi nhọn chi khí, thế nhưng không thể xuyên thủng kia màu xanh lá ấn ký. Ở U Lam chiến màu đánh ở màu xanh lá ấn ký mặt trên nháy mắt, Yến Trường Phong cảm giác được rõ ràng, một cổ giống như sóng chiều trào dâng lực lược, một đợt tiếp theo một đợt, ước chừng cửu trọng, không ngừng trồng lên, cuối cùng bỗng nhiên bùng nổ, đem hắn đánh bay. Thôn thiên ma lô, cho ta trấn áp, Yến Trường cung sắc mặt ngưng trọng, con người giữa màu đỏ tươi huyết quang lập lè, toàn lực tế ra thôn thiên ma lô, hướng tới vương trùng hung hăng trấn áp đi xuống. Đồng thời, Yến Trường ca cầm trong tay vô thương đao, cũng chém giết lại đây, hai người trên dưới tề tay. Gạo chi châu, cũng tỏa ánh sáng hoa, vương trùng cuồng ngạo vô cùng, há mồm phun ra một phương đại ấn, hung hăng đâm hướng thôn thiên ma lô. Đồng thời, trong tay hắn thanh thiên bích nguyệt kích hoa rơi xuống, chặn vô thương đao công kích. Đương, thanh thúy thanh âm vang lên, thanh thiên bích nguyệt kích thượng hiện ra một chuỗi sáng lạn hỏa hoa. Kia vương trùng lực lượng cường đại vô cùng, bỗng nhiên một phách thanh thiên bích nguyệt kích, một cổ thật lớn lực đạo chấn động ra tới, suýt nữa lệnh yến trường ca trong tay vô thương đao rời tay mà đi. Theo sau hắn bỗng nhiên một chân đá ra, một đạo lưỡi dao gió bay vọt, chém về phía yến trường ca. Yến trường ca tức khắc biến sắc, thân hình một nghiêng, hiểm mà lại hiểm tránh đi kia lưỡi dao gió chém giết, nhưng kia vương trùng trong tay thanh thiên bích nguyệt kích hướng về phía trước một trọn, yến trường ca đột nhiên không kịp phòng ngừa, trực tiếp bị đánh chúng bay tứ tung. chương 889, Nguy cơ Yến Trường Phong, Yến Trường Cung cùng với Yến Trường ca ba người được đến tam trọng tu la dị tượng thêm vào, ở hơn nữa tu la dị tượng đối vương trùng lực lượng áp chế, như thế giới tình huống, ba người liên thủ công sát vương trùng, thế nhưng như cũng không địch lại. Mà này vương trùng, vẫn là huyền thiên kiếm tông này ba cái đổi giết ra tới người trung yếu nhất một cái. Yến Trường Phong sắc mặt hơi ngưng, không nghĩ tới quang một cái vương trùng, thế nhưng đều như vậy cường đại. Hắn hiện tại cùng hai đại phân thân, đã tấn trước tới rồi kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh thế nhưng đều không phải đối thủ. Này đại đại ra ngoài hắn dự kiến, nguyên bản cho rằng lấy hắn hiện tại thực lực, sát thượng huyền thiên kiếm tông, mặc dù huyền thiên kiếm tông 10 đại cao thủ toàn bộ xuất quan, mặc dù không địch lại, cũng có thể thong dong rút đi, nhưng hiện tại tới xem, lại là chính mình xem nhẹ huyền thiên kiếm tông 10 đại cao thủ thực lực. Hắn cũng chưa từng nghĩ đến, huyền thiên kiếm tông 10 đại cao thủ thực lực, kém thế nhưng sẽ như thế thật lớn. Lúc trước bị hắn đánh chết xếp hạng đệ thập trương nghị, cùng với xếp hạng thứ 8 trương thuật hai người, thực lực tranh lệch còn cũng không quá mức thật lớn đông kia vương trùng phun ra một phương đại ấn cùng yến trường cung tế ra thôn thiên ma lô hung hăng đánh vào cùng nhau một cổ màu đen khí lãng cuồn cuộn chấn vỡ thời không đem yến trường cung cũng đánh bay đi ra ngoài trên người của ngươi bảo bối nhưng thật ra không ít bất quá đáng tiếc trung quy không phải ta chi địch suy vương trùng trong tay nắm thanh thiên bích nguyệt kích vừa chuyển hắn thân hình lập lòe dẫn theo thanh thiên bích nguyệt kích hướng tới yến trường phong ba người thừa thắng xông lên tính toán đem Yến Trường Phong ba người hoàn toàn diệt sát. Yến Trường Phong tức khắc biến sắc, ta ma quy nhất, Yến Trường Phong đại sất một tiếng, Yến Trường cung cùng Yến Trường ca ba người lập tức hóa thành một đạo huyết quang, nhảy vào Yến Trường Phong thân thể giữa, cùng Yến Trường Phong dung hợp quy nhất. Đây là Yến Trường Phong cuối cùng thủ đoạn, hắn chủ thân cùng hai đại phân thân chi gian, tu vi tề bình, dung hợp ở bên nhau lúc sau, bộc phát ra tới lực lượng xa xa vượt qua ba người liên thủ. Một cổ cường đại hơi thở phóng lên cao, thấy kia vương trùng cầm trong tay thanh thiên bích nguyệt kích phát sát tới, yến trường phong hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, đầu tiên là né tránh mở ra, theo sau tâm niệm vừa động, lại lần nữa đem hoàng kim tiên trung tế đi ra ngoài. Lúc này đây hắn dung hợp hai đại phân thân lúc sau, thực lực đại trướng, hoàng kim tiên trung uy lực cũng càng cường đại hơn. liền tính là vương trùng, cũng không khỏi trong lòng cả kinh. Hắn múa may thanh thiên bích nguyệt kích, liên tiếp đánh ra số môn thần thông, nổ vang hoàng kim tiên trung, hư không chấn động, thời không băng toái. Từng đợt nhiếp nhân tâm hồn sóng âm ngột rửa mở ra, thổi quét tứ phương, chấn hội hết thảy. Lúc này đây, Hoàng Kim Tiên Trung cũng không có bị hắn thanh thiên bích nguyệt kích trực tiếp phách bay ra đi, thế mạnh mẽ trầm, hung hăng chấn áp. Đồng thời, Yến Trường Phong ở trên hư không chung một cái bắn ra, dẫn theo U Lam Chiến Mâu, mặt trên lôi hỏa lượn lờ, há mồm nhẹ đốt, đốt. Trong tay U Lam Trường Mâu nháy mắt đâm ra, xét đánh không kịp bưng tay chi thế, xuyên thủng thời không, đinh sát hướng vương trùng, Kia vương trùng tức khắc sắc mặt khẽ biến, tâm niệm vừa động, kia lúc trước tế ra thanh mộc đại ấn một cái lập lè, ngăn cản lại đây. Oanh, thật lớn lực đạo bùng nổ, thanh mộc đại ấn kịch liệt chấn động. Cho ta toái diệt, yến trường phong huyết phát loạn vũ, màu đỏ tươi ánh mắt mang theo đáng sợ mũi nhọn, há mồm giống to. Ở trong thân thể hắn, huyết sắc tu la chi lực điên cuồng kích động, giống như hồng thủy vỡ đê, dâng lên mà ra. Giết chóc đại đạo chi lực, một đợt điệp một đợt, toàn lực nở rộ, ngưng tụ tại đây u lam chiến mâu phía trên sắc nhọn chi khí hoàn toàn ngưng tụ thành một chút đem yến trường phong mũi nhọn bùng nổ đến mức tận cùng sang giác kia thanh mộc đại ấn truyền ra một tiếng tiếng vang thanh thúy vương trùng tức khắc biến sắc ngay cả đồng dạng theo vào này dị độ không gian trung lâm phóng cùng với mặc nhạc hai người thấy thế đều sắc mặt động dung oanh ngay sau đó thanh mộc đại ấn đột nhiên vỡ vụn u lam chiến mâu hung hăng ám sát hướng vương trùng vương trùng tức khắc mí mắt nhảy lên không nghĩ tới Yến Trường Phong dung hợp hai đại phân thân lúc sau, thực lực thế nhưng tăng lên như thế nhiều, thế nhưng làm hắn cảm giác được nguy cơ. Bất quá kia thanh mộc đại ấn tuy rằng vỡ vụn, nhưng là lại vì hắn tranh thủ tới rồi thời gian. Ở kia thanh mộc đại ấn vỡ vụn nháy mắt, hắn dẫn theo thanh thiên bích nguyệt kích ở trên hư không chung một cái nhảy lên, nháy mắt cùng Yến Trường Phong kéo ra khoảng cách, tránh đi Yến Trường Phong này sắc bén một kích. Bất quá Yến Trường Phong màu đỏ tươi ánh mắt lại là đã đem hắn tỏa định. Oanh, hắn hai chân ở trên hư không trung bỗng nhiên vừa giấm, cầm trong tay u lam chiến mâu, cả người giống như rời cung mũi tên, bỗng nhiên lao ra, hướng tới vương trùng phát giết qua đi. Kia vương trùng mới vừa rồi hiểm chi lại hiểm tránh đi yến trường phong mới vừa rồi đinh sát, còn không có ổn định thân hình, liền thấy yến trường phong thế nhưng đuổi giết xuống dưới, nháy mắt vào tới phụ cận, u lam chiến mâu ở hắn trong mắt nhanh chóng phóng đại. Sao có thể, hắn trong lòng đột nhiên nhảy dựng, có chút không thể tin được Yến Trường Phong thực lực thế nhưng đột nhiên bùng nổ, trở nên như vậy đáng sợ. Mới vừa rồi hắn còn toàn diện áp chế Yến Trường Phong cùng với Yến Trường Phong hai đại phân thân, không nghĩ tới trong nháy mắt, Yến Trường Phong dung hợp hai đại phân thân lúc sau, thế nhưng giống như thay đổi một người giống nhau, thực lực so với ba người chồng lên đều còn muốn đáng sợ. Hắn vội vàng kén động thanh thiên bích nguyệt kích, đương một tiếng trận này Yến Trường Phong này một kích tập sát. Nhưng là này lại chỉ là vừa mới bắt đầu, càng là giao thủ, hắn liền càng là kinh hãi, mới vừa rồi ưu thế đã không còn sót lại chút gì, bị Yến Trường Phong toàn diện áp chế, đánh kế tiếp bại lui. Đây là trong truyền thuyết cửu ma phân thân thuật sao, quả nhiên thần bí cùng cường đại, cách đó không xa, lâm phóng cùng mặc nhạc hai người ánh mắt lập loè từ Yến Trường Phong trước sau biểu hiện tới xem, minh bạch Yến Trường Phong giờ phút này sở dĩ sẽ cường đại như vậy, chính là bởi vì hai đại phân thân cùng hắn chủ thân tu vi tề bình. Dùng hợp lúc sau đem cửu ma phân thân thuật thực lực hoàn toàn phát huy ra tới dừng ở đây đi mặc nhạc bình đạm mở miệng con người giữa như cú một mảnh lạnh băng hắn đại thủ đối với yến trường phong nhấn một cái ầm vang toàn bộ dị độ không gian đều phảng phất muốn lún xuống giống nhau thiên băng điện liệt quỷ khóc thần gào trong hư không hiện ra một cái vô hình trưởng ấn hướng tới yến trường phong hung hăng chấn áp xuống dưới yến trường phong trong lòng tức khắc sinh ra một tia nguy cơ cảm bất quá lại không có sợ hãi chi sắc hắn từ bỏ truy kích phương trùng trong tay U Lam chiến mâu đột nhiên hướng tới kia vô hình trưởng ấn đinh giết qua tới. Suy lạp, sắc nhọn chi khí, tu la chi lực, đại đạo chi lực, sở hữu lực lượng, đồng loạt phun trào, viên mãn cảnh kiếm ý, kiếm động cửu thiên dị tượng, kiếm đạo lĩnh vực, từ từ thủ đoạn, giờ phút này đồng loạt bùng nổ. Thêm vào ở yến trường phong này một kích giữa, ầm vang, U Lam chiến mâu thượng lôi hỏa lượn lờ, đáng sợ mũi nhọn cùng với cường đại tu la chi lực cùng đại đạo chi lực ngưng tụ thành một chút, theo chiến mâu mâu tiêm điểm ở kia vô hình trưởng ấn mặt trên, bỗng nhiên bùng nổ mở ra. Tư tư, tức khắc chi gian, từng mảnh sáng lạn pháp quang bỗng nhiên bùng nổ mở ra, yêu dị huyết quang, u lam sắc lôi hỏa, còn có một bó tái nhiệt quang mang, chiếu sáng lên toàn bộ dị độ không gian. Đáng sợ lực lượng như núi hồng bùng nổ, điên cuồng mãnh liệt, từng luồng đáng sợ vô hình khí lãng, lấy kia u lam chiến mâu cùng vô hình trưởng ấn va chạm kia một chút, nở rộ, phát ra mà ra. Chương 890, mặc nhạc ra tay chung quanh hư không không ngừng mai một, dị độ không gian không ngừng hỏng mất, hai bên giao thủ sở bộc phát ra tới lực lượng dao động, thật sự quá mức cường đại, quá mức đáng sợ. Toàn bộ thế giới đều bị kia từng mảnh sáng lạn pháp chiếu sáng lược, một mảnh chói mắt. Yến Trường Phong thân hình đều bị này lộng lẫy quang mang che giấu, chỉ có từng luồng đáng sợ lực lượng từ hai bên giao kích chỗ không ngừng gột rửa mở ra. Oanh, hư không lại lần nữa nổ mạnh, một cổ vô hình khí lãng cuồn cuộn, Yến Trường Phong cầm trong tay U Lam U Lam chiến mâu, bị sốc bay ra đi. Ngay cả cách đó không xa vương trùng, cũng sắc mặt tái nhợt, bị này đáng sợ khí lãng đẩy lui. Mặc nhạc hai mắt hơi ngưng, hiển nhiên không nghĩ tới Yến Trường Phong thực lực, thế nhưng như vậy đáng sợ. Kiếp dương cảnh một kiếp cảnh tu vi, thế nhưng tiếp được hắn một trường này. Phốc, Yến Trường Phong ở nơi xa ổn định thân hình, trong miệng phát ra một tiếng kêu rên, khụ ra một viên máu tươi, chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết kịch liệt cuồn cuộn hắn ánh mắt lập lè, nhìn chằm chằm mặc nhạc, trong lòng có chút chấn động. Hắn thi triển cửu ma phân thân thuật, dung hợp hai đại phân thân, hơn nữa thêm vào tam trọng tu la dị tượng, này đã là hắn hiện giờ mạnh nhất chiến lực, không nghĩ tới thế nhưng bị đối phương một trường đẩy lui. Ánh mắt đảo qua còn chưa ra tay lâm phóng, cùng với bên cạnh đã đồng dạng ổn định thân hình vương trùng, yến trường phong trong lòng không khỏi trầm xuống. Kia lâm phóng xếp hạng, so với mặc nhạc còn còn mạnh hơn ra một đường, quang một cái mặc nhạc, liền làm hắn khó có thể ngăn cản, nếu là hơn nữa một cái so mặc nhạc càng cường đại lâm phóng, một trận chiến này như thế nào có thể địch. Hắn thở sâu, lúc này đây sát thượng huyền thiên kiếm tông, có lẽ quá xúc động, khinh thường huyền thiên kiếm tông 10 đại cao thủ. Nga, cư nhiên chặn ta một kích, có chút môn đạo, mặc nhạc đánh giá, ngôn ngữ bình tĩnh, biểu tình đảm nhiên, nhưng là con người giữa sát ý lại là không giảm. Đáng tiếc, này còn chưa đủ, mặc nhạc bình đạm mở miệng, chậm rãi cất bước đi ra, tiên phong đạo cốt, vạt áo phiêu diêu, mỗi một bước rơi xuống, hư không đều là hung hăng chấn động, một đợt mạnh hơn một đợt đáng sợ uy thế, hướng tới Yến Trường Phong không ngừng áp bách lại đây. Vương trùng mặc không lên tiếng, nhìn Yến Trường Phong ánh mắt lập lè, mới vừa rồi ở Yến Trường Phong trên tay ăn mệt, làm hắn tâm sinh gợn sóng, rất muốn lại ra tay, chân áp Yến Trường Phong, vãn hồi mặt mũi. Bất quá thấy mặc nhạc ra tay, đành phải ngoan ngoãn lui ra phía sau. Huống chi, lấy Yến Trường Phong mới vừa rồi biểu hiện ra ngoài thực lực, hắn cũng rất khó đem này chân áp, nếu là kiên trì cùng Yến Trường Phong giao thủ, ngược lại lại bị trấn giết nguy hiểm. Tự phế tu vi, cùng ta sẽ huyền thiên kiếm tông sám hối bồi tội, sau đó bị ta ngao luyện thành dầu thắp, điểm thiên đèn ngàn năm, đến lúc đó thả ngươi thần hồn giải thoát, nếu không ta nếu ra tay, ngươi đem vĩnh sinh vĩnh thế, chịu đựng phệ hồn chi đau, không được giải thoát. Ngươi, chính mình lựa chọn, mặc nhạc sâu kín nói, ngữ khí thực bình đẳng, nhưng lại không dung khăng khăng. Tử chiến Yến Trường Phong ánh mắt lành lạnh, há mồm phun ra hai chữ, cả người hơi thở điên cuồng mãnh liệt, vần quanh ở hắn quanh thân tu la chi khí càng thêm nồng đậm. Nếu tới rồi hiện tại này một bước, không có gì hảo thuyết, chỉ có một trận chiến. Hắn trong đầu hiện lên một đạo điên cuồng ý niệm, muốn mượn dùng trước mắt chi tuyệt cảnh, hoàn toàn kích phát chính mình tiềm lực, phá rồi mới lập, tranh thủ kia một đường sinh cơ. Tiếp trước, như trước mắt như vậy tuyệt cảnh, hắn cũng tao ngộ qua vài lần. Mặc nhạc mí mắt khẽ nâng, chăm chú nhìn Yến Trường Phong, cảm nhận được Yến Trường Phong kia bất khuất ý chí, còn có kia tử chiến quyết tâm, không khỏi trong lòng động dung. Không nghĩ tới Yến Trường Phong đạo tâm như thế kiên định bất di, không thể dao động. Này càng làm cho hắn giết ý minh mông, người như vậy, nếu kết thù, cần thiết muốn chém thảo trừ tận gốc. Nếu không một khi làm đối phương chạy thoát, tương lai tất thành họa lớn. Người tuyển một cái vạn kiếp bất phục lộ, mặc nhạc sâu kín nói, thanh âm không ở bình đạm, lăng liệt sát ý ẩn chứa trong đó hắn giọng nói rơi xuống, trong hư không bỗng nhiên hiện lên từng mảnh khô vàng lá cây, lưu loát, bay xuống xuống dưới. Kia mỗi một mảnh khô vàng lá rụng, đều như lợi kiếm giống nhau sắc nhọn, bay xuống xuống dưới, dễ dàng liền đem hư không cắt ra. Tại đây ngoại, ở yến trường phong chung quanh, mạc danh hiện lên khởi từng điều thiêu đốt thảo màu vàng ngọn lửa xiềng xích. Này đều không phải là là thời gian cùng không gian pháp tắc xiềng xích, mà là đại đạo trật tự. Này đó thảo màu vàng đại đạo trật tự, giống như từng cây thô tráng dây đằng, hướng tới yến trường phong quấn quanh đi lên, mặt trên sinh trưởng có từng mảnh ố vàng phiến lá, so với trong hư không sái lạc lá khô càng thêm sắc nhọn. Yến trường phong tức khắc sắc mặt khẽ biến, từ đối phương đại đạo trật tự, liền có thể nhìn thấy ra thực lực của đối phương chi đáng sợ. Như lúc trước vương trùng đám người, tuy rằng thực lực cường đại, hơn nữa khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo, nhưng là có thể trực tiếp vận dụng đại đạo trật tự, tiến hành phạt lục giả, lại là rất ít. Mặc dù là lúc trước vương trùng, cũng gần chỉ là quanh thân hiện ra đại đạo phù văn thôi. Mà Yến Trường Phong, tuy rằng đã khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo, nhưng là tu vi quá mức thấp kém, còn vô pháp trực tiếp triệu ra đại đạo trật tự, tiến hành ngăn địch. Ở kia mặc nhạc vận dụng đại đạo trật tự thời điểm, Yến Trường Phong lập tức cảm nhận được từng luồng mãnh liệt nguy cơ cảm. Ở trong thân thể hắn, đỏ như máu thô trắng giết chóc chi đạo đạo căn giữa, lưu chuyển ra từng miếng đỏ như máu đại đạo phù văn. Mỗi một quả đại đạo phù văn đều ẩn chứa lực lượng cường đại hơi thở, tuy rằng tuy rằng không bằng đối phương trực tiếp ngưng tụ ra tới đại đạo trật tự như vậy huyền ảo, nhưng là lại cũng không thể khinh thường. Vô số huyết sắc đại đạo phù văn, bị Yến Trường Phong ngưng tụ ở bên nhau, hóa thành một cái huyết sắc phù văn roi dài, bị hắn chộp vào trong tay. Hướng tới kia quấn quanh lại đây đại đạo trật tự chiều qua đi. Lách cách, hai người va chạm, một cổ lực lượng cường đại tức khắc phát ra mà ra, huyết sắc phù văn roi dài bị đại đạo trật tự trực tiếp chính đánh tán loạn. Bá bá bá, trong hư không bay xuống khô vàng phiến lá bị chấn động, hướng tới Yến Trường Phong điên cuồng phóng tới. Mỗi một quả phiến lá, đều cắt hư không, Yến Trường Phong nheo mắt, hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, vội vàng thi triển thân pháp thần thông, ở kia dày đặc lá khô cắt hạ né tránh. Phốc phốc, từng đạo máu tươi bay vụt, chỉ trong nháy mắt, Yến Trường Phong trên người nhiều chỗ bị thương, bị những cái đó sắc nhọn phiến lá, chém ra từng đạo nhìn thấy gây người vết thương, máu tươi mịch mịch mà dũng. Chấn, mặc nhạc khẽ quát, hắn sở tế ra đại đạo trật tự tức khắc bắn ra, quấn quanh hướng kia lập lòe huyết sắc kiếm quang, tinh chuẩn bắt giữ đến Yến Trường Phong thân hình, hướng tới Yến Trường Phong đinh giết qua tới. Yến Trường Phong sắc mặt đại biến, tâm niệm vừa động, vội vàng đem Hoàng Kim Tiên Trung tế ra tới. Đông, Hoàng Kim Tuyến Trung kịch liệt rung động, thế nhưng đương trường là bị kia thảo màu vàng dây đằng đinh xuyên. Tuyệt phẩm thượng đẳng đỉnh đạo khí, thế nhưng đều ngăn cản không được này đại đạo trật tự đinh sát. Tuy rằng, đây là bởi vì tế luyện người của hắn, Yến Trường Phong tu vi quá thấp, nhưng này cũng đủ để thuyết minh, mặc nhạc thực lực, đáng sợ tới rồi kiểu gì nông nỗi. Hoàng Kim Tiên Trung bay ngược, trực tiếp đánh vào Yến Trường Phong trên người, đem Yến Trường Phong đâm cho bay tứ tung đi ra ngoài. Phụt, một mảnh lá khô bay xuống, nếu không có hắn cực kỳ đem U Lam Chiến mâu tre ở trước người, đương trường liền phải đem hắn thân thể chém chết. chương 891, Quỷ dị biến hóa. Phốc, ngay sau đó, kia đại đạo trật tự, nháy mắt đánh úp lại, đem yến trường phong thân thể xuyên thủng mang theo một chuỗi đỏ bừng vết máu kia đại đạo trật tự nhẹ nhàng chấn động từng đợt đại đạo chi lực thổi quét sang giác yến trường phong thân thể như gốm sứ giống nhau không ngừng nứt toạc hiện ra từng đạo kim sắc vết rách máu tươi mãnh liệt yến trường phong thần hồn rung động có hỏng mất xu thế bên cạnh lâm phóng cùng vương trùng hai người đạm mạc nhìn bị đại đạo trật tự đinh xuyên chọn ở giữa không trung yến trường phong trong ánh mắt một mảnh lạnh băng Yến Trường Phong bị đại đạo trật tự đinh xuyên thân thể, chọn ở giữa không chung, đôi tay vô lực rũ xuống, kia đại đạo chi lực, phong bế trong thân thể hắn tu la chi lực. Giờ khắc này, Yến Trường Phong cảm giác được rõ ràng tử vong tới gần, ánh mắt tan rã, trước mắt hiện ra trước kia vãng tích. Này một đời, như cũng muốn ảm đạm sao, Yến Trường Phong khóe miệng đẫm máu, vô cùng thê lương. Ở hắn trước mắt, hiện ra từng đạo hình bóng quen thuộc, hắn chậm rãi giơ tay đi bắt, nhưng là lại bắt cái không. Yến Trường Phong thân thể đột nhiên một đốn, ánh mắt dừng hình ảnh ở kia từng đạo hình bóng quen thuộc mặt trên. Không, ta không cam lòng, Yến Trường Phong dần dần tan ra ánh mắt, đột nhiên nổ bắn ra ra yêu dị huyết quang, trước mắt kia hiện ra từng màn quen thuộc thân ảnh, đột nhiên chi gian tất cả mai một. Thù lớn chưa trả, chính mình có thể nào ngã xuống. Một cổ tận trời ý chí, một cổ mãnh liệt không cam lòng, ở trong lòng hắn điên cuồng lan tràn. Hắn thức hải dung chuyển, thần hồn nở rộ thần quang. Lúc trước ở lạnh lẽo sao trời, kia phát sinh ở hắn trên người quỷ dị dị biến, lại lần nữa xuất hiện. Hắn thức hải chỗ sâu trong, kia một quả nguyên bản đỏ như máu tu la huyết đan, lại lần nữa biến đen nhánh như mực, biên cuồng xoay tròn, giữa trào ra từng luồng màu đen khí thế, dũng hướng yến trường phong toàn thân. Hắn đầy đầu huyết sắc tóc dài tùy ý bay múa, trong cơ thể bị mặc nhạc đại đạo trật tự định trụ tu la chi lực cùng giết chóc đại đạo chi lực biên cuồng kích động. Từng đạo màu đen khí thế từ hắn thân thể giữa dâng lên mà ra. Ma diễm ngập trời, nguyên bản vần quanh ở hắn quanh thân tu la chi khí, cùng này màu đen khí thế dung hợp, khiến cho Yến Trường Phong hơi thở, không ngừng tăng trưởng, càng thêm nhiếp người cùng khủng bố, cho người ta một loại linh hồn thượng rung động. Một cổ đáng sợ hơi thở từ hắn trên người nở rộ ra tới, này trong nháy mắt, Yến Trường Phong phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, giống như thay đổi một người. Mặc nhạc sắc mặt đại biến, vương trùng cũng hãi hùng khiếp vía, vẻ mặt chấn động nhìn chầm chầm Yến Trường Phong, trái tim phanh phanh phanh, phanh thẳng nhảy, phảng phất muốn từ lồng ngực trung khiêu thoát ra tới. Ngay cả ba người bên trong, tu vi tối cao lâm phóng, cũng đồng tử co rút lại, toàn thân lạnh lẽo, từ yến trường phong trên người, cảm nhận được một cổ đáng sợ nguy cơ. Mau giết hắn, lâm phóng đột nhiên giống to. Trên thực tế, không cần lâm phóng mở miệng, mặc nhạc cũng đã động thủ. Kia xuyên thủng yến trường phong, đem yến trường phong chọn ở giữa không trung đại đạo trật tự, bỗng nhiên chấn động, giữa truyền ra một cổ đáng sợ lực lượng dao động, đủ để hủy diệt hết thảy nhưng mà, kia cổ lực lượng, lại bị định trụ. Yến Trường Phong quanh thân màu đen khí thế, định trụ đại đạo trật tự. Oanh, ngay sau đó, màu đen khí thế sôi trào, cái kia đại đạo trật tự, thế nhưng oanh một chút bốc cháy lên, trong nháy mắt, liền hóa thành hư vô. Yến Trường Phong ánh mắt mờ mịt, nhưng ngay sau đó, đó là lạnh băng một mảnh. Hắn nguyên bản màu đỏ tươi con ngươi, tại đây một khắc dần dần trở nên đỏ sậm. Quanh thân hơi thở, càng thêm khủng bố cùng đáng sợ. Ở hắn ấn đường, Hiện ra một đạo màu đen vết rạn. Ba, hư không chấn động, kia màu đen vết rạn đột nhiên vỡ ra, hóa thành một con yêu dị đến mức tận cùng màu đen ma nhãn. Không có bất luận cái gì ngôn ngữ, một bó thê lương màu đen ánh mắt từ kia màu đen ma nhãn bên trong bắn ra. Sao, sao có thể, hắn như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ lực lượng? Kia mặc nhạc nháy mắt cảm giác từ đầu lạnh đến chân, toàn thân tê dại, cả người lông tơ đều tạc đứng lên tới. Ở kia màu đen ma nhãn xuất hiện nhìn thẳng hắn nháy mắt, mặc nhạc chỉ cảm thấy đến một cổ mãnh liệt tử vong hơi thở, đem hắn bao phủ. Hắn trái tim kinh hoàng, ở kia màu đen ánh mắt phóng tới nháy mắt, không có bất luận cái gì do dự cùng trần chờ, lập tức toàn lực thi triển thân pháp thần thông, hướng tới nơi xa dịch chuyển. Suy lạp, nhưng mà, kia màu đen ánh mắt, thật sự quá mức đáng sợ, phảng phất định trụ thời gian. Mặc nhạc thân pháp thần thông thế nhưng vô pháp thi triển ra tới, như là đã chịu nào đó thần bí lực lượng giam cầm. Không, mắt thấy kia màu đen ánh mắt bay vụt mà đến, mặc nhạc ánh mắt lộ ra tuyệt vọng chi sắc, sợ so tới mức vong hồn toàn mạo. Vô thanh vô tức, thê lương màu đen ánh mắt, chưa chân chính đánh ở mặc nhạc thân thể thượng, mặc nhạc thân thể liền răng rắc một tiếng, vỡ vụn mở ra. Ngay sau đó, màu đen ánh mắt hưu nhiên đánh trúng mặc nhạc, xuyên thủng huyết thảy, này phiến dị độ không gian trực tiếp hóa thành hư vô. Mặc nhạc thân thể, đương trường mai một, hóa thành màu đen bụi mù, thần hồn câu diệt. Bên cạnh, lâm phóng cùng vương trùng hai người đã hoàn toàn ngây dại lấy mặc nhạc tu vi ở kia nói màu đen ánh mắt trước mặt thế nhưng không có nửa điểm sức phản kháng trong chớp mắt cho bụi yên diệt đó là cái dạng gì lực lượng không thể diễn tả yến trường phong chậm rãi ngoái đầu nhìn lại màu đỏ sậm con ngươi nhìn về phía vương trùng cùng lâm phóng hai người hai người tức khắc như trụy hầm băng đi mau không có chút nào do dự hai người xoay người liền phải rời khỏi yến trường phong cũng không có động chỉ là an tĩnh đứng ở tại chỗ, lạnh nhạt nhìn chầm chầm xoay người thoát đi lâm phóng cùng với vương trùng. Từng luồng màu đen khí thế, ở hắn quanh thân hừng hực thiêu đốt, quanh thân hư không đều bị thiêu mai một, không gian cùng thời gian mảnh nhỏ, hóa thành hư vô, xuất hiện chân chính ý nghĩa thượng lỗ trống. Giữa quy tắc, pháp tắc, trật tự, hết thảy hết thảy, đều thiêu đốt lên. Lâm phóng cùng vương trùng hai người, lúc trước bình tĩnh cùng thong rong, sớm có bay vào trên chín tầng mây, trước mắt chỉ có vô hạn sợ hãi. Bọn họ không biết Yến Trường Phong trên người, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, mới vừa rồi rõ ràng tuyệt chết chi cảnh, vì cái gì sẽ đột nhiên nghịch chuyển tình thế, trở nên như thế đáng sợ. Bọn họ duy nhất có thể xác định chính là, trước mắt người này, tuyệt đối không phải Yến Trường Phong. Cứ việc, hai người hơi thở phi thường gần, nhưng giờ phút này Yến Trường Phong trên người, lại nhiều một loại đáng sợ khí thế, chỉ là này cổ khí thế, liền ép tới bọn họ không thở nổi. Kia một đôi màu đỏ sẫm con ngươi, phảng phất là địa ngục tu la chi đồng tử thần chi mắt bị cặp kia con ngươi nhìn thẳng nháy mắt hai người trong lòng sinh ra cái thứ nhất ý niệm đó là chính mình đã chết giờ phút này hai người trong lòng chỉ có vô biên sợ hãi chỉ lo đoạt mệnh cuồng trốn thật lâu sau mới vừa rồi hoảng sợ mà tuyệt vọng phát hiện mặc kệ bọn họ như thế nào bỏ chạy phảng phất đều là tại chỗ đi vội yến trường phong như cố ở sau người bình tĩnh nhìn bọn hắn chằm chằm cũng không từng hoạt động một bước nhưng bọn hắn chi gian khoảng cách lại vĩnh hằng bất biến Tại sao lại như vậy? Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Hai người sắc mặt trắng bệch, sợ tới mức trái tim đều mau sậu đình, kinh hãi xoay người lại, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Liên tính là đối mặt nửa bước sinh tử đại cảnh cổ lạc, bọn họ đều chưa bao giờ từng có quá như vậy đáng sợ cảm thụ. Giờ phút này Yến Trường Phong, quá mức quỷ dị cùng đáng sợ. Không có người biết hắn trên người, rốt cuộc đã xảy ra cái gì hắn lẳng lặng đứng thẳng tại đây đen nhánh dị độ không gian chung, cả người thiêu đốt màu đen khí thế, thôn vệ hết thảy quang minh. chương 892, Đàn Địch, Lâm Phóng cùng Vương Trùng hai người hoàn toàn dọa phá gan. Yến Trường Phong hai chỉ màu đỏ sậm con người giữa, không mang theo bất luận cái gì cảm tình sắc thái, ấn đường dựng mắt mặc đồng, thâm thúy đáng sợ. Đối mặt hai người gào giống, Yến Trường Phong như cũ an tĩnh, nặng nề hơi thở áp lực Lâm Phóng cùng Vương Trùng hai người mấy dục hỏng mất. Liều mạng với ngươi, Vương Trùng La lên một tiếng, chịu đựng không được như vậy áp lực. Tu luyện đến hắn như vậy cảnh giới, còn chưa bao giờ từng cảm nhận được như vậy sợ hãi. Kia vô hình áp lực hơi thở, làm hắn mấy dục tự tuyệt, cuối cùng mạnh mẽ kiềm chế xuống dưới, hướng tới Yến Trường Phong phát sát đi lên. Oanh, hắn đánh ra một môn môn cường đại thần thông, một cái chớp mắt chi gian, các loại cường đại thần thông đồng thời phân dũng, oanh hướng Yến Trường Phong. Trong hư không hiện ra từng tòa thần sơn, ở kia thần sơn phía trên đủ loại thảm thiết cảnh tượng vô cùng nhuần nhuyễn hiện ra tới. Nhưng ngay sau đó, một sợi màu đen khí thế nếu ngọn lửa thoán động, kia từng tòa thần sơn, các loại cường đại thần thông, nháy mắt diệt phong, hóa thành hư vô. Liên lực lượng cường đại dư ba đều chưa từng hiện lên, trực tiếp vô thanh vô tức biến mất không thấy. Ngay sau đó, vương trùng kêu thảm thiết, bị một cổ vô hình lực lượng bao phủ, thân thể tất tắc, tắc băng diệt, hóa thành cho tàn. Bên cạnh lâm phóng trong mắt co rút lại, kịch liệt thở dốc, trái tim bang bang thẳng nhảy, vong hồn đều mạo cả người mồ hôi lạnh đầm đìa ngươi ngươi rốt cuộc là ai hắn môi run run nói chuyện đều không nhanh nhẹn huyền thiên kiếm tông mười đại cao thủ chung xếp hạng đệ nhị cường đại tồn tại đối mặt giờ phút này yến trường phong lại là không có nửa điểm uy nghiêm yến trường phong màu đỏ sậm con ngươi nhìn chầm chầm hắn lâm phóng tức khắc cảm giác được một cổ đáng sợ áp lực thình thịch lâm phóng trực tiếp thình thịch một tiếng ở trên hư không chung quỳ xuống đối với yến trường phong lễ bái ta ta nguyện ý thần phục ngươi, đừng giết ta, ta tu luyện đến bây giờ không dễ dàng, ta không muốn chết. Đối mặt loại này vô hình áp lực, Lâm Phóng cơ hồ khóc thành tiếng tới. Yến Trường Phong không có ra tiếng, Lâm Phóng trên người bỗng nhiên bốc cháy lên màu đen ngọn lửa, thân thể không ngừng hóa thành màu đen bụi mù, tiêu tán ở trong không khí. Không, không cần, buông tha ta. Lâm Phóng hoảng sợ kêu to lên, nhưng chỉ để lại thê lương kêu thảm thiết, cho bụi yên diệt. Cái này kiếp dương cảnh tám kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh, khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo vô thượng cường giả cứ như vậy vô thanh vô tức ngã xuống thần hồn câu diệt tựa hồ uy hiếp biến mất yến trường phong trên người hơi thở đột nhiên trở nên hỗn loạn lên màu đen khí thế như thủy triều cuốn trở về lùi về đến hắn thức hải trung tu la huyết đan giữa hắn ấn đường dựng đứng ma nhãn khép kín hóa thành một đạo màu đen ấn ký đỏ sậm con ngươi lập lòe vài phần ảm đạm một lần nữa trở nên màu đỏ tươi theo sau màu đỏ tươi lập lòe hắn mí mắt hơi hơi rung động cuối cùng chậm rãi nhắm hai mắt. Trên người kia đáng sợ màu đen khí thế, hoàn toàn biến mất không thấy, thức hải trung tu la huyết đan trung màu đen, nhanh chóng lui bước. Hô hô hô, tiếng gió phần phật, yến trường phong thân thể ngã ra dị độ không gian, hướng tới mặt đất nhanh chóng rơi xuống. Trên thân thể hắn vết dạn loang lổ, kia phía trước bị đại đạo trật tự đinh xuyên địa phương lưu lại một nhìn thấy gây người huyết động. Mà nay kia màu đen khí thế lui bước, kia huyết động bên trong lại lần nữa trào ra đỏ tươi vết máu, yến trường phong nhắm chặt hai tròng mắt hơi thở suy yếu lúc trước bị đại đạo trật tự xuyên thủng đánh bay làm hắn đã chịu vô cùng nghiêm trọng bị thương như thiên thạch rơi xuống giống nhau yến trường phong thân thể hướng tới thiên thần đại lục mặt đất nhanh chóng rơi xuống yến trường phong hơi hơi nâng nâng trầm trọng mí mắt nhìn càng ngày càng tiếp cận mặt đất hoàn toàn hôn mê qua đi đây là hắn trọng sinh gần nhất bị thương nhất nghiêm trọng một lần không riêng như thế lấy hắn hiện tại trạng thái từ như thế cao địa phương rơi xuống đi xuống mặc dù hắn thân thể cường hắn nữa, nhưng là ở hiện giờ thương thế hạ, nếu là rơi xuống trên mặt đất, đủ để đem hắn nứt toạc thân thể hoàn toàn nổ tung. Chủ thượng mơ hồ chung, Yến Trường Phong nghe được một tiếng mơ hồ kêu gọi. Cũng không biết hôn mê bao lâu, Yến Trường Phong bên tai truyền đến từng đạo tiếng sấm nổ vang, thanh thế to lớn, phảng phất vòm trời đều phải bị chấn hội mở ra. Buông phong vô trần, nếu không giết không tha, phong vô trần rơi vào ma đạo, độc hại thương sinh, tội ác tài trời, cần thiết đến chết từng đạo tràn ngập sát ý giận mắng thanh truyền vào yến trường phong trong tai. Các ngươi tính cái thứ gì, đừng nói chủ thượng chỉ là giết các ngươi một ít môn nhân, tộc chúng, đó là đem các ngươi tàn sát sạch sẽ lại như thế nào. Có thể so được với ta chủ thượng một cây lông tơ chân quý. Đều cút cho ta, một cái to lớn vang dội bá đạo thanh âm vang lên, ngay sau đó chỉ nghe đông một tiếng vang lớn. Giang giác, phảng phất phòm trời vỡ vụn, ngay sau đó, từng luồng lực lượng cường đại giao động bùng nổ, chấn động bát phương không biết sống chết, đồng loạt ra tay, giết hắn, lại bắt phong vô trần, lão phu muốn đem hắn rút gân lột ra, đem hắn ngao luyện thành dầu thắp, ngày đêm bỏng cháy này hồn. Sát, ngay sau đó, là một đám hét to tiếng vang lên, cùng với liên miên không dứt nổ vang, binh khí, pháp bảo va chạm, hư không bạo liệt thanh âm không dứt bên tai. Yến Trường Phong bên tai bỗng nhiên tiếng gió hiển hách, đồng thời cảm giác được một cổ kịch liệt đau đớn, tựa hồ bị người bối ở trên lưng, cả người bỗng nhiên chiều ngửa ra sau bay ngược đi ra ngoài hoặc là nói là cùng lưng đeo người của hắn cùng nhau bay ngược đi ra ngoài. Phụt, một đạo huyết bắn bay vụt, chiếu vào Yến Trường Phong trên mặt, nóng hầm hập, Yến Trường Phong gian nan mở hai mắt, chỉ nhìn đến một mặt to rộng phía sau lưng, còn có kia nồng đậm tóc dài, cào trên mặt hắn phát ngứa. Chỉ là kia nồng đậm đầu tóc, giờ phút này lại là ninh thành từng luồng, mặt trên có nồng đậm mùi máu tươi, có đã khô cạn, có còn ở tích chảy. Giống, các người đây là ở tìm chết, kia nói quen thuộc mà to lớn vang dội thanh âm vang lên. Thanh, Thanh Lân, Yến Trường Phong hơi hơi hé miệng, kia lưng đeo hắn to rộng thân ảnh đột nhiên run lên. Chủ thượng, ngươi, ngươi tỉnh, một đạo kinh hỉ thanh âm vang lên, lưng đeo Yến Trường Phong to rộng thân ảnh quay đầu tới, nhìn về phía Yến Trường Phong, rõ ràng là Thanh Lân. Chỉ là giờ phút này, trên mặt hắn dính đầy máu tươi, cả người huyết nị nị, trong tay dẫn theo chiến thiên trùy. Bốn phía, mấy trăm danh tu sĩ vây đổ, liền ở hắn quay đầu lại nhìn về phía Yến Trường Phong nháy mắt, thanh lân đột nhiên đồng tử co rụt lại, ở yến trường phong phía sau một đám tu sĩ ra tay, các loại thần thông đánh tới. Thanh lân sắc mặt đại biến, đột nhiên xoay người sang chỗ khác, thì yến trường phong chặn lại phía sau tập sát. Oanh, phốc, các loại thần thông, chiến binh, đánh ở thanh lân trên người, thanh lân há mồm liền khụ ra mồm to máu tươi. Giống, thanh lân giống giận, phi đầu tán phát. Bốn phía vô số mấy trăm danh tu sĩ đem hắn cùng Yến Trường Phong vây quanh, đối bọn họ tiến hành vây sát. Chủ thượng, chờ rời đi nơi này ở cùng ngươi đàm đạo. Thanh lân mở miệng, rời đi, hừ, hôm nay các người một cái đều đi không xong. Bốn phía có người hừ lạnh, mỗi người thực lực đều cực cường. Những người này, có thái sơ thánh địa cao thủ, có thượng cổ lôi ra người, có hồn giáo cường giả, có lúc trước ngã xuống ở yến trường phong trong tay những cái đó thiên kiêu, tỷ như thiên nguyên cổ thành lần đó tụ hội chung, chết ở yến trường phong trong tay mấy cái thiên kiêu trong gia tộc cường giả từ từ. chương 893, Phong vô trần tỉnh ngày đó có không ít tu sĩ thấy yến trường phong chém giết trương thuật lúc sau hướng tới huyền thiên kiếm tông mà đi theo sau yến trường phong lọt vào lâm phóng đám người đuổi giết cũng có không ít tu sĩ nhìn thấy tin tức truyền khai khiến cho không nhỏ oanh động vô số tu sĩ biết được yến trường phong thế nhưng sát thượng huyền thiên kiếm tông tò mò tới rồi lại thấy đến yến trường phong trọng thương từ dị độ không gian trung ngã xuống ra tới hạnh đến thanh lân ở yến trường phong lọt vào lâm phóng đám người đuổi giết thời điểm thức hải chung cùng Yến Trường Phong chi gian linh hồn khí ước dung chuyển, làm hắn cảm giác đến Yến Trường Phong nguy hiểm, vì thế tự huyết luyện các trung phá quan mà ra, một đường tới rồi. Chờ hắn tìm đến, vừa lúc kiếm đạo Yến Trường Phong trọng thương ngã xuống, đêm này tiếp được lúc sau, liền dục mang theo Yến Trường Phong phản hồi huyết luyện các. Lại không nghĩ rằng bị một đám quan vọng tu sĩ chặn lại. Này đó tu sĩ giữa, có một ít là các đại môn phái, gia tộc cao thủ, Yến Trường Phong lúc trước cơ hồ là quét ngang đế đô tuổi trẻ một thế hệ, chém giết thiên kiêu không ở số ít, kết hạ thù hận cũng không ít. Ở hơn nữa phía trước Yến Trường Phong bại lộ tu la dị tưởng, cứ việc mọi người cảm thấy Phong vô Trần chính là Yến Trường Phong sự tình có chút thiên phương dạ đàm, nhưng vẫn là có một ít người lựa chọn tin tưởng. Kiếp trước Yến Trường Phong, cùng kiếp này Yến Trường Phong, một đường đi tới, đắc tội người đều không ít. Rất nhiều gia tộc cùng môn phái chờ, ở phía trước Yến Trường Phong chưa bị thương khi, không dám tìm hắn trả thù. Khi đó Yến Trường Phong cơ hồ vẫn luôn đãi ở huyết luyện các chung, những người này đó là tưởng trả thù, cũng không được. Mà khoảng thời gian trước Yến Trường Phong xuất hiện ở các quận lớn, đại sát tứ phương, hủy diệt huyền thiên kiếm tông hơn 20 cái nhất lưu thế lực, càng là đem những người này kinh sợ trụ. Yến Trường Phong lúc trước chém giết bọn họ trong tộc, môn trung thiên kiêu sự tình, càng là chôn sâu. Nhưng giờ phút này Yến Trường Phong trọng thương hấp hối, vì thế lập tức liền có rất nhiều người động tâm tư. Những người này tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, vì thế ngăn lại thanh lân. Hơn nữa nhân số không ít, đối với những người này, lấy thanh lân hiện tại thực lực, tự nhiên không bỏ ở trong mắt. Mang theo Yến Trường Phong một đường hướng tới huyết luyện các chạy đến, đem chặn lại người giết một đám lại một đám. Những cái đó chặn giết hắn cùng Yến Trường Phong người, tuy rằng đều ngã xuống ở trên tay hắn, nhưng lại Yến Trường Phong trọng thương hôn mê tin tức lại là xuyên đi ra ngoài. Tức khắc hấp dẫn tới càng nhiều người, liền thượng cổ lôi ra, thái sơ thánh địa, thái diễn thánh địa, hồn giáo, cùng với rất nhiều thế lực đều có cao thủ tìm đến muốn thừa dịp yến trường phong trọng thương đem hắn hoàn toàn đánh chết vì thế liền có trước mắt một màn này giờ phút này đã là ngày thứ năm từ yến trường phong hôn mê bị thanh lân cứu lên đến bây giờ đã qua đi ước chừng năm ngày mà thanh lân cũng mang theo yến trường phong một đường biên sát biên chạy thoát năm ngày liên tục năm ngày tắm máu chiến đấu hăng hái giờ phút này thanh lân trên người cũng là bị thương không nhẹ nếu không có hắn được đến thái cổ long tộc truyền thừa chủ yếu tu luyện chính là thân thể lực lược, giờ phút này sớm đã pháp lực hao hết, kiệt lực mà chết. Yến Trường Phong ánh mắt dần dần rõ ràng lên, hoàn đầu chung quanh, đem bốn phía sở hữu tu sĩ mặt đều khác ở trong đầu. Đồng thời hắn bắt đầu câu động thức hải trung tiên thiên linh lung tháp trung sinh mệnh tinh khí, rót vào tự thân cùng với thanh lân trong thân thể, khôi phục hai người thương thế. Chủ thượng cảm nhận được dũng mãnh vào chính mình trong thân thể bàng bạc sinh mệnh tinh khí, thanh lân tức khắc trong lòng vừa động. Yến Trường Phong không nói gì, yên lặng khôi phục thương thế con người giữa lại có một đạo nói ẩn chứa mãnh liệt sát khí huyết quang lập lòe hắn sắc mặt âm trầm con người giữa một mảnh thâm hàn bàng bạc sinh mệnh tinh khí không ngừng chữa trị hắn cùng thanh lân thân trên thanh lân toét miệng biết yến trường phong đã không việc gì hoàn toàn yên lòng đồng thời kia bàng bạc sinh mệnh tinh khí dũng mãnh vào hắn thân thể giữa làm hắn trong khoảng thời gian này sở chịu thương thế nhanh chóng khôi phục không tốt hắn thương thế ở nhanh chóng khôi phục mau giết hắn có cường giả kinh hô ra tiếng, phát hiện thanh lân trên người thương thế ở nhanh chóng khép lại. Này đó tu sĩ, mỗi một cái đều cường đại vô cùng, thế nhưng tất cả đều là khống chế một cái đại đạo tồn tại. Càng làm cho Yến Trường Phong kinh ngạc chính là, thanh lân thế nhưng cũng đã khống chế một cái đại đạo, thần hỏa đại đạo. Này đại đạo, đến tự phía trước huyết luyện các bí cảnh chung, kia thái cổ long tộc tiên hiền cuối cùng truyền thừa. Lúc ấy kia thái cổ long tộc tiên hiền, ở này vũ hóa phía trước, Lưu lại một đạo quang bay vào thanh lân thức hải bên trong, lệnh này thức hải khai thác đồng thời, còn lưu lại nó đại đạo hạt giống. Này đại đạo hạt giống, cùng yến trường phong đạo căn hiệu quả như nhau. Thanh lân lúc trước từ bí cảnh chung trở về lúc sau, liền cùng yến trường phong cùng nhau bế quan, đó là ở dung hợp này đại đạo hạt giống. Sát, bốn phía tu sĩ tất cả đều gầm lên, hướng tới thanh lân cùng yến trường phong đánh tới, các loại cường đại thần thông điên cuồng tập giết qua tới, pháp bảo, chiến binh không ngừng va chạm muốn đem thanh lân hoàn toàn chém giết trong khoảng thời gian này bọn họ cũng đã cảm nhận được thanh lân cường đại liên tục năm ngày đuổi giết chẳng những không có thể thành công đánh chết thanh lân cùng yến trường phong ngược lại bị thanh lân chém giết vô số cao thủ thậm chí có không ít người đã sinh ra hối hận ý niệm không nên như vậy xúc động không nghĩ tới yến trường phong thế nhưng còn có một cái như thế cường đại người theo đuổi nhưng việc đã đến nước này bọn họ biết nếu lần này đã ra tay nếu là không hoàn toàn đánh chết hai người diệt sạch hậu hoạn, lấy Yến Trường Phong hủy diệt Huyền Thiên Kiếm Tông dưới chướng hơn 20 cái nhất lưu thế lực, cùng với đơn thương độc mã sát thượng Huyền Thiên Kiếm Tông, chỉ để lại một cái lúc trước bị Huyền Thiên Kiếm Tông cùng với kia hơn 20 cái từng. Kinh đuổi giết thần bí nữ tử báo thù cùng hết giận phong cách, một khi thương thế khôi phục, nhất định sẽ tìm bọn họ trả thù. Bởi vậy mọi người chỉ phải tăng lớn lực độ, toàn lực đuổi giết Yến Trường Phong cùng Thanh Lân hai người. Ha 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 ha, tới hảo, hôm nay nhà ngươi long ra ra liền sát cái thống khoái. Nhìn thấy Yến Trường Phong thức tỉnh, hơn nữa còn độ cho hắn đại lượng sinh mệnh tinh khí, Thanh Lân biết Yến Trường Phong đã không việc gì, tức khắc trong lòng đại hỷ, không khỏi cười to ra tiếng, thấy bốn phía mọi người tập giết qua tới, cũng không hề như dĩ vãng như vậy chỉ cầu mở một đường máu, mang theo Yến Trường Phong đào tẩu. Mà là nghĩ thống khoái chém giết, dung trời trùy, hắn đại sất một tiếng, nhiễm huyết tóc dài phi dương, trong tay dung trời trùy ở trên hư không trung hung hăng mà một trùy tạp lạc. Oanh! Đại đạo chi lực cùng thân thể thần lực tề dũng, thanh lân hung hăng một chùy tạp rơi xuống, thế nhưng cùng bốn phía mọi người đánh tới thần thông trực tiếp ngạnh hám. Đông một tiếng, vô số thần thông mai một, bị thanh lân này cuồng bạo lực lượng chấn đến diệt phong, đồng thời có len keng len keng thanh âm vang lên, kia từng cái cường đại pháp bảo cùng chiến binh bị dung trời chùy trực tiếp tạp bay ngược đi ra ngoài. Mà thanh lân cũng bị chấn đến lảo đảo lui về phía sau. Chết, phía sau mọi người thần thông đánh tới, oanh hướng lảo đảo mà lui thanh lân, cùng với này lưng đeo Yến Trường Phong. Suy lạp, nhưng mà đúng lúc này, Yến Trường Phong như thác nước tóc đen đột nhiên phi dương, điên cuồng kéo dài đi ra ngoài, giữa từng luồng sắc nhọn chi khí, xé rách hết thảy. Kia phía sau đánh úp lại thần thông, trực tiếp bị kia tóc dài trung lao ra sắc nhọn kiếm khí, chảm đến tán loạn, hóa thành từng sợi thanh phong. Cái, cái gì, Phong vô trần thức tỉnh, mọi người lúc này mới chú ý tới Yến Trường Phong đã thức tỉnh lại đây. Hơn nữa phát hiện Yến Trường Phong ngực trên lưng kia sỏ xuyên qua huyết động, ở nhanh chóng khép lại, tức khắc tất cả đều sắc mặt đại biến. chương 894, một cái đều chạy không thoát. Suy lạp, yến trường phong tóc dài phi dương, từng luồng sắc nhọn kiếm khí thổi quét tứ phương, đem phía sau công sát mà đến rất nhiều thần thông tất cả mai một. Leng keng, nguyên bản mềm mại đầu tóc, cùng mọi người đánh ra pháp bảo cùng với chiến binh giao kích, phát ra ra nhất xuyến xuyến sáng lạn hỏa tinh, kim loại giao kích thanh không dứt. Kia từng cây tóc dài, sắc nhọn vô biên, Đem những cái đó pháp bảo cùng chiến binh đều chém ra từng đạo khắc sâu vết kiếm. Nhìn thấy Yến Trường Phong thức tỉnh lại đây, bốn phía mọi người tức khắc tất cả đều sắc mặt đại biến, mí mắt nhảy lên, cảm giác áp lực tăng gấp bội. Yến Trường Phong sát thượng Huyền Thiên kiếm tông, sử Huyền Thiên kiếm tông máu chảy thành sông, chuyện này đã sớm đã truyền khai, toàn bộ Huyền Thiên kiếm tông trên không, đến bây giờ đều còn huyết tinh khí tận trời, trên không một mảnh màu đỏ tươi. Liên Huyền Thiên kiếm tông bực này có thể so với thượng cổ thế lực đại phái đều bị Yến Trường Phong sát tới cửa đi, tướng môn người đệ tử chém giết không còn, ai không kiêng kỵ. Lúc trước Yến Trường Phong trọng thương hôn mê còn thôi, bọn họ cũng không cảm giác được uy hiếp, nhưng hiện tại Yến Trường Phong thức tỉnh lại đây, tức khắc ở bọn họ trong lòng bịt kín một tầng nồng hậu bóng ma. Sân hắn thương thế chưa khôi phục, đem hắn hoàn toàn chém giết tại đây, nếu không chúng ta đều đem có đại phiền toái. Có người há mồm quát, không dám lại có chút nào giữ lại, toàn lực công sát Yến Trường Phong cùng Thanh Lân hai người nói không tồi, cùng nhau thượng, không cần ở giữ lại thực lực, nếu không kéo dài đi xuống, chờ hắn thương thế khôi phục, phiền toái không nhỏ. Lập tức có người đáp lại, trái tim kinh hoàng, sát, một đám người phát sát đi lên, uy thế càng hơn lúc trước, toàn lực ứng phó, các loại cường đại thần thông, thượng cổ thần thuật, cường đại bí bảo từ từ ùn ùn không dứt hướng tới yến trường phong cùng thanh lân chém giết mà đến. Đều cút ngay cho ta, thanh lân thấy thế sắc mặt khẽ biến, túng thiên dựng lên, muốn nhảy ra vây quanh. Đồng thời trong tay hắn chiến thiên trùy hung hăng oanh kích hư không, đáng sợ lực lượng chấn động, đem vô số thần thông đánh tan. Nhưng Thanh Lân lại bị sốc bay đi ra ngoài, ngao, Thanh Lân hai mắt đỏ đậm, đột nhiên biến ảo nguyên hình, tức khắc chi gian, một đầu mấy chục trượng lớn lên màu xanh lá cự long ngang trời, một tiếng ngâm nga chấn động trời cao. Thật lớn long chảo đi xuống chụp tới, dễ dàng đánh tan hư không, đem vài tên kiếp dương cảnh năm kiếp cảnh tăng giá trị sáu kiếp cảnh hơn nữa khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo cường giả đánh chúng bay tứ tung đi ra ngoài thân thể ở nơi xa nổ tung theo sau nó mồm to một hút trực tiếp đưa bọn họ nuốt vào trong bụng yến trường phong thần sắc im lặng lúc này đây vẫn chưa ngăn lại thanh lân cắn nuốt này đó tu sĩ hắn dựng thân thanh lân rộng lớn trên lưng coi thường tứ phương ngược phần lưng huyết động ở bàng bạc sinh mệnh tinh khí đánh sâu vào hạ nhanh chóng khép lại cuối cùng hoàn toàn biến mất từng luồng tu la chi lực ở hắn đan điền trung mãnh liệt minh mông như kinh đảo trục ngạn. Suy lạp, Yến Trường Phong khoanh tay lợi cho thanh lân trên lưng, trên người thương thế, đã khôi phục thất thất bát bát. Căn căn tóc dài, giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, len keng hữu lực, xuyên thủng hư không, mang theo đáng sợ tu la chi lực cùng giết chóc đại đạo chi lực, còn có vô biên mũi nhọn, chém giết hết thảy. Hắn tóc dài nhanh chóng lan tràn, chém giết tứ phương cường giả. ầm vang, vô số thần thông bay tới, vừa mới tiếp xúc đến hắn ngọn tóc, đã bị xuyên thủng, xé rách cuối cùng chảm đến tán loạn. Tu la đạo nở rộ, hơn nữa hiện giờ Yến Trường Phong đã tấn trước tới rồi kiếp dương cảnh nhị trọng, thực lực so với lúc trước hủy diệt huyền thiên kiếm tông dưới chướng hơn 20 cái thế lực thời điểm còn phải cường đại nhiều. Phốc phốc, sợi tóc phi dương, tức khắc có hơn 10 danh cường giả bị đinh xuyên, sắc nhọn chi khí bỗng nhiên một quyền, tức khắc chi gian kia hơn 10 danh cường giả kêu thảm thiết một tiếng, nổ thành một phùng huyết vụ. Cái gì, hắn thương thế như thế nào sẽ khôi phục nhanh như vậy? tứ phương cường giả lại lần nữa biến sắc, đồng thời đối yến trường phong thực lực cảm giác được vô cùng kiêng kỵ. Còn không có chính thức ra tay, chỉ là dơ lên sợi tóc, thế nhưng liền dễ dàng chém chết hơn 10 danh kiếp dương cảnh năm kiếp cảnh cùng 6 kiếp cảnh, hơn nữa không chế một cái hoàn chỉnh đại đạo cường giả, đây là cái dạng gì thực lực. Nhìn thật lớn thanh long trên lưng, trường thân mà đứng, huyết phát bay múa, tàn sát tứ phương yến trường phong, cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía, cả người mồ hôi lạnh đầm đìa. Ngay cả mấy lớn hơn cổ thế lực trưởng lão chờ, đều sắc mặt đại biến. Trong đó có mấy người thực lực, không thể so huyền thiên kiếm tông trương nghị, trương thuật đám người kém cỏi Nhưng giờ phút này cũng đều trong lòng sợ hãi. Giờ phút này Yến Trường Phong, giống như một thế hệ ma thần, dựng thân thanh lân trên lưng, bể nghễ bát phương. Hồn giáo, thượng cổ lôi ra, thái sơ thánh địa, thái diễn thánh địa, xích viêm thánh địa, đông lâm quận trương gia thiên nguyên lâm gia Ha ha, nhiều người như vậy, nhiều như vậy thế lực tới đuổi giết Yến mỗi người, các ngươi nhưng thật ra để mắt ta." Yến Trường Phong đạm cười, trong tiếng cười lại mang theo lăng liệt sát ý. Hắn thanh âm truyền đến, bốn phía mọi người đều an tĩnh xuống dưới, tất cả đều ăn ý dừng tay, Thanh lân nổi tại giữa không trung, hai chỉ thật lớn huyết sắc trong mắt bên trong mang theo hung tàn cùng thô bạo. Nhưng ngay sau đó, an tĩnh bốn phía, lập tức sôi trào lên. Bởi vì bọn họ đều nghe được, mới vừa rồi Yến Trường Phong tự xưng yến mỗi người, mà phi phong vô Trần. Yến mỗi người, yến Tức khắc chi gian, mọi người tất cả đều sắc mặt biến đổi, sớm đã có người suy đoán, Phong Vô Trần chính là Yến Trường Phong, nhưng là lại vẫn là có rất nhiều người trong lòng hoài nghi, rốt cuộc một cái chết đi ngàn năm người, bỗng nhiên xuất hiện, gọi người khó có thể tiếp thu. Nhưng hiện tại, nguyên bản tâm còn nghi vấn lựu mọi người, trong lòng hoài nghi tức khắc tất cả đều biến mất. "Yến, ngươi là Yến Trường Phong?" Rốt cuộc có người kinh hãi ra tiếng, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi. Yến Trường Phong không tỏ ý kiến hai chỉ màu đỏ tươi ánh mắt lệnh nhân sinh sợ. Bốn phía tức khắc sôi trào, đồng thời còn có vô biên kiêng kỵ, khủng hoảng. Ngươi thật là ngàn năm trước người kia, này, sao có thể, mọi người sắc mặt biến đổi, Yến Trường Phong chính mình thừa nhận thân phận, này ý nghĩa cái gì bọn họ sao lại không biết. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, chúng ta không biết ngươi là, có mấy người thở sâu, đối Yến Trường Phong lộ ra xin lỗi chi sắc. Yến Trường Phong vẫn chưa để ý tới, trên người hơi thở cuốn động, giống như từng luồng cuồng phong, Tu la chi khí vần quanh quanh thân, từng luồng lạnh lẽo sát khí như thủy triều kích động, hướng tới tứ phương phóng xạ đi ra ngoài, bao phủ bát phương. Tức khắc chi gian, bốn phía mọi người tất cả đều cảm giác cả người lạnh lẽo, như là bị tử thần nhìn thẳng. Kia từng luồng sát ý, mãnh liệt vô cùng, mọi người tất cả đều sắc mặt đại biến, biết Yến Trường Phong đây là tính toán đưa bọn họ toàn bộ diệt sát. Liền tính hắn lại Yến Trường Phong lại như thế nào, tất nhiên đã kết oán, bất tử hắn chết chính là chúng ta sống, đồng loạt ra tay giết hắn. Một cái kiếp dương cảnh bảy kiếp cảnh, hơn nữa khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo cường giả hét lớn. Không sai, việc đã đến nước này, chỉ có giết hắn. Có người phụ họa, Yến Trường Phong nhìn về phía hai người, một cái là thái sơ thánh địa trưởng lão, một cái hồn giáo cường giả. Yến Trường Phong lần trước thu lấy Minh La ký ức, nhận thức cái này hồn giáo cường giả, người này cùng Minh giống nhau, chính là hồn giáo ở Tây Trạch Châu tổng đà 10 vị đại tướng chi nhất, gọi là Huyết thị. Bất quá Mặc dù có huyết thì cùng cái kia thái sơ thánh địa trưởng lão cổ động, nhưng như cũng có một đám người trong lòng trần chờ mang theo một tia chờ mong, nhìn Yến Trường Phong, muốn cùng Yến Trường Phong giải hòa. Yến Trường Phong cười lạnh, trực tiếp đánh vỡ bọn họ ảo tưởng, đuổi giết ta người, một cái đều trốn không thoát, mọi người, tất cả đều đến chết. chương 895, quần ma cùng ngú, Yến Trường Phong thanh âm đột nhiên một ngưng, trong nháy mắt sát ý hoàn toàn nở rộ, bốn phía mọi người nghe vậy lập tức sắc mặt kinh biến. Mới vừa rồi còn tâm tồn vài phần may mắn, muốn cùng Yến Trường Phong giải hòa tính toán, tức khắc hoàn toàn rách nát. Yến Trường Phong, người không khỏi quá cuồng, như vậy đuổi tận giết tuyệt, người thật muốn cùng chúng ta không chết không ngừng, giết chúng ta, người không sợ trên đời toàn địch sao? Có người giận mắng, bọn họ đều là đến từ bất đồng thế lực, phía sau đều có cường đại môn phái, gia tộc chống đỡ. Nếu là đưa bọn họ toàn bộ chém giết, cừu hận liền không thể hóa giải. Trên đời toàn địch, hư chỉ bằng các người mấy cái đại biểu này toàn bộ đại thế sao huống hồ ta yến trường phong tàn sát thiên hạ chẳng sợ thật sự trên đời toàn địch lại như thế nào nếu các người dám đến đuổi giết ta liền phải trả giá đại giới yến trường phong ánh mắt lạnh lẽo quanh thân đột nhiên lao ra từng đạo sắc nhọn kiếm khí sát hướng tứ phương không có chút nào cố kỵ hôm nay ta yến trường phong liền dùng các người huyết hướng thế nhân tuyên cáo tu la trở về sát yến trường phong đại sất vô số kiếm khí kiếm quang tung hoành thiên địa, sỏ xuyên qua trên trời dưới đất, chém giết tứ phương đàn địch. Ở đây ước chừng có mấy trăm danh các thế lực lớn trưởng lão cấp cường giả, tất cả đều là khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo tồn tại, thực lực đều có thể sợ vô cùng, nhưng Yến Trường Phong lại không có nửa điểm sợ hãi, đồng thời đối mọi người huy động giao mổ. Từ những người này đuổi giết hắn kia một khắc, liền chú định không chết không ngừng. Kẻ điên, hắn thật đến là ngàn năm trước cái kia kẻ điên, ra hắn, ai còn sẽ như vậy bất kể hậu quả, như vậy thủ đoạn tàn nhẫn đồng loạt ra tay toàn lực chém giết hắn bốn phía tất cả mọi người phẫn nộ yến trường phong chặt đứt bọn họ đường lui chỉ có ra sức ẩu đả đặc biệt là lúc trước những cái đó tính toán hướng yến trường phong chịu thua cùng yến trường phong giải hòa những người đó ở hy vọng tan biến lúc sau ra tay so với ai khác đều phải sắc bén cùng tích cực cầu sinh ý chí vô cùng mãnh liệt ngược lại là hồn giáo tên kia kiếp dương cảnh bày kiếp cảnh đại tướng huyết thị cùng với thượng cổ lôi ra trưởng lão còn có mặt khác mấy cái thực lực mạnh nhất cao thủ thừa dịp mọi người vây sát Yến Trường Phong thời điểm, lặng yên lui về phía sau. Muốn chạy, đều cho ta lưu lại. Yến Trường Phong lạnh băng ánh mắt đột nhiên bắn về phía bọn họ, con người giữa bắn ra vài đạo đáng sợ mũi nhọn, xuyên thủng thời không, chém về phía bọn họ. Đáng chết, huyết thì đám người tức giận mắng, vội vàng thi triển thần thông, ngăn cản ở này vài đạo ánh mắt chung mũi nhọn chi khí chém giết. Tu la, Yến Trường Phong hét lớn một tiếng, tu la dị tượng dầm một tiếng từ hắn thức hải trung lao ra, thổi quét tứ phương, đem mọi người bao phủ, hóa thành một cái huyết sắc thế giới, đoạn tuyệt mọi người đường đi. Từng luồng tu la chi khí cùng tu la chi lực lưu chuyển mãnh liệt, các loại mặt trái cảm xúc không ngừng đánh sâu vào mọi người tâm thần, đồng thời áp chế bọn họ pháp lực. Quần ma cùng ngú, yến trường phong hóa thân tu la, cả người đáng sợ lực lượng không ngừng mãnh liệt, tu la dị tượng chung, kia trồng chất thành sơn thi thể bỗng nhiên kích động lên, nằm sấp trên mặt đất, cùng với phiêu phù ở cửu khúc huyết hà chung thi thể, cũng tất cả đều phản phất có được sinh cơ. Kaka không ít thi thể chỉ còn lại có một đống bạch cốt, giờ phút này như là sống lại đây, hốc mắt chung bốc cháy lên hai luồng màu đỏ tươi huyết quang, trên người tất cả đều tản mát ra cường đại tu la chi lực dao động. Đồng thời Yến Trường Phong giết chóc đại đạo chi lực thêm vào. Ở bọn họ trên người, có một đoàn đoàn tu la chi khí vần quanh, giống như từng luồng ma khí. Dậm dạp thi thể từ trên mặt đất bò lên, sát hướng khắp nơi tu sĩ. Phóng nhãn nhìn lại, này đó sống lại thi thể, liếc mắt một cái nhìn không tới cuối. Sát, Yến Trường Phong ra lệnh một tiếng, những cái đó mà binh hốc mắt chung thiêu đốt huyết quang đột nhiên thiêu đốt đến mức tận cùng, tức khắc hướng tới tứ phương tu sĩ phát giết qua đi. Giống như ác quỷ giống nhau, cắn xé bọn họ, nhìn này phúc cảnh tượng, huyết thị đám người tất cả đều sắc mặt đại biến. Này đó mà binh đơn độc bất luận cái gì một cái, tự nhiên đều không phải bọn họ đối thủ, nhưng là số lượng thật sự quá nhiều. Dậm dạp, số đều không đếm được, mỗi cụ ma binh đều có kiếp dương cảnh một kiếp cảnh lực lượng trình tự, hơn nữa tại đây tu la dị tượng chung bất tử bất diệt mặc dù bị đánh phi hôi yên diệt tu la dị tượng vừa chuyển bọn họ liền sẽ một lần nữa ngưng tụ tức khắc chi gian tứ phương không ngừng có thần thông đánh ra mọi người tất cả đều bị này đó tu la ma binh vây quanh giống như thủy triều giống nhau cuồn cuộn không dứt xuất hiện sát chi bất tận a à, không lâu lúc sau liền có tu sĩ tiếng kêu thảm thiết vang lên yến trường phong thần sắc im lặng nhìn này hết thảy ánh mắt lập lòe này tu la dị tượng chung ma binh thực lực trực tiếp đã chịu hắn tu vi cùng với tu la dị tượng ngưng thật trình độ ảnh hưởng, hơn nữa tuy rằng nhìn như khủng bố, nhưng trên thực tế đối thượng cường giả chân chính, lại là không có gì trọng dụng. Tỷ như Yến Trường Phong phía trước đối thượng Vương Trùng, mặc nhạc cùng với lâm phóng ba người, lấy này đó mà binh lực lượng trình tự, ở bọn họ trước mặt, phất tay áo gian liền phải băng diệt tảng lớn. Nhưng là đối với trước mắt này đó tu sĩ trung đại đa số người, lại đủ để đối bọn họ tạo thành cực đại bối rối. Oanh, nơi xa, Huyết thì cùng mặt khác mấy cái kiếp dương cảnh bảy kiếp cảnh cao thủ ra tay, thanh không một mảnh ma binh, cứ việc những cái đó ma binh lại lần nữa từ trên mặt đất sinh trưởng ra tới, nhưng là lại không thể đối bọn họ tạo thành uy hiếp. Mấy người hợp lực tấn công tu La dị tượng, muốn phá vỡ tu La dị tượng, hướng thoát ra đi. Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, đại thủ trực tiếp đối với mấy người hung hăng một cái chảo nhiếp. Ầm vang, hư không rung động, mấy người nơi không gian tức khắc mai một một con huyết tay ở trên hư không trung ngưng tụ với ra tới, hướng tới mấy người chảo hợp lại lại đây. Huyết thì đám người tức khắc sắc mặt đại biến, cổ lực lượng này quá cường đại, lấy yến trường phong hiện tại kiếp xương cảnh nhị kiếp cảnh tu vi, hơn nữa thi triển tu la dị tưởng hơn nữa trong cơ thể dung hợp hai đại phân thân còn chưa từng tách ra tới, thực lực cường đại vô biên, liền phía trước huyền thiên kiếm tông người đại cao thủ trung xếp hạng đệ tứ vương trùng đều không phải đối thủ của hắn. Huống chi là những người này, những người này chung tuy rằng có không ít người đều là các lớn hơn cổ thế lực trưởng lão cấp cường giả, nhưng là hiển nhiên không phải mạnh nhất kia một đám trưởng lão. Ngay cả huyết thì cái này hồn giáo Tây Trạch Châu Tổng đà 10 tên đại tướng chi nhất huyết thì cũng chỉ là ở 10 đại tướng trung xếp hạng thứ 9. Huyết sắc đại thủ ôm đồm hợp lại lại đây, mấy người sắc mặt đương trường liền thay đổi, chỉ cảm thấy đã có một cổ đáng sợ lực lượng phong tỏa hư không, phảng phất muốn đem bọn họ giam cầm ở bên trong. Thực lực của hắn như thế nào sẽ tăng lên như vậy mau? Thế nhưng tấn trước đến kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh, huyết thì đám người vong hồn đều mạo, cả người lực lượng bùng nổ, điên cuồng đánh sâu vào hư không, hiểm mà lại hiểm từ kia huyết sắc đại thủ khe hở ngón tay chung vọt ra. Nhưng mà vừa mới lao tới, nếu liền nhìn đến một cái cả người tu la chi khí ngập trời hân trường thân ảnh, chính cười như không cười nhìn bọn hắn chằm chằm, tức khác làm bọn hắn toàn thân lông tơ đều tạc đứng lên tới, như trụy hầm băng. Các người tấn công tu la dị tượng, muốn đi chỗ nào? Khinh thường yến mỗ tổ chức trận này quần ma thịnh hội sao? Bốn phía, sậm dạp ma binh, hốc mắt trung huyết quang hừng hực, nhìn chằm chằm huyết thị đám người. Chương 896, toàn bộ diệt sát, Yến Trường Phong cười lạnh, quanh thân đột nhiên lao ra vô số kiếm quang cùng bóng kiếm, viên mãn cảnh kiếm ý cùng kiếm động cử thiên dị tượng cùng nở rộ. Vô số kiếm quang bóng kiếm dung hợp, lại thu được tu la dị tượng thêm vào, chém giết hướng huyết thị đám người. Huyết thị đám người tức khắc sắc mặt đại biến sôi nổi đánh ra các loại cường đại thần thuật, tế ra từng người pháp bảo, oanh kích này đó kiếm quang cùng bóng kiếm. Yến Trường Phong cũng không tự mình động thủ, thanh lân một lần nữa hóa thành hình người, nhếch miệng nói, lưu hai người, làm ta cũng hoạt động hoạt động gân cốt, này đó vương bát dê con, cũng dám đuổi giết nhà hắn long ra ra, xem ta lột bọn họ ra. Nói thanh lân cũng bay thẳng đến những người đó phát sát đi lên. Một lát sau, tiếng kêu thảm thiết thê lương, tu la dị tượng chung, những cái đó lúc trước đuổi giết quá yến trường phong cùng thanh lân mọi người tất cả mai một. Huyết thì đám người cũng đều hóa thành một phủng phủng huyết vụ, vì tu la dị tượng cung cấp vài phần huyết khí, làm này càng thêm ngưng thật. Đồng thời, từng luồng nồng đậm huyết chi tinh khí, dũng mãnh vào yến trường phong thân thể giữa, khiến cho yến trường phong cùng hai đại phân thân trong cơ thể tu la chi lực càng thêm minh mông. Đi thôi, hồi huyết luyện các, yến trường phong thu hồi tu la dị tượng, đồng thời đem hai đại phân thân tách ra tới, Lệnh này về tới linh võ giới chung, theo sau cùng Thanh Lân cùng nhau, hướng tới huyết luyện các mà đi. Mà ở Yến Trường Phong cùng Thanh Lân sau khi rời khỏi, nơi này phát sinh sự tình, cũng thực mau chuyển bá đi ra ngoài. Các thế lực lớn chung, này đó tiến đến chặn giết Yến Trường Phong cao thủ mệnh bài tất cả vỡ vụn, khiến cho khắp nơi thế lực kinh giận không thôi. Một ít thượng cổ thế lực, rất nhiều đỉnh tầng nhân vật đều nhịn không được xuất động, sôi nổi tới rồi, muốn hoàn toàn đem Yến Trường Phong bóp chết. Trên đường, yến trường phong cùng thanh lân lại lần nữa gặp được quá một ít cường giả tập sát bất quá lại chưa đối hai người tạo thành quá lớn trở ngại bị yến trường phong tất cả mai một lấy yến trường phong hiện tại tu vi có thể đối hắn tạo thành uy hiếp cao thủ không nhiều lắm hơn nữa khắp nơi tiến đến trận giết yến trường phong người cũng đều đều không phải là chân chính đỉnh tầng nhân vật đối này tồn tại nhất định coi khinh chờ đến yến trường phong đem này đó tiến đến trận giết người tất cả chém chết mọi người mới vừa rồi phản ứng lại đây suy nghĩ phái đỉnh cấp cao thủ tới chặn giết hắn, lại là đã muộn rồi, Yến Trường Phong cùng Thanh Lân hai người đã trở lại huyết luyện các chung. Oanh, huyết luyện các sơn môn trước, một người thượng cổ lôi ra cường giả từ thời không trung bán ra, cả người hơi thở cường thịnh vô cùng, đủ để sánh vai Huyền Thiên Kiếm Tông 10 đại cao thủ xếp hạng đệ tứ vương trùng. Nơi này là huyết luyện các, chỉ thu nhận sử dụng tuổi trẻ một thế hệ thiên tài, người tới dừng bước. Huyết luyện các tên kia phụ trách khảo hạch si cha thiên tài lão giả xuất hiện, nhìn lôi hồng ánh mắt bình đạm không có nửa điểm sợ hãi chi sắc ta vì yến trường phong mà đến người này tuổi vượt qua thiên tuế không nên thu nhận sử dụng ở huyết luyện các trung lôi hồng nhìn lão giả liếc mắt một cái có chút kiêng kỵ nói yến trường phong huyết luyện các trung không có người này người có thể trở về lão giả ánh mắt hơi đổi mở miệng nói lôi hồng cho rằng lão giả còn không biết yến trường phong chính là phong vô trần mở miệng nói ta nói yến trường phong chính là phong vô trần Lão giả nhướng mày, ngươi là ở trêu chọc bổn tọa sao? Phong Vô Trần kiềm giữ huyết luyện chi lộ tư cách lệnh, huyết luyện chi lộ tư cách lệnh, vẫn chưa bài xích hắn tinh huyết, này liền thuyết minh hắn tuổi phụ họa tiêu chuẩn, đích xác có được tiến vào huyết luyện chi lộ tư cách. Hơn nữa người này tư chất thượng giai, đồng dạng đạt tới yêu cầu. Sẽ ở năm ngày sau, đại biểu ta Thiên Thần Đại Lục tiến vào huyết luyện chi lộ. Huyết luyện chi lộ tư cách lệnh thế nhưng không có bài xích hắn. Như thế nào sẽ lôi hồng sắc mặt khẽ biến đồng thời ánh mắt lộ ra nghi ngờ yến trường phong thừa nhận thân phận đã sớm đã truyền khai hẳn là sẽ không có giả mới đúng ngàn năm trước nhân vật tuy rằng không biết hắn vì cái gì không có ngã xuống nhưng là tuổi hẳn là đều vượt qua hạn chế mới đúng chỉ là hắn lại không biết yến trường phong ngã xuống đến bây giờ trọng sinh trung gian ngàn năm đối hắn lại là cái chỗ trống thời kỳ này trung gian ngàn năm thời gian đều ở vào tử vong trạng thái nơi nào tới tuổi tăng trưởng mà liền tính là kiếp trước Yến Trường Phong, ở hơn nữa hiện giờ Yến Trường Phong tuổi thêm lên, đều không vượt qua trăm tuổi, tiến vào huyết luyện chi lộ tuổi hạn chế lại là không vượt qua thiên tuế, tự nhiên thỏa mãn điều kiện, sẽ không đã chịu huyết luyện chi lộ tư cách lệnh bài xích. Bất quá này giữa nguyên do, người ngoài lại là không biết. Lôi hồng đứng yên một lát, sắc mặt biến đổi không ngừng, hắn biết, nếu huyết luyện chi lộ tư cách lệnh chưa từng bài xích Yến Trường Phong, vậy thuyết minh hắn đích xác có được tiến vào huyết luyện chi lộ cùng huyết luyện các tư cách, đồng thời cũng sẽ được đến huyết luyện các che chở. Hắn muốn bắt sát Yến Trường Phong hy vọng chỉ có thể thất bại. Nhưng hắn trong lòng lại có chút không cam lòng. Trong tộc hiếu gia chủ lôi chấn thiên lúc trước ngã xuống ở Yến Trường Phong trong tay, từ nay về sau vì sát Yến Trường Phong báo thù, trong tộc phái nhập huyết luyện các trung tập sát Yến Trường Phong lôi vũ chờ năm tên thiên kiêu cũng đều ngã xuống, ở hơn nữa phía trước bị Yến Trường Phong chém giết nóng này cùng với trước đó không lâu ngã xuống ở Yến Trường Phong trên tay một cái khác lôi ra. Trưởng lão, thượng cổ lôi ra có thể nói là bởi vì Yến Trường Phong tổn thất thảm trọng. Nếu là không thể diệt sát Yến Trường Phong, đến lúc đó lôi ra đương đại gia chủ lôi quân xuất quan, còn không biết sẽ như thế nào trừng phạt bọn họ này đó chủ sự trưởng lão. Ngoài ra, bọn họ thượng cổ lôi ra nhiều lần phái người đuổi giết Yến Trường Phong, cùng Yến Trường Phong chi gian cũng đã kết mối thủ không chết không thôi, nếu là không thể thừa dịp hiện tại Yến Trường Phong thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục đến đỉnh, đem hắn bóp chết, đãi hắn từ huyết luyện chi lộ trở về, kia đối bọn họ thượng cổ lôi ra tới nói, nhất định là họa lớn. Tuy rằng thế nhân đều biết huyết luyện chi lộ hung hiểm vô cùng, giữa tàn khốc, vô số người trở thành trên đường xương khô. Nhưng hắn lại không dám đem hy vọng đều ký thác ở Yến Trường Phong sẽ ngã xuống ở huyết luyện chi lộ thượng ai đều biết, ngàn năm trước Yến Trường Phong, từng sát xuyên huyết luyện chi lộ, bại tấn quần hùng, chư thiên vạn giới vô số thiên tài đều ở hắn thuộc hạ ăn qua mệt. Ngàn năm trước, Yến Trường Phong còn có thể sát xuyên huyết luyện chi lộ, tồn tại xuống dưới, ngàn năm sau Yến Trường Phong, sau ngàn năm trước càng thêm kinh diễm cùng đáng sợ, vừa mới tiến vào kiếp dương cảnh mà thôi, liền rảo đến cổ dương đế quốc tinh phong huyết vũ, vô số lớp người già tu sĩ mệnh tang này tay. Ai có thể bảo đảm hắn không thể như ngàn năm trước như vậy, lại lần nữa sát xuyên huyết luyện chi lộ, cường thế trở về. Như thế nào, Người chẳng lẽ còn tưởng tấn công ta huyết luyện các chưa từng. Thấy lôi hồng đứng lặng bất động, không muốn rời đi, huyết luyện các khảo hạch lão giả con người giữa lộ ra một mà tàn khốc. Mạc lão hiểu lầm, lôi hồng nghe vậy sắc mặt khẽ biến, huyết luyện các ở thiên thần đại lục địa vị đặc thù, ai dám tấn công huyết luyện các. Làm như vậy không khác tìm chết, lôi hồng tự nhiên cũng không dám, đang muốn rời đi, nơi xa thời không trung bỗng nhiên lại truyền đến một đạo lãng tiếng cười, ha ha, mạc lão thật lớn uy phong kia được xưng là mạc lão huyết luyện các phía trước phụ trách khảo hạch lão giả sắc mặt trầm xuống. Trong hư không ngột rửa khởi từng vòng không gian gợn sóng, vài đạo cường đại hơi thở đồng loạt đè xuống. Ngay cả lôi hồng đều đồng tử co rụt lại, Nay mấy người hơi thở, so với hắn đều phải cường đại mấy lần, một thân hơi thở so với huyền thiên kiếm tông mặc nhạc, lâm phóng hai người đều không thua kém, ẩn ẩn gian còn mạnh hơn thượng một bậc. chương 897, đối chọi gai gắt bảy tên cường giả, đều là các lớn hơn cổ cấp thế lực đại trưởng lão cấp bậc nhân vật. Giữa có Thái Sơ Thánh Địa, Xích Phiêm Thánh Địa, Thái Diễn Thánh Địa, Hồn Giáo, Huyết Y Môn Trờ. Bảy người, mỗi người thực lực đều khủng bố vô biên, bất luận cái gì một người thực lực, đều không thua kém với mặc nhạc cùng lâm phóng hai người. Ngay cả mạc lão đều sắc mặt khẽ biến, trầm giọng nói, chư vị không thỉnh tự đến, cái gọi là chuyện gì. Mạc lão hà tất biết rõ cố hỏi, ta chờ tự nhiên là vì yến trường phong tên ma đầu kia mà đến. Thái sơ thánh địa đại trưởng lão cười lạnh nói, Nga, ta mặc kệ các ngươi chi gian có cái gì thù hận, hắn nếu vào ta huyết luyện các, ta huyết luyện các phải che chở hắn, trước mắt huyết luyện chi lộ đem khải, các ngươi cùng hắn chi gian ân oán, liền chờ hắn từ huyết luyện chi lộ trở về lành nghề giải quyết đi. Mạc lão cũng không khách khí, trầm giọng nói, nói, trực tiếp xoay người muốn đi, tính toán trực tiếp đóng cửa sơn môn. Chậm đã, thái sơ thánh địa đại trưởng lão hét lớn một tiếng, vài tên cường giả sôi nổi tiếng lên một bước trên người hơi thở ngập trời. Mạc lão xoay người lại nhìn về phía hắn, con người giữa bắn ra một đạo sắc bén. Như thế nào, các ngươi chẳng lẽ còn tưởng tấn công ta huyết luyện các không thành? Mạc lão thanh âm trầm thấp, nguyên bản như tầm thường phàm nhân giống nhau, không có nửa điểm tu vi dao động, giờ phút này trên người đột nhiên cuốn lên một cổ đáng sợ hơi thở, lệnh ở đây mọi người tất cả đều sắc mặt một lần. Kiếp Dương cảnh cửu trọng đỉnh đại viên mãn, bảy người tức khắc trong lòng đã, không nghĩ tới đối phương tu vi thế nhưng như vậy cao thâm nguyên bản thấy hắn vẫn luôn bảo hộ sơn môn trước, khảo hạch si cha thiên kiêu, ở huyết luyện các trung không gì thân phận cùng thực lực, lại không nghĩ rằng thế nhưng là kiếp dương cảnh cửu trọng đỉnh đại viên mãn tu vi. Bảy người mới vừa rồi khí thế tức khác dao động vài phần, nhìn mạc lão trong ánh mắt hiện lên một tia kiêng kỵ. Mạc lão nói đùa, chúng ta cùng huyết luyện các không oán không thù, như thế nào sẽ đến tấn công huyết luyện các? Mấy người cười làm lành, nếu không phải, vậy cút đi, huyết luyện các chỉ thu nhận sử dụng thiên tuế dưới thiên tài, muốn tìm các ngươi trong miệng yến trường phong báo thù, đại nhưng đem các ngươi môn phái giữa thiên tuế dưới thiên tài phái tới, ta cho phép bọn họ tiến vào. Nhưng các ngươi không được, quy củ không thể hư, mạc lão cười như không cười nói, mấy người tức khắc sắc mặt khó coi, thiên tuế dưới tu sĩ, bọn họ các phái kiệt xuất nhất thiên tài đều ngã xuống ở yến trường phong trên tay, thiên tuế dưới tu sĩ, nơi nào là yến trường phong đối thủ. Làm cho bọn họ tiến vào huyết luyện các chung, kia không thua gì là làm cho bọn họ đi vào chịu chết mạc lão người thật muốn vì một cái yến trường phong cùng chúng ta các đại thánh địa trở mặt sao thấy đối phương chút nào không khách khí không có nửa điểm xoay chuyển đường sống thái sơ thánh địa đại trưởng lão không khỏi trầm giọng nói như thế nào ngươi uy hiếp ta đừng nói là ngươi liền tính là ngươi môn trung thánh chủ tới cũng không dám như vậy uy hiếp ta huyết luyện các mạc lão con ngươi hiếp lại trong mắt có hàn mang phát ra lăn nếu không đừng trách lão nhân không khách khí nói mạc lão trên người hơi thở càng thêm sắc bén, thậm chí có sát ý phát ra. Bảy người sắc mặt xanh mét, không nghĩ tới đối phương thế nhưng như vậy cường thế, bọn họ bảy đại thượng cổ cấp thế lực đại trưởng lão tự mình ra mặt muốn người, thế nhưng bị đối phương như vậy quát lớn, chút nào không cho mặt mũi. Mấy người thở sâu, có tâm ra tay, nhưng là lại nhịn xuống. Bọn họ bảy người liên thủ, có lẽ có thể ngăn chặn mạc lão, nhưng phải biết rằng, huyết luyện các nhưng không chỉ có một cái mạc lão, ai đều biết, mỗi cái huyết luyện các trung đều có 9 đại người thủ hộ. Mỗi cái người thủ hộ thực lực đều cường đại vô cùng, ngoài ra còn có một cái thực lực càng thêm khủng bố bảo hộ chi vương. Nếu là thật vào giờ phút này ra tay, đem mạc lão chân áp, vậy hoàn toàn đắc tội huyết luyện các. Nếu là một cái huyết luyện các còn thôi, nhưng toàn bộ thiên thần đại lục, mỗi cái đế quốc bên trong, đều thiết lập có một cái huyết luyện các, toàn bộ thiên thần đại lục có bao nhiêu cái đế quốc, có bao nhiêu cái huyết luyện các. Lại có bao nhiêu cái mạc lão như vậy cường giả, Đừng nói là bọn họ bảy cái nơi thượng cổ thế lực, liền tính là toàn bộ cổ dương đế quốc thượng cổ thế lực thêm lên, đều không phải toàn bộ thiên thần đại lục huyết luyện các đối thủ. Mỗi cái huyết luyện các chi gian, nhưng đều là lẫn nhau liên hệ, cũng không phải năm bè bảy mảng. Bởi vậy liền tính là các đại thánh địa thánh chủ, cũng không dám đối huyết luyện các ra tay. Huống chi là bọn họ, còn chưa cút, muốn làm lão nhân tự mình ra tay sao? Mạc lão lãnh sắt, mấy người biến sắc lại biến, hư lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi. Bên cạnh lôi hồng cứng họng, người còn chưa cút, Mạc Tới lại quét mắt lôi hồng, lôi hồng tức khắc mặt đều tái rồi, không nói thêm gì, trực tiếp một đầu chui vào hư không giữa. Hừ, Mạc Tới nhìn hoa mắt đi mọi người, hừ lạnh một tiếng, xoay người đi vào huyết luyện các sơn môn chung, theo sau đánh ra vài đạo pháp ấn, huyết luyện các sơn môn trực tiếp hoàn toàn đóng cửa, toàn bộ huyết luyện các đều từ thiên thần đại lục biến mất không thấy, không ai có thể ở phát hiện nó ở địa phương nào. Từ huyết luyện các 36 đại bí cảnh bởi vì vô thiên ma tôn sống lại, hủy diệt 35 đại bí cảnh, tạo thành thiên thần đại lục vô số thiên kiêu ngã xuống lúc sau, hiện giờ huyết luyện các chung, một mảnh quạnh quẽ. To như vậy huyết luyện các chung, chỉ có hơn trăm cái tuổi trẻ một thế hệ thiên kiêu. Ở lần đó bí cảnh sau khi kết thúc, lại lục tục có chút ít thiên kiêu tiến vào huyết luyện các chung. Làm Yến Trường Phong không nghĩ tới chính là kiếm thần thế nhưng cũng đã tiến vào tới rồi huyền thiên kiếm tông. Ngày đó Yến Trường Phong sát thượng huyền thiên kiếm tông, vẫn chưa nhìn thấy kiếm thần đó là bởi vì ở hắn mang theo tô mộng nhi hủy diệt huyền thiên kiếm tông dưới chứng các đại phụ thuộc thế lực thời điểm đi tới đế đô tiến vào tới rồi huyết luyện các trung tiến vào huyết luyện các sau không ít thiên kiêu xem hắn ánh mắt đều có chút cổ quái hắn cơ hồ là cổ dương đế quốc cuối cùng một cái tiến vào huyết luyện các thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu trước sau hai lần đều bởi vì cùng người giao thủ trọng thương bị thua trở lại tông môn khôi phục nguyên khí chậm lại tiến vào huyết luyện các thời gian hai lần giao thủ lần đầu tiên chính là ở thiên nguyên quốc gia của tụ hội thượng thua ở yến trường phong trên tay thiếu chút nữa chết nếu không phải sau lại trương nghị kịp thời tìm đến sớm đã ngã xuống lần thứ hai cùng người giao thủ chính là yến trường phong đám người tiến vào huyết luyện các 36 đại bí cảnh lúc sau kiếm thần cùng tô mộng nhi ước chiến thiên kiếm phong kết quả bị tô mộng nhi nhất chiêu đánh bại nếu không có âm thầm đi theo kiếm thần đi trước huyền thiên kiếm tông trưởng lão ra tay chỉ sợ cũng ngã xuống ở tô mộng nhi trên tay bởi vậy ở kiếm thần tiến vào huyết luyện các sau, hiểu biết những việc này những cái đó thiên kiêu nhìn về phía kiếm thần ánh mắt đều có chút cổ quái. Đặc biệt là đương ngoại giới truyền đến yến trường phong mang theo Tô Mộng Nhi, hủy diệt huyền thiên kiếm tông dưới chướng hơn 20 cái nhất lưu thế lực tin tức sau, mọi người nhìn về phía kiếm thần ánh mắt liền càng thêm quái dị. Bởi vì bọn họ ai đều biết, yến trường phong còn sẽ trở lại huyết luyện các, đến lúc đó đi theo hắn bên người Tô Mộng Nhi khẳng định cũng sẽ tiến vào huyết luyện các mà lấy hai người cùng kiếm thần chi gian ân oán, đến lúc đó trở lại huyết luyện các, nhìn đến kiếm thần, kia kiếm thần chẳng phải là đến chết thực thảm. Trên thực tế, ở biết được Yến Trường Phong hủy diệt Huyền Thiên kiếm tông dưới chướng Đông đảo thế lực tin tức sau, kiếm thần cũng có chút rơi vào tình huống khó xử, cảm thấy có chút thấp thỏm lo âu. Đặc biệt là đương Yến Trường Phong sát thượng Huyền Thiên kiếm tông tin tức truyền đến, càng là làm hắn vừa kinh vừa giận, thiếu chút nữa bỏ chạy ly huyết luyện các. Chỉ là lúc sau lại truyền ra Yến Trường Phong trọng thương hôn mê, gặp khắp nơi cường giả đuổi giết tin tức, tài lược phi an tâm, cảm thấy có như vậy rất mạnh giả ra tay, Yến Trường Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là, Yến Trường Phong chẳng những không chết, lại còn có chém giết khắp nơi đuổi giết hắn cường giả, lập tức về tới huyết luyện các, được đến tin tức hắn lập tức nhích người chuẩn bị rời đi huyết luyện các, kết quả mới đi tới cửa, liền vừa lúc gặp phải trở về Yến Trường Phong cùng Thanh Lân. chương 898, cuối cùng An Bình, nhìn đến trở về yến trường phong cùng thanh lân hai người kiếm thần một khuôn mặt tức khắc biến sắc hắn sinh ra cái thứ nhất ý niệm không phải muốn cùng yến trường phong liều mạng vì huyền thiên kiếm tông đồng môn báo thù mà là lại suy tư như thế nào mới có thể từ yến trường phong trên tay sống sót mà nhìn đến kiếm thần thời điểm yến trường phong cũng là hơi hơi sửng sốt ngay sau đó khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh không nghĩ tới trở lại nơi này thế nhưng nhìn thấy một cái cá lọt lưới Yến Trường Phong con người giữa lập lòe huyết quang, có sát khí phát ra. Phong, Phong vô trần, người muốn làm cái gì? Kiếm thần cố gắng chấn định, bị Yến Trường Phong ánh mắt nhìn thẳng, trong lòng lại là một trận phát mau. Làm thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu, hơn nữa vẫn là thánh tử cấp thượng đẳng trình tự nhân vật, thậm chí dung hợp tiên linh thạch sau, so với thánh tử cấp đỉnh vô thượng cường giả đều phải không nhường một tấc. Này bổn hẳn là lĩnh quân trẻ tuổi, chịu vô số người kính ngưỡng cùng khen tặng, bổn ứng cao cao tại thượng nhưng hiện tại đối mặt yến trường phong hắn lại không có nửa điểm uy phong đáng nói sở hữu quang mang đã sớm ảm đạm ở yến trường phong quang mang hạ người nói ta muốn làm cái gì kiếm thần người lá gan không nhỏ biết rõ ta tiến vào huyết luyện các người đã còn dám tiến vào yến trường phong sâu kín nói hắn hơi hơi giơ tay một cổ lực lượng cường đại tức khắc ngưng tụ lên ép tới bốn phía mọi người bao gồm kiếm thần bản thân đều cơ hồ muốn không thở nổi kiếm thần tức khắc sắc mặt đại biến đúng lúc này, bỗng nhiên có một đạo thanh huy sái lạc, áp xuống cổ lực lượng này dao động. Đồng thời có một đạo thanh âm truyền đến, dừng tay, Yến Trường Phong nhướng mày, theo tiếng nhìn lại, liền nhìn thấy mạc lão từ nơi xa một bước đạp tới. Hiện giờ ta thiên thần đại lục thiên tài điêu tàn, so với chư thiên vạn giới mặt khác đại giới, vốn là tranh lệch cách xa, mặc kệ ngươi cùng hắn chi gian có cái gì ân oán đều tạm thời ngăn qua. Mạc lão mở miệng trầm giọng nói, kiếm thần thấy thế tức khác trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới huyết luyện các trưởng lão thế nhưng sẽ vì hắn suốt đầu, giữ gìn với hắn. Yến Trường Phong chăm chú nhìn Mạc Lão một lát, trong mắt huyết quang dần dần liếm đi, lộ ra một tia đạm cười, nếu Mạc Lão mở miệng, kia vãn bối liền tha cho hắn một lần. Lúc trước Mạc Lão ngăn cản các đại thánh địa cường giả, giữ gìn chuyện của hắn, Yến Trường Phong cũng có điều hiểu biết, hiện giờ đối phương mở miệng muốn giữ gìn kiếm thần, Yến Trường Phong cũng không ngại bán đối phương một cái mặt mũi. Huống chi, hắn hiện tại cũng vẫn chưa đem kiếm thần để vào mắt. Lấy hắn hiện tại thực lực, kiếm thần trong mắt hắn, cùng trên mặt đất con kiến không có khác nhau. Bởi vậy hắn cũng không vội với nhất thời, chờ tới rồi huyết luyện chi lộ lúc sau, đến lúc đó có rất nhiều cơ hội diệt sát hắn, lấy tuyệt hậu hoạn. Mạc lão hiển nhiên là nhìn ra Yến Trường Phong ý tưởng, nhíu nhíu mày, bất quá biết chuyện này hắn không có khả năng hoàn toàn ngăn cản, cũng chưa ở nói thêm cái gì. Huống chi, Yến Trường Phong thực lực cùng tiềm lực, xa xa vượt qua kiếm thần, bởi vậy cũng không đáng vì kiếm thần trấn áp Yến Trường Phong. Thấy Yến Trường Phong đáp ứng tạm thời không đối kiếm thần ra tay, Mạc Lão cũng chưa ở dừng lại, hư không gợn sóng gột rửa, ngay sau đó thân hình liền biến mất không thấy. Mạc Lão vừa đi, kiếm thần tức khắc trong lòng thấp thỏm lên, đặc biệt là thấy Yến Trường Phong ánh mắt xem ra, càng là không khỏi lui về phía sau hai bước, ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Yến Trường Phong quét hắn liếc mắt một cái, cùng Thanh Lân cùng nhau bay về phía vọng thần phong. Thẳng đến Yến Trường Phong đi rồi, kiếm thần mới vừa rồi thở vào khẩu khí, chỉ là nhìn về phía Yến Trường Phong rời đi bóng dáng, đôi mắt chỗ sâu trong lại là hiện lên một tiêu oán hận, còn có mãnh liệt không cam lòng. Phong vô trần, Yến Trường Phong, mặc kệ ngươi là Phong vô trần, vẫn là Yến Trường Phong, ngươi chờ, ta kiếm thần sớm hay muộn sẽ tìm về bãi. Huyết luyện chi lộ cơ duyên tạo hóa nhiều đếm không xuể, ta tổng hội có vượt qua ngươi một ngày. Kiếm thần trong lòng nảy sinh ác độc, xoay người mà đi. Chủ thượng, muốn hay không ta đi kết quả hắn. Thanh Lân quay đầu lại nhìn kiếm thần liếc mắt một cái, con người giữa lập lè ra thô bạo chi sắc. Lấy hắn cùng Yến Trường Phong hai người hiện tại thực lực, cảm giác dữ dội nhạy bén, kiếm thần trong mắt oán niệm cùng không cam lòng, sao lại giấu giếm được bọn họ. Không sao, mới vừa rồi Thái Sơ Thánh Địa chờ các đại thánh địa cường giả dắt tay nhau mà đến, ý đồ làm huyết luyện các giao gia da chúng ta, mặc lão nếu ra mặt giữ gìn chúng ta, điểm này mặt mũi vẫn là phải cho. Một cái tiểu nhân vật thôi, mà hôm nay mà lật, chư thiên vạn giới nhất định cũng là thiên tài xuất hiện lớp lớp thậm chí lĩnh ngộ cùng khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo yêu nghiệt cũng khẳng định không ở số ít lấy hắn hiện tại thực lực tới rồi huyết luyện chi lộ liền cái bọt sóng đều phiên không đứng dậy bất quá chảm thảo không không trừ tận gốc này không phải phong cách của ta chờ tới rồi huyết luyện chi lộ lại tìm cơ hội đem hắn diệt sát yến trường phong nhàn nhạt mở miệng nói vẫn chưa quá đem kiếm thần để ở trong lòng trở lại vọng thần phong sau Yến Trường Phong đem hai đại phân thân đều chia lìa mà ra, hai đại phân thân cũng một lần nữa về tới linh võ giới chung. Đồng thời, Yến Trường Phong tự thân cũng đi linh võ giới một chuyến, thấy Tô Mộng Nhi đã luyện hóa kia cây ba ngàn năm niên đại dược vương đang ở bế quan, ý đồ ngưng tụ cũng khống chế kiếp trước đại đạo. Tô Mộng Nhi bế quan, thời gian chú định sẽ không ngắn ngủi. Nàng vẫn chưa được đến kiếp trước phong ấn đạo căn cùng đạo chủng, chỉ có thể chính mình căn cứ kiếp trước hiểu được, ngưng tụ đại đạo, sau đó ở khống chế đại đạo. Bất quá tuy rằng tốc độ so với Yến Trường Phong cùng Thanh Lân muốn chậm hơn một ít, nhưng đối nàng mà nói, cũng không tính việc khó. Hơn nữa, theo nàng hiểu được, linh võ giới chung có rất nhiều đại đạo phù văn hiện lên, vần quanh ở nàng chung quanh, so với tại ngoại giới ngưng tụ đại đạo, thế nhưng muốn dễ dàng được đến. Yến Trường Phong có chút líu lưỡi, bất quá hắn phía trước liền phát hiện linh võ giới huyền diệu, giữa đại đạo phù văn so ngoại giới càng thêm phồn đa, thậm chí còn có một ít đại đạo phù văn diễn biến thành sinh linh, có như vậy hiệu quả đảo cũng chẳng có gì lạ. Tô Mộng Nhi hiện giờ đã là kiếp dương cảnh tam kiếp cảnh tu vi, nếu là thành công ngưng tụ ra kiếp trước đại đạo, thực lực sẽ trở lên một tầng lâu, đến lúc đó tiến vào huyết luyện chi lộ sau, ở chúng thiên kiêu bên trong đều có thể dừng bước cùng. Rời khỏi linh võ giới, Yến Trường Phong lại đánh giá liếc mắt một cái đoạt linh thảo, hơi hơi nhíu nhíu mày, trầm ngâm một lát, sau đó về tới vọng thần phong. Khoảng cách đi trước huyết luyện chi lộ chỉ còn lại có 5 ngày thời gian. 5 ngày thời gian, huyết luyện các chung một mảnh an tĩnh, tất cả mọi người ở làm cuối cùng chuẩn bị, nghỉ ngơi dưỡng sức, điều chỉnh trạng thái. Không ít người đều trong lòng kích động, hưng phấn, bởi vì sắp bước vào cái kia trong truyền thuyết huyết chi thí luyện, tuyên cổ tới nay nhất thảm thiết thí luyện chi lộ. Này một đời huy hoàng, thiên địa lặp lại, thiên kiêu anh dũng, chư thiên vạn giới thiên tài, mặc kệ là số lượng vẫn là chất lượng, đều phải càng sâu dĩ vãng. Này một đời huyết luyện chi lộ, nhất định phải càng thêm thảm thiết. Liên tính lại Yến Trường Phong có được hiện giờ thực lực, đều không có tuyệt đối nắm chắc, còn có thể như ngàn năm trước như vậy, sát xuyên huyết luyện chi lộ, giết được chư thiên vạn giới thiên kiêu sợ hãi. Đây là một hồi đại thế chi tranh, toàn bộ Hoàn Vũ, vô số đại giới, không thiếu một ít như hắn giống nhau kinh diễm người. Kiếm thần rời xa vọng thần phong, ở nhất bên ngoài linh phong thể trong động phủ đóng cửa không ra, để tránh cùng Yến Trường Phong chạm mặt. Cứ việc hắn đối Yến Trường Phong trong lòng vô cùng oán hận, nhưng hắn biết, lấy hắn hiện tại thực lực xa xa không phải Yến Trường Phong đối thủ, chỉ có thể ẩn nhẫn. chương 899, tấn công huyết luyện các. Còn có cuối cùng năm ngày, chư thiên vạn giới, nói vậy đã có một ít đại giới thiên kiêu, đã dẫn đầu tiến vào huyết luyện chi lộ đi. Yến Trường Phong đứng lặng vọng thần phong đỉnh núi, hai mắt híp lại, nhìn xa thâm thúy hư không, kia vì này huyết luyện chi lộ. Huyết luyện chi lộ mở ra, tuy rằng là chư thiên vạn giới sở hữu thiên kiêu tranh phong, tranh giành quần hùng, nhưng cũng không có khả năng đồng thời cùng mà tiến vào huyết luyện chi lộ. Rốt cuộc chư thiên vạn giới, thiên kiêu thật sự quá nhiều, như cuồn cuộn sao trời chung sao trời, bởi vậy các đại giới chi gian, tiến vào huyết luyện chi lộ thời gian điểm là sai khai. Mà ở huyết luyện các chung, chúng thiên kiêu toàn vội vàng nghỉ ngơi dưỡng sức này năm ngày, ngoại giới lại là nhấc lên sóng to gió lớn. Yến trường phong sát thượng huyền thiên kiếm tông, hơn nữa đem khắp nơi chặn giết hắn cường giả tất cả chém giết sạch sẽ, tin tức cũng hoàn toàn truyền khai, toàn bộ cổ dương đế quốc đều sôi trào lên. Đồng thời, Yến Trường Phong thân phận cũng hoàn toàn bại lộ. Các lớn hơn cổ thế lực, thượng cổ lôi ra, thái sơ thánh địa, hồn giáo cho các thế lực lớn cao tầng, tất cả đều sắc mặt khó coi. Bọn họ nhiều như vậy cường giả ra ngựa, lại không thể chặn giết hạ trọng thương Yến Trường Phong, ngược lại bị này chém giết không ít người. Đặc biệt là thái sơ thánh địa chờ thượng cổ thế lực đại trưởng lão cấp bậc cường giả tự mình đến huyết luyện các muốn người, kết quả lại bị cường thế đuổi, mặt mũi quét rác. Mà huyền thiên kiếm tông, huyết tinh khí như cũ nồng đậm, kéo dài không tiêu tan. Huyền thiên kiếm tông du lịch sao trời hai gã trưởng lão mơ hồ cảm ứng được môn trung biến cố, ở yến trường phong đám người tiến vào huyết luyện chi lộ trước một ngày trở về, biết được huyền thiên kiếm tông ra bọn họ hai vị du lịch trưởng lão, chỉ còn lại có bế sinh tử quan tông chủ cổ lạc, mặt khác môn nhân trưởng lão, tất cả diệt phong. Ly tông mấy trăm năm, một sớm trở về, lại thấy đồng môn tất cả ngã xuống, huyết nhiễm minh mông đại địa, bi phẫn, sát ý, tức khắc phá tan phía chân trời. Yến Trường Phong, hai người nghe được cổ dương đế quốc vô số tu sĩ đàm luận, biết được chân tướng, giận không thể át, sát ý nghiêm nghị, ngửa mặt lên trời giống giận. Bá, huyền thiên kiếm tông 10 đại cao thủ chung, xếp hạng đệ nhất thương nguyệt, cùng với xếp hạng thứ bảy dương phong phát cuồng toàn lực suy tính huyết luyện các vị trí. Kia 10 đại cao thủ trung xếp hạng đệ nhất thương nguyệt, chính là nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả, hao phí tinh huyết, Bất kể đại giới suy tính cổ dương đế quốc huyết luyện các vị trí, nhưng là lại như cũ không có kết quả. Đáng chết, Thương Nguyệt thịnh nộ, khóe môi treo lên đỏ bừng vết máu, lọt vào phản phệ. Thương Nguyệt sư huynh, hiện tại làm sao bây giờ? Muốn hay không đánh thức tông chủ? Dương Phong cũng sắc mặt âm trầm, không thể, đánh sâu vào sinh tử đại cảnh, không phải là nhỏ, tông chủ bế quan trăm năm, vạn nhất hiện tại đúng là thời điểm mấu chốt, chúng ta tùy tiện đánh gãy, sẽ chuyện xấu. Thương Nguyệt thở sâu, nỗ lực áp chế trong lòng lửa giận. Kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy tính không thành? Ta huyền thiên kiếm tông lập tông thời gian tuy rằng không dài, nhưng có từng đã chịu khuất nhục như vậy, bị người sát tới cửa tới, tàn sát tứ phương. Dương Phong có chút áp chế không được sát ý, thương nguyệt nhìn hắn một cái, sắc mặt lạnh băng, ánh mắt lập lè, sau một lúc lâu phun ra hai chữ, đi tới gần đế quốc huyết luyện các. Dương Phong nghe vậy tức khắc trong lòng vừa động, lập tức minh bạch thương nguyệt ý đồ. Thiên thần đại lục, sở hữu huyết luyện các chi gian, đều lẫn nhau liên hệ, có tương liên tiếp truyền tống trận pháp. Hai người không có chút nào trần chờ trực tiếp đi vào Lam Nguyệt Đế quốc huyết luyện các. Nhưng hai người lại bị ngăn trở bên ngoài, ngay sau đó, nơi này phát sinh một hồi chiến đấu kịch liệt, chấn động toàn bộ Lam Nguyệt Đế quốc. Nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả ra tay, tấn công huyết luyện các. Chuyện này tuyệt đối cuồng bạo, Lam Nguyệt Đế quốc oanh động, mà Lam Nguyệt Đế quốc huyết luyện các lại là thịnh nộ, có mấy tên người thủ hộ bị thương nguyệt bị thương nặng, sinh sôi sát nhập tới rồi huyết luyện các chung. Nhưng huyết luyện các bảo hộ chi vương xuất hiện, cùng thương nguyệt phát sinh chiến đấu kịch liệt. Thông chi cổ dương đế quốc huyết luyện các, có người thủ hộ gầm lên, tin tức thực mau truyền quay lại cổ dương đế quốc huyết luyện các. Cái gì, có người thế nhưng dám can đảm tấn công làm nguyệt đế quốc huyết luyện các. Tìm chết, cổ dương đế quốc huyết luyện các chung, chúng người thủ hộ tất cả đều tức giận. Theo sau biết được thương nguyệt cùng dương phong hai người mục đích, thế nhưng là nhằm vào yến trường phong càng là làm cho bọn họ tức giận không thôi hư ta thiên thần đại lục thiên kiêu vốn là tổn thất thảm trọng kia yến trường phong thiên phú cùng tiềm lực tinh mới tuyệt diễm cái thế vô song sắp sửa đại biểu chúng ta thiên thần đại lục tiến vào huyết luyện chi lộ cùng chư thiên vạn giới thiên kiêu tranh bá thế nhưng có người dám can đảm nhằm vào hắn lại còn có dám đối với chúng ta huyết luyện các gia tay khi chúng ta huyết luyện các lâu bất xuất thế thật sự hảo khinh sao có người thủ hộ căm giận Mạc lão cũng sắc mặt âm trầm, phía trước Thái Sơ Thánh Địa chờ các lớn hơn cổ cấp thế lực, cũng từng đi vào hắn huyết luyện các tạo áp lực bức bách, nhưng là lại không dám động thủ. Không nghĩ tới kia Huyền Thiên Kiếm Tông trở về hai người, thế nhưng sẽ như vậy lớn mật, tìm không thấy bọn họ cổ Dương Đế quốc huyết luyện các vị trí nơi, thế nhưng chạy tới nước láng giềng huyết luyện các vùng tay đánh nhau. Cần thiết hiếu thắng thế chân áp, nếu không ta huyết luyện các uy nghiêm ở đâu? Không tôi, nếu là lúc này đây không nghiêm túc xử lý, đưa bọn họ chân áp, về sau chỉ sợ ai đều dám đến chúng ta huyết luyện các dương oai. Vài tên người thủ hộ phẫn nộ, muốn hay không thông chi nguyên thần sư huynh, có người mở miệng dò hỏi, mọi người nhìn về phía nguyên thần đạo nhân nơi cổ viện, nơi đó sức sống tràn trề, đảo qua dĩ vãng tiêu điều cùng khô bại, có mở mịt linh khí, nồng đậm đại đạo pháp tác đan chéo. Đó là sinh mệnh chi đạo, nguyên thần đạo nhân, đó là này cổ dương đế quốc huyết luyện các bảo hộ chi vương. Chỉ từ ngày ấy cùng Yến Trường Phong đàm đạo, trải qua Yến Trường Phong chỉ điểm, Liên tiến vào ngộ đạo trạng thái, loại trạng thái này đánh sâu vào sinh tử đại cảnh, hiệu quả sẽ so với bình thường bế quan đánh sâu vào sinh tử đại cảnh xác suất thành công muốn cao đến nhiều. Vô luận như thế nào đều không thể quấy rầy đến nguyên thần sư huynh, nguyên thần sư huynh hiện tại ở vào ngộ đạo trạng thái, loại này cơ duyên khả ngộ bất khả cầu, nếu là đánh gãy, về sau chỉ sợ rốt cuộc khó có thể gặp được. Ta qua đi một chuyến liền có thể, mạc lão con người giữa lập lè hàn mang, mặt khác vài tên người thủ hộ đều không cần phải nhiều lời nữa, Mạc lão thực lực, chính là chín đại người thủ hộ mạnh nhất, chỉ ở sau làm bảo hộ chi vương nguyên thần đạo nhân. Nếu nguyên thần đạo nhân không rảnh phân thân, kia mạc lão tiến đến, lại thích hợp không phải. Hắn bước vào một tòa màu đen tế đàn, pháp lực vận chuyển, một cái thông đạo tức khắc xuất hiện ở trước mặt hắn, đó là một tòa kiều, ở hắn bước lên đi nháy mắt, kia tòa kiều tức khắc điên cuồng kéo dài, hoàn toàn đi vào phía trước hư vô không gian. Đường mạc lão lại lần nữa xuất hiện, đã đi vào Lam Nguyệt Đế quốc huyết luyện các trung. Oanh! vừa mới đã đến, liền cảm nhận được bên này đáng sợ lực lượng dao động, toàn bộ huyết luyện các chung, vô số bảo hộ cấm chế cùng bảo hộ trận pháp đều bị đánh tan, không gian băng toái, không ngừng vỡ vụn mở ra, toàn bộ huyết luyện các đều đang run rẩy. Hai đại sinh tử đại cảnh cường giả nhảy vào dị độ không gian, ở giữa giao thủ, nhưng dị độ không gian đều bị đánh nứt ra, có cường đại hơi thở chút xuống xuống dưới, đối phía dưới huyết luyện các tạo thành nghiêm trọng phá hư. Đồng thời, Lam Nguyệt Đế quốc mặt khác người thủ hộ, lại là đem dương phong đánh chúng kế tiếp bại lui thân thể đều bị đánh nứt ra mấy lần